cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. chương 881, ta chính là quy tắc. Cửu ra, người thi hành hình phạt xứng sở, sau đó cung kính không người hành lễ. Cửu, cửu ra, hai tên hộ vệ giống như gặp quỷ vậy, chờ mình một cái liền bò dậy, run lẩy bẩy quỷ ở một bên. Vạn vạn không ngờ tới, cửu ra lại sẽ đến ám thất. Không phải nghe nói là cửu ra sắp chết rồi mà, tại sao còn bình yên vô sự mà chạy tới nơi này? Bọn họ đều cho rằng hắn chết rồi, tư minh lễ sẽ tiếp quản gia tộc, nên mới dám đối xử như vậy đối với nữ nhân kia. Ánh mắt của tư dạ hàn từ đầu đến cuối chỉ có một tiêu điểm, vượt qua tất cả mọi người, trực tiếp tìm thẳng về hướng của thiếu nữ. Trong nháy mắt khi nhìn thấy rõ được hình ảnh của cô gái trong ngục thất, con người đen nhánh như mực của nam nhân đột nhiên càng sâu hơn. Chỉ thấy trên người thiếu nữ mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ, mái tóc xóa vai, sắc mặt đỏ thắm, môi anh đào kiểu diễm ở trong ám thất âm trầm đáng sợ nơi này, lại như hoa hồng nở rộ, đẹp đến không tưởng tượng nổi, xua tan đi hết thải tăm tối. Tư giả hàn sau khi lo lắng trong chốc lát, đứng lại trước mặt cô gái, khi tức có chút hơi sốc sách, lửa giận nơi đáy mắt đột nhiên bốc lên, tại sao không đi? Đáy mắt Diệp Oản Oản lại dâng lên một nụ cười, lộng lẫy như giải ngân hà, người ta đang chờ anh đó. Nếu anh tỉnh lại, không thấy được em, thì làm sao bây giờ? trừ tư hạ ra, đêm khuya hôm qua, một người ngoài ý liệu của nàng đột nhiên xuất hiện tại cẩm viên, muốn đưa nàng rời đi. Bất quá, nếu nàng đã quyết định lưu lại, đương nhiên sẽ không cùng hắn rời khỏi. Audio điện tử võ tấn bền Về phần nàng khi đó rốt cuộc làm thế nào để cho người kia thỏa hiệp? A, à, tốt nhất không nên để cho tư giả hàn biết. Em đang chờ anh. Nếu anh tỉnh lại không thấy được em, thì làm sao bây giờ? Tư Dạ Hàn nhìn cô gái đang cười tươi giói đứng ở trước mặt mình, cười tươi như hoa nói ra những lời này, trong lòng kịch liệt chấn động. Cùng lúc đó, khí thức quanh mình càng ngày càng lạnh giá. Cũng không biết có phải là bởi vì hầm giam quá mức u ám hay không, tất cả mọi người đều cảm nhận được từng trận hàn khí lạnh run cả người. Soạt, Tư Dạ Hàn cởi áo vest Âu phục trên người ra, sải bước đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản, đưa cho nàng. Nhìn thấy biểu tình đáng sợ đến cực hạn của Tư Dạ Hàn, cả người giống như la sát đến từ địa ngục diệp oản oản liền lao thẳng vào trong ngực của hắn nhút nhát mở miệng anh làm sao bây giờ mới đến em thật sự sợ hãi hộ vệ a hộ vệ b đại ca bức cung vị đang nằm giả chết dưới đất ánh mắt của tư giả hàn hướng về phía hứa dịch nhìn lại hứa dịch lập tức cầm điện thoại di động đi tới trước mặt tư minh lễ a a a a cha cứu con cứu con với bên trong điện thoại di động truyền tới tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng của tư giật kiệt. Giật kiệt, tư minh lễ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khoảng thời gian này tư giả hàn tu thân dưỡng tính, thậm chí ngay cả máu tanh đều không dính tới, vì vậy hắn lỡ quên mất bản tính của người đàn ông này có bao nhiêu hung ác. Tư giả hàn lỗ tai của cô gái trong ngực mình, không để cho nàng nghe được tiếng kêu thảm thiết của tư giật kiệt. Sau đó, ánh mắt sắc lạnh như băng không mang theo chút tình cảm nhân loại nào, bắn thẳng về phía tư minh lễ, kể từ hôm nay, giải trừ tất cả chức vụ của tư minh lễ, khu trừ khỏi nhóm tộc lão, suốt đời không được vào lại. Trong nháy mắt khi câu nói của tư giả hàn phát ra, tất cả mọi người đều hoảng sợ đờ đẫn ở tại chỗ. Cái, cái gì, tư minh lễ sắc mặt trở đại biến, dựa vào cái gì? Ta không phục, sự trừng phạt này căn bản cũng không phù hợp với quy định. Giật kiệt không phải là đã thay thế ta nhận xử phạt hay sao? với thân phận địa vị của hắn ở tư gia hắn cho là xấu nhất chẳng qua chỉ lại tiếp tục phế bỏ thêm một chân của con trai lớn ai ngờ đâu tư giả hàn lại có thể làm ra phán quyết tuyệt tình như vậy đại tẩu tư minh lễ lo lắng nhìn về phía lão thái thái ở bên cạnh lão thái thái nhắm mắt lại cũng không thèm để ý tới tư minh lễ đại ca ngươi nói một câu đi gia chủ làm bậy như vậy chẳng lẽ huynh cũng không để ý tư minh lý hai quả đấm nắm chặt trong mắt lóe lên một nét biến hóa không rõ có ý gì. Tư giả hàn tuy là gia chủ tư gia, nhưng tư gia này cũng không phải do tư giả hàn hắn một người quyết định. Tư Minh Vinh tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng, gia chủ, sự trừng phạt này quả thật quá nặng, trong gia quy cũng không hề có quy định như vậy. Tư giả hàn, không. Tư Minh Vinh bị ánh mắt của nam nhân nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy giống như mình đang bị ngâm trong hầm băng, đúng thế ánh mắt của tư giả hàn thản nhiên quét qua những người đang muốn nói đỡ cho tư minh lễ, mặt không xúc cảm, mở miệng, hiện tại có. Quy tắc, hắn chính là quy tắc của tư gia. chương 882, sống đến khi ván quan tài ngươi lên mốc. Hiện tại có, nương theo âm thanh trong trẻo lạnh lùng của tư giả hàn vang lên, trong ám thất đầy khí thức âm lãnh máu tanh bỗng trở nên tĩnh mịch, không hề có một âm thanh nào. Tất cả các tộc lão không ai dám nói một câu. Tư Minh Vinh chân mày nhíu chặt, cuối cùng cũng lại không tiếp tục phản bác nữa. Nói cho cùng, lần này đúng là bọn họ không chiếm lý. Nếu như là tư giả hàn vì một nữ nhân nhiễu loạn trật tự gia tộc, hắn tất nhiên sẽ muốn ngăn cản. Nhưng bây giờ nữ nhân này đã điều dưỡng tốt thân thể của gia chủ, chẳng khác gì đã cứu cả gia tộc bọn họ. Những tộc lão khác dối rít giúp ở trong góc, toàn bộ cũng đều lựa chọn giả chết. Cách làm của gia chủ mặc dù có chút quá khích, nhưng bọn hắn lần này quả thật không có lập trường gì để nói huống chi ai dám tư minh lễ lần này sợ là thực sự xong rồi có tộc lão sợ hãi phát hiện trên ngực của mình còn đang đeo bông hoa cúc trắng tư minh lễ thay bọn họ chuẩn bị cho tang lễ lúc trước vào lúc này vội vàng lẳng lặng run rẩy kéo xuống tư giả hàn ngươi dám tư minh lễ vẻ mặt không cách nào tin tưởng không thể tin được tư giả hàn lại thực sự dám làm như vậy tiểu tử thúi đừng quên ban đầu khi phụ thân ngươi chết rồi, là ai đã chống giữ tư ra. Hiện tại đôi cánh ngươi cứng cáp rồi, lại dám đối với ta như vậy. Thấy tư dạ hàn đem hắn đẩy vào chỗ chết, tư minh lễ rốt cuộc lột lớp ngụy trang, điên cuồng gào thét. Lão phu nhân nghe nói như vậy, sắc mặt có chút khó coi. Những năm gần đây, tên tư minh lễ này giành công kiêu ngạo, dã tâm quá lớn, càng ngày càng không thể khống chế rồi. Bà chẳng qua chỉ là vì ngại bệnh của A Cửu, mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai ngờ đâu hắn càng ngày càng được voi đòi tiên. Từ Minh Lễ vẫn còn đang giống to, cái tư gia này vốn là nên thuộc về lão tử, một tên tiểu tử chưa giáo máu đầu như ngươi, là cái thá gì? Gia chủ, gia chủ chó má. Thấy lời hắn nói càng lúc càng khó ngửi, lão phu nhân hướng về phía hộ vệ bên cạnh nhìn một cái, dẫn hắn đi xuống. Vâng, Tư Minh Lễ bị nhanh chóng kéo đi, tiếng gào thét vang vọng khắp cả ám thất, tiểu tử thúi, người chết không được tử tế. Chết không được tử tế, ta chống mắt lên mà xem ngươi có thể sống được bao lâu. Đáy mắt Diệp Oản Oản xẹt qua một vệt áng sáng lạnh lẽo, vẫn rúc vào trong ngực của tư dạ hàn mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phương hướng tư minh lễ bị kéo đi, yên tâm đi, sống đến khi ván quan tài ngươi lên mốc. Nghe cô gái nghiến răng cười lạnh, sự lạnh giá của tư giả hàn dường như đang chậm rãi hòa tan đi mấy phần. Diệp Oản Oản nói xong, không biết nghĩ đến cái gì, đáy mắt lộ ra một chút lo âu. Tư giả hàn trực tiếp giải trừ tất cả các chức vụ công ty của tư minh lễ, xóa tên khỏi nhóm tộc lão, chẳng khác nào đem hắn đuổi ra khỏi tư gia. Làm như vậy, người giật dây hắn há chẳng phải là sẽ không thể nào tra ra được. Bất quá, cũng có thể là ngược lại, chó cùng đường quay ngược lại cắn, không nhẫn nại được lật ra lá bài tẩy của mình. A à cửu, nhanh đi ra ngoài đi, không khí chỗ này rất lạnh, ở đây lâu sẽ không tốt cho thân thể lão phu nhân mở miệng. Tư giả hàn gật đầu, trực tiếp ấm ngang diệp oản oản bế lên, xài bước mà đi ra khỏi ám thất. Đám người phía sau, tần nhược hy mặc một thân váy trắng, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm nam nhân cách đó không xa đem diệp oản oản cẩn thận che chở ở trong ngực mình, lẳng lặng rời đi. Nhược hy, có chuyện gì xảy ra? Điện thoại di động đầu bên kia, tần phong trầm giọng hỏi. Cha, thân thể của A Cửu đã khôi phục, thầy thuốc nói đã không còn gì đáng ngại tiểu tử này, quả nhiên không thể thiếu cảnh giác, tư minh lễ cái con vật ngu xuẩn kia, thiếu kiên nhẫn như vậy, thật đáng đời. Ngay cả một tên hậu bối cũng chống không lại. Tần Phong nói xong, trầm ngâm mở miệng, nếu thân thể của tư giả hàn không đáng ngại, vẫn là nên triển khai phương án ban đầu. Nếu không phải là bất đắc dĩ, những lựa chọn khác không cần xem xét. Dù sao toàn bộ tư gia, cũng chỉ có người đàn ông này coi như là xứng với ngươi chương 883, cửu ra, oan uổng quá. Người ta là xa cách gặp lại, mà lần này nàng và tư dạ hàn suýt chút nữa là sinh ly tử biệt rồi. Diệp Oản Oản đang chuẩn bị ôm lấy Mỹ nhân mần một trận, kết quả mới vừa đến nhà liền bị hắn an bài mười mấy thầy thuốc thay phiên kiểm tra một lần. Thật vất vả mới xác nhận được trên người nàng không hề bị thương, lại bị bức ép uống một tô canh gừng siêu cấp khó uống, cuối cùng bị đuổi lên trên lầu bắt tắm nước nóng mất rồi thực sự là không có tình cảm mà. Dưới lầu, tư giả hàn ngồi ở trên ghế salon, giống như một tượng đá hình người. Hai tên tâm phúc của tư minh lễ đã bị xử lý cùng nhau, mà vị phụ trách cung hình trong ám thất đoạn lệ chiêu, mặt đang xám như cho tàn đứng trước mặt tư giả hàn, cửu ra, tôi không có. Tôi có thể thề với trời, tuyệt đối không hề làm qua bất cứ sự tình gì thương tổn đến Diệp Tiểu Thư. Nghĩ đến kết quả của hai người hộ vệ kia, vị tên đoạn lệ chiêu phụ trách khảo cung nhiều năm như vậy, đứng ở trước mặt tư giả hàn, lại hoảng sợ như đang bị tra tấn bằng tất cả các loại thủ đoạn cộng lại vậy. Lúc này, trong tay hứa dịch đang cầm một chiếc USB, vội vã chạy tới, cử ra, camera theo dõi trong ám thất đã lấy được rồi. Thời khắc này hứa dịch quả thực là một thân đầy mồ hôi lạnh, vạn nhất ở trong phòng tối, oản oản tiểu thư gặp phải cái gì, như thế hậu quả hắn quả thật không có cách nào tưởng tượng ra được. Mặc dù thầy thuốc đã kiểm tra qua, trên người oản oản tiểu thư không có thương tổn, nhưng loại địa phương như ám thất, thủ đoạn đe dọa uy hiếp, tổn thương tạo thành cho người ta càng khó mà phai mờ. Coi như đoạn lệ chiêu quả thật không tạo thành thương tổn thực chất đối với oản oản tiểu thư, nhưng nếu dám hù dọa oản oản tiểu thư dù chỉ một chút, với tính tình của cửu gia, hắn cũng tuyệt đối chết chắc. Tư giả hàn, mở ra. Hứa dịch bất đắc dĩ hướng về đoạn lệ chiêu nhìn lại, ừ, Đoạn lệ chiêu ở tại tư gia nhiều năm, một mực phụ trách ám thất, mặc dù tính tình cùng một dạng với cấp trên của hắn, tư minh vinh, có chút cứng nhắc. Nhưng đối với tư gia lại trung thành tận tâm, nhưng lần này hắn phạm vào điều cấm kỵ lớn nhất của cửu gia. Hứa dịch không dám chế nãi, đem USB theo dõi cắm vào trong laptop, đã tại chỗ bật lên ngay. Sau một ít thời gian điều chỉnh, rất nhanh trên màn hình đã xuất hiện bóng người của Diệp Oản Oản, thiếu nữ dưỡng như không hề nghi ngờ việc tư giả hàn nhất định sẽ khỏe lại, trên mặt trang điểm tinh xảo, một thân váy giả hội diễm lệ, vẻ mặt lãnh đạm bình tĩnh bị hai tên thủ hạ kia của tư minh lễ dẫn vào. À, 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 à trong máy vi tính truyền đến tiếng quát tháo làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Chỉ thấy trong một gian phòng tối, ngực của một tên nam nhân bị bỏng lỗ chỗ, chảy ra vụn thịt, máu me đầm đìa. Ngay cả hứa dịch đứng xem, trong lòng cũng dùng mình một cái, mà sắc mặt của tư giả hàn rõ ràng càng lúc càng đáng sợ hơn rồi. À, à, à âm thanh tê tâm liệt phế càng ngày càng lớn, Diệp Oản Oản bị dẫn tới ám thất đối diện cái người đang bị tra khảo nọ. Hứa dịch nuốt nước miếng, tựa hồ như không dám tiếp tục xem tiếp. Coi như là Oản Oản tiểu thư lợi hại hơn nữa, dù sao cũng chỉ mới là một tiểu thiếu nữ mới vừa tròn 20 tuổi. Loại hình ảnh này, làm sao mà chịu được? Sau đó, liền nghe được trong máy vi tính truyền tới âm thanh líu líu lo lo của Diệp Oản Oản. Đây đã là thời đại nào rồi, còn dùng loại phương thức tra khảo già cỗi này. Chỉ thấy Diệp Oản Oản lại háo hức tiến tới gian ám thất ở phía trước mặt, thò đầu hướng về bên trong nhìn vào, tựa như đang coi siết thú. Đã vậy còn vừa coi vừa lắc đầu một cái, thân sắc khinh bỉ, chê, hỏng bét. Ai, ta nói cho các người nghe, loại vật này, chỉ có thể đối phó với loại tôm tép nhỏ bé mà thôi. Này này, các người biết cái gì là phương pháp tra khảo bằng tâm lý không? Có muốn ta dạy cho các người hay không? Đúng rồi, còn nữa còn nữa, loại phương pháp thứ 10 là. Hứa dịch mắt thấy hai tên hộ vệ chạy chối chết, Diệp Oản Oản ở bên cạnh, ánh mắt sáng lên hướng về phía đoạn lệ chiêu nhìn lại, tiếp tục bắt đầu lại nhảy. chương 884, ông chủ, ngài có phải là quá phối hợp rồi hay không? Ai, không đúng, vị sư phó này, thủ pháp rút roi của ngươi quá kém rồi nghiệp vụ không thành thạo nha sai lầm rồi sai lầm rồi góc độ sai lầm rồi này 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 ta dạy cho ngươi nha có loại phương pháp đặc biệt đỡ tốn công cuối cùng hình ảnh theo dõi chiếu tới cảnh đoạn lệ chiêu cơ hồ bị tổn thương dầu dĩ đem roi ném xuống đất tới đây đến đi ngươi tới đây ngươi làm cho ta xem có thẩm tra hắn được hay không trên màn hình nữ hài cười híp mắt hưng phấn mở miệng, được à nha. Sau khi xem xong cả đoạn theo dõi, tư giả hàn, hứa dịch, nhất định là đoạn video ta mở có vấn đề. Đoạn lệ chiêu đứng ở một bên, khuôn mặt cứ như tháng 6 tuyết rơi, cũng sắp kết xương, cửu ra. Tôi làm sao dám lừa gạt ngài, diệp tiểu thư quả thật không hề bị kinh sợ. Hứa dịch vạn vạn không ngờ tới, nội dung cốt truyện cùng với thứ hắn tưởng tượng trong đầu hoàn toàn khác nhau ngay cả tư giả hàn cũng rơi vào trầm mặc ánh mắt nãy giờ đều tập trung theo dõi cô bé trong clip đã từng một lần nhìn thấy con người giảo hoạt tinh quái của cô bé sáng lên thực sự rất đáng yêu ngay vào lúc này điện thoại di động của đoạn lệ chiêu vang lên cũng không biết người ở bên kia điện thoại nói cái gì biểu tình của đoạn lệ chiêu càng thêm khó coi chuyện gì hứa dịch hỏi đoạn lệ chiêu ho nhẹ một tiếng trả lời chuyện là gã nam nhân kia nguyện ý khai Hứa Dịch, tên gián điệp thương mại đó. Đoạn Lệ Chiêu, đúng vậy, chính, chính là người trong camera theo dõi đó. Hắn bị nhốt vào tới hơn 3 tháng, tôi đã dùng hết biện pháp cũng không chịu nói. Hứa Dịch, vậy làm sao đột nhiên liền nguyện ý cung khai? Hứa Dịch vừa nói, vừa theo bản năng hướng về phía màn hình theo dõi nhìn lại, có lẽ nào? Hình như cũng không khó đoán lắm. Đoạn Lệ Chiêu, hắn nói có thể cung khai, nhưng có một điều kiện hứa dịch, điều kiện gì? Đoạn lệ chiêu, đừng đem hắn giao cho Diệp Tiểu Thư. Hứa dịch, hứa dịch đã hoàn toàn nghẹn ngào không nói nên lời. Hoàn hoàn Tiểu Thư chỉ lượn qua ám thất một vòng, không chỉ không hề bị kinh sợ chút nào, còn khiến cho gián điệp của người ta sợ đến mức lập tức công khai. Cửu ra, đoạn lệ chiêu cẩn thận từng ly từng tí, hướng về nam nhân trên ghế salon nhìn một cái. Tư giả hàn phất tay, ra hiệu hắn có thể đi. Đoạn lệ chiêu chợt thở vào nhẹ nhóm, quả thật là như được đại xã, vội vàng lui ra ngoài. Hứa dịch cũng lấy laptop trên bàn uống trà xếp lại. Hứa dịch đang muốn mở miệng nói với tư giả hàn điều gì đó, trên lầu truyền đến tiếng bước chân bạch bạch bạch. Diệp Oản Oản đã tắm xong, đang đi xuống rồi. Bởi vì ở nhà, Diệp Oản Oản cũng không mặc đồ trang trọng gì, trực tiếp mặc bộ đồ ngủ thỏ hồng lông xù của nàng, nhìn ngây thơ và vô hại, khiến cho người ta không có cách nào liên hệ giữa nàng và cái người đáng sợ ở trong camera theo dõi lúc nãy. A à, Cửu, tắm xong. Vâng vâng, tốt rồi tốt rồi, ôm ôm. Thân thể nàng cũng kiểm tra rồi nha, canh ngừng cũng uống nha, tắm cũng sạch sạch thơm thơm rồi nha, lần này có thể ôm mỹ nhân vào lòng rồi phải không? Tư Dạ Hàn lúc này cuối cùng cũng không lên thể yêu cầu gì, chỉ biết lắng nghe và lặng yên ngắm cô bé đáng yêu ở trong lồng ngực của mình diệp oản oản vừa hơi dính lấy khí thức quen thuộc lập tức bắt đầu ngáp từ lúc tư giả hàn bắt đầu hộc máu hôn mê nàng chưa từng chợp mắt tư giả hàn hơi nhíu mày đi ngủ thôi diệp oản oản mặt đầy ủy khuất lầu bầu vậy anh theo em đi em không muốn ngủ một mình em sợ lắm a à cửu anh không biết đâu ám thất đó đen thui u ám cực kỳ dọa người nếu anh tỉnh lại muộn hơn chút nữa cuộc đời em e rằng sẽ lưu lại bóng ma trong lòng hứa dịch Tư giả hàn hướng về cô gái nhìn một cái, hôn một cái lên trán của nàng, được, anh ở cùng em. Hứa dịch, ông chủ, ngài cũng quá phối hợp rồi. chương 885, không thấy tiểu thiếu ra. Một phen thiếu chút nữa làm hỗn loạn cả tư gia cùng nền thương nghiệp Hoa Quốc, cứ như vậy theo tin tức bệnh nặng của tư giả hàn chuyển biến tốt, mà lặng lẽ tiêu tan. Trước đó tư minh lễ một mực cẩn thận dè đặt, khiến cho người khác không bắt được nhược điểm nhưng lần này cho rằng tư giả hàn chắc chắn phải chết, dưới tình huống thả lỏng tinh thần, lộ ra quá nhiều sơ hở. Phe phái của tư minh lễ triệt để bị thanh trừ khỏi tư gia, đồng thời cũng moi ra không ít ám nhân hắn sắp xếp. Tư gia lại có thêm một nhóm thế lực bị thanh tẩy. Đêm khuya, a a a, cha, con đau, con đau chết luôn rồi. Cha, ngài nhất định phải báo thù cho con, con muốn bọn họ chết, con muốn bọn họ chết. Tư giật kiệt ở trên giường không ngừng lăn lộn lần này không chỉ là chiếc chân còn lại của hắn bị cắt đứt, mà còn bị dùng khốc hình, cả người xem như bị tàn phế. Tư Minh lễ vào lúc này nào còn tâm trí đi quản đứa con trai này, phiền não giống giật, người cầm miệng lại cho ta. Còn chê ta chưa đủ phiền não đúng hay không? Ngồi trên ghế salon đối diện Tư Minh Lễ, là đứa con trai thứ hai vừa mới chạy ở nước ngoài về, Tư Giật Khiêm. Tư Giật Khiêm sắc mặt hơi trầm xuống, mở miệng, cha, lần này ngài quả thật quá sơ suất. Trước đó con đã từng khuyên ngài rất nhiều lần, đối phó tư giả hàn, tuyệt đối không thể không cảnh giác. Lần này con cũng nhiều lần nhắc nhở ngài không nên khinh cử vọng động, tại sao ngài vẫn làm. Tư minh lễ nổi gióa, giật khiêm, làm sao có thể trách ta được. Tin tức tư giả hàn bị bệnh thời kỳ cuối là xác thật, lần này ngay cả bác sĩ cũng đã thông báo chuẩn bị hậu sự, ta làm sao biết hắn lại còn sống cơ chứ. Thấy không ai để ý mình, tư giật kiệt ở trên giường giận dữ hô to dựa vào cái gì dựa vào cái gì mà ta phải thay thế cha chịu tội chỉ bởi vì ta là con trai trưởng sao tư giật khiêm ngươi cũng là con trai của phụ thân dựa vào cái gì không phải là ngươi tư giật khiêm nghe vậy chân mày không kiên nhẫn nhíu lên ánh mắt lạnh lùng hướng về tư giật kiệt trên giường nhìn một cái mặt lạnh băng nói bởi vì ngươi là một phế vật đây là việc duy nhất ngươi có thể làm cho gia tộc ngươi tư giật khiêm ta giết ngươi a à, vết thương trên người của tư giật kiệt bị động tới, lại là tiếng rên rỉ liên hồi vang lên. Tư giật kiệt điên cuồng trợn mắt nhìn đối phương, giận dữ hết, ha ha, tư giật khiêm, ta là phế vật. Vậy ngươi là cái gì? Ngươi cho rằng ngươi so với ta tốt hơn chỗ nào, ngươi cho rằng ngươi cao quý bao nhiêu? Tần nhược Hi, nữ nhân kia sẽ nhìn ngươi thêm một cái hay sao? Hiện tại bệnh của tư giả hàn bắt đầu chuyển biến tốt, cha còn bị đuổi ra khỏi tư gia, ngươi chính là cái rắm đời này của ngươi chỉ có thể làm một cái vỏ xe phòng hờ. Một giây kế tiếp, trong chớp mắt, cổ họng tư giật kiệt đã bị tư giật khiêm dùng sức bóp lại, chỉ cần hơi dùng thêm một phần khí lực, tính mạng hắn liền khó giữ được. Ngươi dám nói lại lần nữa, tư giật khiêm gương mặt nhìn anh Tuấn dịu dàng, nhưng lại là biểu tình âm trầm đến cực hạn. Giật khiêm, được rồi, ngươi cùng với hắn so đo làm cái gì? Tư Minh Lễ không nhịn được la con trai lớn đang om sòm một cái, sau đó nhìn về phía tư giật khiêm nói tư giả hàn tên ma bệnh kia hắn tự coi mình tại hoa quốc một tay che trời được giật khiêm người yên tâm vô luận là tư gia hay là nữ nhân sẽ là của ngươi toàn bộ cũng sẽ là của ngươi đấy cùng lúc đó bờ bên kia đại dương ánh sáng mặt trời sáng sớm vừa mới lên ánh mặt trời ấm áp lẳng lặng chiếu xuống bên trong một trang viên cổ kính chỉ thấy trên vách cửa trang viên chạm trổ vân văn đầy vẻ cổ xưa thần bí, dùng loại chữ triện của Hoa Quốc khắc lên một chữ, nhiếp, đầy uy nghiêm. Đột nhiên, bên trong trang viên vang lên một trận tiếng đổ sứ vỡ vụn cùng tiếng giết gào kinh hoàng của người làm nữ, phá vỡ đi sự yên tĩnh của buổi bình minh. a à, không, không xong rồi, tiểu thiếu ra, không thấy tiểu thiếu ra. chương 886, ai chết vào tay ai? Dạng sáng ngày hôm sau, bên ngoài cẩm viên xếp hàng dài tộc lão cùng cao tầng công ty chờ đợi tiếp kiến tư dạ hàn. Mỗi một người đều mặc trang phục sáng sủa đầy vui tươi, một bên là người giúp việc đi theo sách theo vô số món quả gói lớn gói nhỏ. Mới vừa trải qua dung chuyển lớn như vậy, dĩ nhiên là phải mau nhanh biểu lộ sự trung thành. Tư dạ hàn ngồi ở trên ghế salon phòng khách, diệp oản oản chán đến chết ngồi một bên. Khiến nàng khá bất ngờ chính là, những người này hôm nay tới đây, lại phần lớn là hướng về phía nàng mà tới. Diệp tiểu thư, một chút lễ vật nhỏ, không thể biểu lộ hết kinh ý, xin hãy nhận lấy. Diệp tiểu thư chịu ủy khuất, ngài phí tâm phí sức chiếu cố gia chủ, lại còn bị hoài nghi như thế. Tên tư minh lễ đó thật sự là đại nghịch bất đạo. Những thứ đổ bổ này, mời Diệp tiểu thư nhận lấy để bồi bổ thân thể. Diệp oản oản hướng về tư giả hàn nhìn một cái. Tư giả hàn, yêu thích thì nhận lấy vì vậy Diệp Oản Oản mở miệng, đa tạ. Mặc dù tình huống này nàng cũng đã đoán trước, nhưng thái độ những người này đột nhiên thay đổi, trong lúc nhất thời nàng thật đúng là vẫn chưa quen lắm. Ngày trước mặc dù nàng có tư giả hàn làm chỗ dựa, nhưng tư giả hàn bệnh nặng, tư gia lúc nào cũng có thể đổi chủ. Cộng thêm ra thế bối cảnh của nàng, tự nhiên không có ai coi nàng ra gì. Nhưng bây giờ, chẳng ai nghĩ tới Diệp Oản Oản lại có thể ở bên cạnh gia chủ đợi lâu như vậy, hơn nữa địa vị còn càng ngày càng vững chắc thậm chí ngay cả bệnh của gia chủ cũng để cho nàng điều dưỡng đến khỏe lại. Thế lực của tần gia tự nhiên không cần nhiều lời. Thế giao cùng tư gia là bắt đầu từ thời tổ tiên, hai nhà thông gia vô số lần, quan hệ cành lá đan chen. Đến một đời này, tần nhược hy càng được xem như là đương thời chủ mẫu tư gia tương lai để bồi dưỡng, là chủ mẫu tương lai tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận. Nội bộ tư gia đại đa số mọi người đều vẫn coi trọng tần gia, nhưng mắt thấy Diệp Oản Oản dường như cũng không đơn giản, cũng dần dần bắt đầu coi trọng hơn, ít nhất ngoài mặt không dám tiếp tục đối với nàng bất kính. nhìn bộ dạng như vậy, ai chết vào tay ai còn chưa nhất định. cố ra sao? sao nhà cũ? trong phòng khách, lão phu nhân, tần phong, tư minh vinh ba người đều ở đó. tần phong hôm nay qua đây rõ ràng là tới để tạo áp lực. lão phu nhân, vinh thúc ra chủ hành sự như thế, thật sự khiến cho người ta đau lòng. Lão phu nhân than nhẹ một tiếng mở miệng nói, Tần Phong, ta hiểu tâm tình của ngươi. Nhược Hy là đứa trẻ tốt, ta cũng thích vô cùng, nếu như nàng có thể cùng với tiểu cửu ở chung một chỗ, dĩ nhiên là tất cả đều sẽ vui vẻ. Bất quá, thời điểm ban đầu tiểu cửu vừa trở về, ta đã cùng ngươi thông qua, hôn sự của tiểu cửu là do hắn tự quyết định. Đây cũng là điều kiện duy nhất ban đầu hắn yêu cầu để đồng ý trở lại tiếp nhận vị trí gia chủ, ta không thể thất tín với hắn huống chi ta xem ra, tiểu cửu cũng là thật tâm thích cô bé kia. Trước kia ta một mực lo lắng nhà đầu kia sẽ làm thương hại tiểu cửu, nhưng thời gian đã chứng minh, đứa bé kia cũng là thật tâm thật lòng với tiểu cửu. Tần Phong càng nghe sắc mặt càng âm trầm, ban đầu lão phu nhân đúng là đã cùng bọn họ nói qua lời này, nhưng hắn tin rằng tư giả hàn tuyệt đối sẽ lựa chọn nhược hy, cho nên hắn căn bản cũng không để ở trong lòng. Ai ngờ đâu lúc này đột nhiên nhô ra một tên tiểu nha đầu tư giả hàn lại muốn nâng đỡ nàng làm đương thời chủ mẫu. Tần Phong cười lạnh một tiếng, cho nên ý của lão phu nhân là, muốn dung túng cho nữ nhân kia đoạt lấy vị trí của nhược hy chúng ta. Hắn không tin lão phu nhân cùng tư minh vinh thực sự dám đắc tội tần gia. Hiện tại các phe phái tư gia có bao nhiêu người ở trong bóng tối lôi kéo tần gia bọn họ. Thậm chí có thể nói, tần gia ủng hộ phương nào, tiền đặt cược của phương đó cho cơ hội kế thừa tư gia liền trở nên thật lớn cho dù hiện tại tư giả hàn đã là gia chủ, nhưng bên ngoài, những người nhìn chằm chằm vị trí này, không phải là số ít. Tư Minh Vinh nghe vậy, mở miệng Trấn An nói, hiền chất, ngươi đừng có gấp. Ngươi cũng biết, hiện tại thân thể gia chủ còn phải nhờ vào diệp tiểu thư điều chỉnh. Người trẻ tuổi sẽ tình tình ái ái, lúc trái lúc phải là chuyện bình thường. Gia chủ dù có thể lực chắc tuyệt, trung quy vẫn còn trẻ tuổi. Ta tin tưởng, thời gian lâu dài, gia chủ sẽ thấy rõ được, cũng sẽ có phán đoán chính xác. chương 887, Oản Oản, còn phải cố gắng lên. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, nhược khi chúng ta từ nhỏ do ông nội bà nội nàng một tay nuôi nấng, lễ nghi xã giao, đầu tư buôn bán, cầm kỳ thư hỏa tinh thông mọi thứ. Ta dám nói toàn bộ đế đô này, không tìm ra được danh viện thứ hai có thể cùng nàng so sánh. Gia chủ chấp mê bất ngộ, khăng khăng phải để cho loại nữ nhân thân phận hèn mọn này làm tư gia đương thời chủ mẫu, cứ vậy chối bỏ hôn ước của hai nhà chúng ta, cũng là vứt đi thể diện của tư gia, ta đến đây cũng cạn lời. Tần Phong nói xong, trực tiếp vung tay rời đi. Danh hiệu đế đô đệ nhất danh viện của Tần Nhược Hy cũng không phải là hư danh. Nếu không phải là các đại thế gia đều biết Tần Nhược Hy muốn cùng tư gia kết hôn sự trong tương lai, e rằng chỉ riêng dòng người đến cửa cầu hôn cũng đã đủ để đạp nát cửa của Tần gia rồi. Tư Minh Vinh mặt đầy ngưng trọng, đại tẩu, ta biết ngài thương yêu gia chủ, nhưng ngài cũng nhất định phải xem xét đến lợi ích của gia tộc. Gia chủ ai nói cũng không nghe, bây giờ cũng chỉ có lời khuyên của ngài mới hữu dụng. Tần gia bên này lỡ như xảy ra điều tai vạ gì, chỉ e rằng sẽ dần đến nguy cơ tư gia một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Lão phu nhân đôi mắt nhỏ đang nhắm chặt chậm rãi mở ra, hỗn loạn. Lại có hỗn loạn nào bằng hỗn loạn trước khi có tiểu cửu trở về tư gia hay sao? Ban đầu nếu không phải là nhờ tiểu cửu, tư gia cũng đã sớm chia năm xẻ bảy có một thứ các người phải hiểu rõ, bây giờ là tư gia yêu cầu được dựa vào tiểu cửu. Mà khi đó, tần gia ở nơi nào? Lấy một, câu chuyện nội bộ tư gia không thích hợp nhúng tay, mà khoanh tay đứng nhìn, tỏa sơn quan hổ đấu. Tần gia bây giờ cũng bất quá là thấy tiểu cửu được thế, mới nhớ hôn ước tiền định giữa hai nhà, muốn đứng ở đầu bên tiểu cửu, giữ vững địa vị thông gia. Lúc trước nếu như không phải vì cái gọi là lợi ích gia tộc kia, cưỡng bách con trai thông gia cũng sẽ không tạo thành nhiều bi kịch sau đó như thế. Vì đảm bảo cho cả gia tộc, bà đã mất đi con trai duy nhất, còn khiến cho tiểu cử từ nhỏ đã chịu nhiều khổ sở như thế. Bà không thể để cho bi kịch tái diễn. Vô luận tiểu cử chọn ai cùng trải qua một đời này, chỉ cần xác định rõ cô bé kia đối với tiểu cử là thật tâm đối đãi, bà đương nhiên sẽ tôn trọng và ủng hộ lựa chọn của tiểu cử. Bà là người của tư gia, nhưng cũng là bà nội của tiểu cửu buổi tối, Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn cùng nhau đến cố ra theo Lão Thái Thái ăn cơm. Lão Thái Thái đứng lên, thân sắc trịnh trọng nói cảm ơn đối với Oản Oản, Oản Oản, bà nội thực sự rất cảm ơn con, con đã chiếu cố tiểu cửu rất tốt. Nếu không phải bởi vì con tận tâm tận lực ở bên cạnh nó, tiểu cửu sợ là đã. Nếu như trước kia lựa chọn cấy ghép khí quan, tiểu cửu coi như có thể sống thêm một đoạn thời gian, nhưng bất quá cũng chỉ có mấy năm tuổi thọ, lại còn phải không ngừng trải qua nỗi thống khổ mà giải phẫu mang lại. Mà bây giờ, thân thể của tiểu Cửu lại có hy vọng hoàn toàn khôi phục. Diệp Oản Oản vội vàng đứng dậy, đỡ lão Thái thái, "Bà nội, ngài nói quá lời rồi, đây là việc con phải làm." Lão Thái thái nhìn cháu trai nhà mình một chút, lại nhìn cô bé bên cạnh hắn, trên mặt lo lắng, "Tình trạng cơ thể của tiểu Cửu, ta đã nghe thầy thuốc Tôn nói. Phương diện con cháu, mặc dù có thể sẽ tương đối chật vật, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Huống chi thân thể của hắn đã đang biến chuyển tốt, cho nên, oản oản à, còn phải cố gắng một chút, vẫn sẽ có khả năng. Còn có một điều bà cũng không nói rõ chính là, lấy thân phận trước mắt của oản oản, muốn vào cửa của tư gia quả thật quá khó khăn. Nhưng nếu như nàng có con của tiểu cửu, mẫu bằng tử quý, như thế độ khả thi sẽ lớn hơn nhiều. Về phương diện tình lý, sẽ lấy được lòng của rất nhiều người. Khục khục khục, Đột nhiên nghe nói như vậy, Diệp Oản oản thiếu chút nữa bị sặc. Nàng cố gắng lên một chút. "Bà nội à, lời này của ngài chẳng lẽ không phải là nên nói với tôn tử của ngài hay sao? Loại chuyện này, quyền chủ động ở tại nam nhân mới đúng chứ. Thật là bà nội ruột, phỏng chừng cũng biết cháu trai nhà nàng ở phương diện này có năng khiếu hay không à nha." Chương 888, có thể thỏa mãn nàng tư giả hàn hướng về cô bé đang bày ra vẻ mặt khổ sở bên cạnh nhìn một cái, mặt không thay đổi mà mở miệng nói, bà nội, con không có dự định sinh con, huống chi thầy thuốc tôn đã nói qua, với tình trạng thân thể của con đã không còn có khả năng. Ngày sau chúng con có thể nhận một đứa trẻ trong tộc làm con nuôi. Giọng nói của tư giả hàn không có chỗ nào có thể bắt bẻ được. Không có ai hiểu rõ hơn hắn, oản oản không thích trẻ con, cũng không có ý muốn có con. Lão thái thái nghe vậy, nhất thời chân mày nhíu chặt, người đứa nhỏ này. Nhận con nuôi là phương pháp vạn bất đắc dĩ, chẳng lẽ người muốn cả đời này không có con cháu của mình hay sao? Còn oản oản thì sao, người có suy nghĩ cho oản oản hay không? Diệp oản oản vùi đầu, không hề chen vào cuộc nói chuyện của hai người. Thật ra thì, nàng thực sự sao cũng được. Tư giả dạ hàn mở miệng, oản oản rất thích hài tử, cũng vô cùng muốn có một đứa con thuộc về chúng con. Trong chuyện này, là con có lỗi với oản oản con sẽ cố hết sức đền bù diệp oản oản nghe mà tưởng mình nằm mơ hả nàng lúc nào đã nói qua những lời này nàng thậm chí đã từng nói rõ mình ghét trẻ con mới đúng chứ cho nên tư giả hàn là cố ý nói như vậy cố ý nói tình trạng cơ thể của hắn hoàn toàn không có khả năng nói nàng cực kỳ muốn có con để cho lão thái thái cảm thấy là tư gia có lỗi với nàng trên thực tế thầy thuốc tôn đã từng nói, chỉ cần thân thể của hắn khôi phục thuận lợi là có thể hoàn toàn giống như người bình thường, không khác gì nhau. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Oản Oản đột nhiên có loại cảm giác không nói ra được. Trên đường trở về, chỗ ngồi phía sau buồng lái là một mảnh tĩnh lặng, hai người ai cũng không nói một câu nào. Diệp Oản Oản nâng cầm lên, tâm tình phức tạp nhìn chầm chầm tư dạ hàn một hồi lâu. Thật ra thì nàng cũng rất lấy làm lạ không hiểu tại sao, trong niềm thức nàng dường như rất không thích trẻ con. Một phần là cảm thấy rất phiền phức, lại không đáng yêu, một phần là vì nàng thích tự do tự tại, sinh hoạt không có lấy một chút trói buộc nào. Trong lý tưởng của nàng, cuộc sống tương lai nửa đời còn lại, chắc chắn sẽ là oanh oanh liệt liệt, lưu lạc nơi chân trời, cùng người yêu dấu đi khắp trốn ngắm phong cảnh đó đây. Loại, sinh vật, như trẻ con, đối với nàng mà nói, trách nhiệm và cả ý nghĩa đều quá nặng nề rồi nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ lại một chút, nếu như đối tượng sinh con cùng nàng là tư dạ hàn mà nói. Thấy Diệp oản oản nháy nháy con mắt dòm mình hoài, tư dạ hàn hướng về phía thiếu nữ nhìn lại, ánh mắt đầy vẻ hồ nghi, muốn nói cái gì. Diệp oản oản đưa đôi tay nhỏ quấn quýt mà lay cổ tay áo của hắn, cục cưng, anh thích hài tử không? Tư giả dạ hàn, không thích. Thật là đủ dứt khoát mà. Nếu bảo bảo tương lai của hai bọn họ biết cha mẹ mình có thái độ này, không biết sẽ đau lòng đến mức nào chứ nếu như hai người bọn họ có con trong tương lai diệp oản oản lại thử mở miệng thăm dò vậy nếu hiện tại em lại đặc biệt thích đặc biệt mong muốn có một đứa thì sao tư giả hàn em muốn diệp oản oản em nói là nếu như nếu như tư giả hàn mặt lộ ra vẻ suy tư một hồi lâu sau giả vờ bày ra vẻ miễn cưỡng có thể thỏa mãn nàng cái vị vừa đang lái xe phía trước vừa đang liếc trộm phía sau hứa dịch ông chủ cái biểu tình cố sức gắng ngượng này của ngài thực sự là không giống chút nào có biết hay không ban đêm ở đế đô nhà nhà đốt đèn con đường rộng rãi vẫn như trước ngựa xe như nước xe cộ tới lui dòng người dày đặc đi ngang qua một chiếc cầu nào đó một nam nhân mặc trường sam vải ăn mặc như đạo sĩ không giữ chút hình tượng nào mà ngồi xếp bằng trên mặt đất hai người bên cạnh một vị nằm thẳng cẳng giả chết một vị khác lại đang nồng nhiệt mở ra một cuốn tạp chí thời trang cũ nát khi nào có người qua lại mới kêu ua oa ua, ua hai tiếng cả một cái buổi tối ba người ngay cả một người khách ghé nhìn cũng chẳng có cái chén trước người rỗng tuếch đúng lúc này loảng xoảng một tiếng trong cái chén trước mặt ba người đột nhiên có nhiều hơn một chồng tiền giấy lớn được cột ngay ngắn hơn nữa còn là đồng euro ôi chao miệng nó cường hào nào thế này chương 889, quá nguy hiểm. Nhất chi hoa cùng thần hư đạo nhân đang ở đó trong trạng thái ăn no chờ chết, lập tức, siêu siêu siêu, bò dậy, ngay cả băng sơn nam nằm giả chết trên mặt đất cũng nghe mùi tiền mà tỉnh dậy. Nghĩa nó, cảm ơn lão bản, cảm ơn vị lão bản này, ông chủ ngài thực sự là người rất tốt, tiền này đủ cho ta đem lão công chôn cất 10 lần rồi. Ông chủ ngài muốn coi bói hay là xem phong thủy, có thể phục vụ tận nhà nhé, bảo đảm có thể khiến cho ngài hài lòng. Chỉ thấy người đưa tiền là hai nam nhân mặc y phục màu đen. Một người trong đó mở miệng, không cần cảm ơn chúng ta, tiền không phải là chúng ta cho các ngươi. Thích, không phải là các ngươi, như vậy tiền là, nhất chi hoa cùng thần hư đạo nhân tỏ vẻ mờ mịt không hiểu. Hai người mặc đồ đen đồng thời bước sang hai bên một bước, nhường ra vị trí giữa. Một giây kế tiếp, sau lưng hai người mặc đồ đen, có một thân ảnh nho nhỏ, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt bọn họ khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc chắc không hề có chút cảm xúc nét biểu tình nịnh hót trên mặt nhất chi hoa cùng thần hư đạo nhân trong nháy mắt liền bị đơ cả người đều hóa đá con miệng nó rơi à ở nơi này làm gì có cường hào đây chính là tiểu diêm vương tìm tới cửa đó nha nhất chi hoa nhanh chóng trốn phía sau ván quan tài của băng sơn nam thần hư đạo nhân lấy hai tay ôm đầu co rút lại băng sơn nam không chút do so dự ngã thẳng ra sau một cái, nhắm hai mắt lại. Chỉ thấy đứng ở đối diện là một bé trai tuổi tác ước chừng 5 tuổi. Bé trai nó có một khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp một cách tinh xảo đến cực hạt, nhưng biểu tình trên mặt lại lạnh giá cứng ngắc chẳng khác nào người máy, trong có người đen nhánh lấp láy ánh sáng lộng lẫy. Ánh mắt bé trai xẹt qua ba người, ngay sau đó mở miệng, đã lâu không gặp. Trong nháy mắt khi thằng bé mở miệng, nhất chi hoa cùng một vị nào đó đang giả chết ở phía đối diện nhất thời run lên. Không muốn gặp, không muốn gặp, bọn họ không hề muốn gặp tiểu ma đầu này chút nào đâu nha. Nhất chi hoa, ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy, đã lâu không gặp, quả thật đã lâu không gặp, tiểu thiếu ra ngài làm sao đột nhiên lại tới hoa quốc vậy. Thần hư đạo nhân, hoa quốc có nhiều chỗ chơi thật vui, có muốn chúng ta làm hướng dẫn viên du lịch cho ngài hay không? Cậu bé không hề để ý đến hai người ở phía đối diện đang nhìn trái nhìn phải mà đánh trống lảng, trực tiếp mở miệng cậu ta ở nơi nào. Xong đời, đánh trống lảng không thành. a à mà, đánh trống lảng kiểu nào mà thành cho được. Thần hư đạo nhân ho khan một tiếng, mở miệng, chuyện này. Chuyện này chúng ta cũng không biết mà. Nhất chi hoa phụ họa, đội trưởng thường xuyên như thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Chúng ta quả thật không biết hắn ở chỗ nào hay là tiểu thiếu ra ngài cứ trở về nước trước đi, chờ chúng ta tìm được đội trưởng, lập tức báo cho đội trưởng liên lạc cùng ngươi. Một mình ngươi chạy tới đây như vậy quá nguy hiểm. Cậu bé quét qua hai người một cái, nguy hiểm. Nhất chi hoa cùng thần hư đạo nhân lệ rơi đầy mặt, ôm cứng lấy nhau. Nguy hiểm cái rắm coi như là nguy hiểm, cũng là bọn hắn gặp nguy hiểm đó nha. Thần hư đạo nhân, tiểu thiếu gia ngài đừng hỏi nữa, chúng ta sẽ không bán đứng đội trưởng đâu, Nhất Chi Hoa, đúng vậy, chúng ta sẽ không bán đứng đội trưởng. Cậu bé trai, ta cho các người ba giây suy nghĩ. Cái gì, ba, ba giây. Đội trưởng ở Kinh Giao, núi Long Tiềm, thần hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa vội đồng thanh mở miệng. Bé trai xoay người rời đi, đi. Hai người mặc áo đen lập tức đuổi theo, vâng. Sau lưng, Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo nhân thở phào nhẹ nhõm. Ôi chào má ơi, hù chết bọn họ. Đội trưởng, thật xin lỗi. Bọn họ đã tận lực, ít nhất còn vùng vẫy được 3 giây mới bán đứng hắn đó nha. chương 890, nói tổ tông, tổ tông liền đến. Kinh Giao, núi Long Tiềm. Trong rừng cây, trên một nhánh cây to cành lá rậm rạp. Nhiếp vô danh ngồi vắt vẻo trên cành cây khô, vùng vẫy hai chân, trong miệng ngậm một nhành cỏ xanh, đang chán muốn chết nhai nhai đầu ngọn cỏ. Dưới cây đại thụ, Nam tử thân hình cao lớn hỗn huyết lo lắng ngước đầu nhìn lên, hướng về phía nam nhân trên cây. Đội trưởng, chúng ta còn phải tránh ở chỗ này bao lâu? Nhiếp vô danh lười biếng mở miệng, có thể tránh một ngày liền tốt một ngày. Ngoại quốc rời gạch nhưng cứ trốn ở đó như vậy cũng không phải là biện pháp. Nhiếp vô danh than thở, hai tiểu điềm điềm, người nghĩ rằng ta muốn tránh ở một nơi hoang giao ngoại dã lại đầy phần mộ như nơi này hay sao? những nơi có tín hiệu sóng điện thoại quá dễ dàng để tiểu tử kia tra ra, vì vậy ta chỉ có thể đến một nơi không có tín hiệu như ở đây mà ngồi trốn. Ngoại quốc rời gạch, dường như cái này không phải là trọng điểm thì phải. Đội trưởng, trước đây không phải ngài nói, muốn để Diệp lão bản hỗ trợ hay sao? Nhiếp vô danh bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ngươi cho rằng tiểu tổ tông nhà ta là hài tử năm tuổi dễ lừa gạt như vậy hay sao? Ngoại quốc rời gạch, chẳng lẽ không đúng sao? nhiếp vô danh tiếp tục mở miệng nói, tóm lại biện pháp này quá mức không đáng tin cậy, không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng. Nếu không lỡ như bị phát hiện, mẹ ruột hắn lại không tìm ra được, lưới trời lồng lộng, ta tuyệt đối bị chỉnh đến chết. Ta còn muốn cố gắng kéo dài thời gian, xem có thể tìm ra được mẹ ruột của hắn trước hay không. Không tìm được mẹ ruột, thì tìm được cha ruột cũng không tệ. Ngoại quốc rời gạch gãi đầu một cái, nhưng mà chúng ta đều đã tìm 4 năm rồi nhiếp vô danh ném ngọn cỏ trong miệng một cái, rên rỉ than thở, ta đây là tạo cái nhiệt gì? Lại có một đứa cháu ngoại như vậy, ngươi xem, tiểu tử mục gia kia có cháu ngoại đáng yêu biết bao nhiêu? Vì sao tên ngu mốc đó lại có cháu ngoại đáng yêu đến như vậy mà ta lại không có? Còn có cháu ngoại nhà kỳ hội trưởng, ôi chào miệng ngọt ơi là ngọt nhé! Nhưng của nhà ta thì sao, hoàn toàn chính là một tên hỗn thế tiểu ma đầu. Tiểu điềm điềm, ngươi nói xem ta nói có đúng hay không? Ngoại quốc rời gạch đầy đồng cảm gật đầu, cảm thấy đội trưởng nói vô cùng có đạo lý. Đang chuẩn bị phụ họa nói theo nhiếp vô danh, vừa nhấc mắt, đột nhiên sợ hãi không thôi mà trợn to hai mắt. Một câu ngạn nữ hoa quốc trong nháy mắt hiện lên trong óc hắn, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tiểu Ma đầu cũng không biết đã đến đây lúc nào, Lặng Yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau gốc cây, cách đó không xa. Bên người có hai người hộ vệ đi theo ánh mắt trong trẻo lạnh lùng dừng lại một giây ở trên người của hắn, sau đó chậm rãi hướng về nhiếp vô danh trên cây to nhìn lại. Ngoại quốc rời gạch quả thật là sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng mở miệng nói, không, không đúng, không đúng, không đúng, đội trưởng, ta cảm thấy cháu ngoại ngài rất đáng yêu, rất ngoan ngoán, rất nghe lời, rất dễ thương. Ai thấy cũng thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe nổ bánh ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu hài tử làm cho người người đều yêu thích như cháu ngoại của ngài. Giờ phút này, hắn hận không thể móc ra toàn bộ từ ngữ dùng để ca ngợi tiểu hài tử với vốn tiếng hoa ít ỏi của hắn. Nhiếp vô danh ngồi trên cành cây, không khỏi cảm thấy sống lưng có chút phát rét, bất quá cũng không để ý nhiều, tỏ vẻ đang nhìn kẻ ngu, hướng về phía đội viên của mình nói, ta khinh. Tiểu điềm điềm, người có phải là sống trong mộ quá lâu bị quỷ nhập rồi không? Loại từ ngữ mê muội lương tâm thế này mà ngươi cũng nói được. Ngoại quốc rời gạch gấp đến độ không kịp thở, dùng sức hướng về phía Nhiếp Vô Danh xua tay, ra hiệu hắn chớ nói, chớ nên nói nữa. Nhưng Nhiếp Vô Danh nào nhận ra được sự lo lắng nhắc nhở của đội viên mình, vẫn còn đang thao thao bất việt sổ thẳng một tràng hỏng bét. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 891, thì ra cậu cho là như vậy nhiếp vô danh, người đã từng thấy hài tử không đáng yêu như vậy bao giờ chưa? Hắn hoàn toàn chính là hỗn thế tiểu ma đầu. Tiểu ma đầu, âm thanh nhẹ vô cùng, mở miệng ma đầu. Nhiếp vô danh căn bản vẫn không phát hiện người đang nói chuyện là ai, gật đầu liên tục có thể không phải là tiểu ma đầu sao. Người không biết quãng thời gian mấy năm nay ta trải qua ở nhiếp ra là dầu sôi lửa bỏng như thế nào đâu. Tiểu điềm điềm, ta đã nói với ngươi, coi như tìm được ba mẹ hắn cũng vô dụng, hắn hung tàn như vậy, ba mẹ hắn chắc chắn sẽ không nhận ra hắn đâu. Nghe được câu này, ngoại quốc rời gạch che mặt nâng chán, đã bỏ đi ý định muốn cứu vớt đội trưởng của mình. Con người đen nhánh của tiểu ma đầu chậm rãi nheo lại, từng chữ từng chữ mở miệng thật sao? Thì ra cậu cho là như thế. Trong nháy mắt khi âm thanh nhõng nhẽo đó rơi xuống, nhiếp vô danh ngồi xổm trên nhành cây, cả người đều mộng bức rồi. Hắn cuối cùng đã phát hiện, bắt đầu từ lúc nãy, âm thanh người nói chuyện với hắn có gì đó sai sai cái cổ cứng ngắc kéo cả kéo kẹt chuyển động hướng về bên dưới nhánh cây nhìn lại một giây kế tiếp hắn liền thấy chính là tiểu tổ tông vốn phải ở xa ngoài ngàn dặm là tiểu ma đầu trong miệng hắn hung tàn đến mức cha mẹ ruột cũng sẽ không nhận ra được thân tổ tông của hắn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn ta ta thảo một tiếng gào thét thê thảm vang dội khắp núi hoang phanh một tiếng cả người nhiếp vô danh từ trên cành cây rơi xuống dưới, ngã bẹp dĩ trên mặt đất rụng đầy lá khô. Nhiếp vô danh ngay lập tức cắn răng nghiến lợi hướng về ngoại quốc rời gạch nhìn lại, tiểu điềm điềm. Ngươi làm sao lại không nhắc nhở ta? Tiểu điềm điềm tỏ vẻ vô tội, ta đã nhắc nhở qua rồi, là đội trưởng ngài không thèm để ý tới ta. Nhiếp vô danh giận đến đấm đất, gắt gao hướng về khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh giá ở đối diện nhìn lại, ngươi. Ngươi, con miệng nó, làm sao tìm được ta? Truy tung thuật của ngươi chẳng lẽ đã đạt đến loại trình độ này sao? Chỉ chút xíu thời gian này, ngươi có còn là người hay không vậy? Tiểu ma đầu từ trên cao nhìn xuống Nhiếp Vô Danh đang nằm dưới đất, nhìn một cái, tìm cậu, còn cần truy tung thuật. Nhiếp Vô Danh nhất thời nổi giận, "Này này này, ngươi cũng quá xem thường người khác rồi đi. Ta đã nói với ngươi, phản truy tung thuật của cậu ngươi là ta cho đến nay vẫn chưa có ai có thể hóa giải. Chỉ cần ta không muốn bị người ta tìm tới." tuyệt đối không có khả năng có người tìm ra được ta. Nhiếp vô danh vẻ mặt đầy tự tin. Tiểu ma đầu, có người nói cho ta biết, tại sao ta phải phá truy tung thuật của cậu. Nhiếp vô danh nhất thời sửng sờ, cái gì? Có người nói cho người biết, chẳng lẽ là, chuyện này là không thể nào. Đội viên nhà chúng ta là nhất đẳng trung thành đáng tin, tuyệt đối sẽ không bị kim tiền mua chuộc, càng không biết cúi đầu trước cái ác. Bên này nhiếp vô danh vừa dứt lời, trong không khí, một trận chuông điện thoại di động reo lên. Tiểu ma đầu mặt không thay đổi mà nhận điện thoại, alo, có chuyện gì? Đầu bên kia truyền tới âm thanh vô cùng nịnh hót của một nam nhân, alo, tiểu thiếu gia à, ta là thần tiểu hư đây, không có chuyện gì, chỉ là một chút quan tâm, ngài tìm ra được đội trưởng chưa? Chỗ đó có hơi hoang vắng, ta cùng ngài nói tường tận một chút nhé, sau khi ngài lên núi rẽ tay phải, đi thẳng 500 mét, sau đó sẽ quẹo trái, rồi lại thần hư đạo nhân còn chưa lên tiếng, ở đầu bên kia liền đổi người, ôi trao cái tên chết bầm nhà ngươi có phải là ngốc hay không? Cút sang một bên, tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, ta là hoa hoa. Ta đã đem vị trí đội trưởng vẽ thành bản đồ, gửi đến điện thoại của ngài rồi, xin ngài xem qua. Nhiếp vô danh, ngoại quốc rời gạch, nhiếp vô danh sửng suốt khoảng chừng 10 giây đồng hồ, sau đó một tay đem điện thoại di động đoạt lại, hai người các ngươi, tiểu vương bát đàn lại dám bán đứng ta, các ngươi chờ đó cho lão tử. chương 892, cho mẹ một cái kinh hỉ Gào, hoa hoa hoa. Nhất chi hoa cùng thần hư đạo nhân bị tiếng giống giận bất ngờ của nhiếp vô danh làm cho sợ hết hồn. A, à, ha ha, tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi. Đội trưởng, lời nói này của ngài, sao lại gọi là bán đứng, chúng ta rõ ràng là có lòng tốt muốn cho người nhà các ngươi đoàn tụ, đội trưởng à, các người từ từ giao lưu gắn kết tình cảm nhé. Không sai, không sai, đội trưởng, chúng ta sẽ không quấy dày nữa. Không quấy dày, đội trưởng ngủ ngon, bình an. Hai người nói xong, không chút do dự cúp điện thoại cái bẹp. Nhiếp vô danh, bình an cái con mỉa các ngươi. Sau khi giống giận, nhiếp vô danh đột nhiên cảm thấy không khí quanh mình càng ngày càng lạnh. Sau đó liền thấy, sắc mặt tiểu tổ tông nhà mình đã lạnh băng đến cực hạn nhiếp vô danh biết, hắn kéo dài thời gian lâu như vậy mà không tìm được người, còn cố ý ẩn núp, lần này đã làm cho cậu nhóc hoàn toàn nổi quạo rồi. Nhiếp vô danh, đại lão gia, ngài rốt cuộc muốn như thế nào? Tiểu ma đầu, mẹ ta đã tìm được chưa? Nhiếp vô danh, thật là lời thoại làm cho người ta thấy chua xót rơi lệ mà. Hắn hiện tại buổi tối đều gặp ác mộng, nằm mơ thấy đều là âm thanh ma quỷ rót câu này vào tai. Thấy nhiếp vô danh không mở miệng, tiểu ma đầu mở ra một đoạn video thanh âm non nớt không có một chút nhiệt độ nào cậu ta cảm thấy thật đáng tiếc vừa nghe đến ba chữ thật đáng tiếc này nhiếp vô danh quả thật là giỡn cả tóc gáy nghẹn ngào nhìn chòng chọc điện thoại của hắn lớn tiếng ngân lại đừng 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 tổ tông hạ thủ lưu tình chúng ta có thể thương lượng tổ tông bảo bối bảo bảo đáng yêu nhất ngoan ngoãn nhất nghe lời nhất khả ái nhất thiên hạ của ta ơi ngoặc kép sắc mặt của tiểu ma đầu tỏ vẻ không hề muốn vãn hồi cậu thời hạn đã đến ngươi đã không còn cơ hội nói xong liền làm bộ nhấn nút gửi đoạn video kia đi mắt thấy tiểu ma đầu đã sắp sửa đem cái đoạn video của hắn và nhất chi hoa phát ra ngoài dừng tay mẹ ngươi tìm được rồi nha a a a tiếng gào thét của nhiếp vô danh tại khu rừng hoang vắng không ngừng vang vọng trở lại thân sắc tiểu tử bỗng nhiên ngẩn ra động tác trên tay cũng đã dừng lại thấy đối phương rốt cuộc dừng động tác đó lại, vẻ mặt của nhiếp vô danh như vừa sống sót sau tai nạn. Hù dọa, hù dọa chết hắn. Video này nếu như gửi đi, hắn có thể bị ba mẹ hắn lột sống. Bởi vì sẽ không có ai tin tưởng lời của hắn, bọn họ chỉ biết tin tưởng con tiểu ma đầu này. Địa vị trong gia đình này, thực sự là bi thảm đến mức đáng suy ngẫm mà. Không biết trầm mặc mất bao lâu, con người trong suốt của tiểu tử yên lặng hướng về phía nhiếp vô danh nhìn lại, dẫn ta đi gặp mẹ. Nhiếp vô danh cố nén trột dạ, vội vàng mở miệng nói, ho khan, bảo bảo à, đừng, ngươi đừng gấp gáp như vậy mà. Coi như ngươi không nói, ta khẳng định cũng sẽ phải dẫn ngươi đi gặp nàng. Chẳng qua là cần một chút thời gian cùng mẹ ngươi thông đồng. A à nhâm, cần có một chút thời gian chuẩn bị, để nghinh đón ngươi thật tốt. Thật ra thì ta vốn là cố ý không nói, chuẩn bị cho ngươi một chút ngạc nhiên. Ngươi nhìn ngươi xem, hiện sự kinh hỉ cũng bị mất. Tiểu ma đầu, ta không cần. Nhiếp vô danh vắt hết óc, vậy. Việc kia trung quy bảo bảo ngươi cũng phải chuẩn bị một chút đi, chúng ta ăn mặc đẹp mắt một chút đi gặp mẹ ngươi. Theo ta được biết, mẹ ngươi là một người chuộng nhan sắc. Dĩ nhiên, ta không có ý tứ gì khác. Ngươi đáng yêu như thế, mẹ ngươi nhất định sẽ thích ngươi, chẳng qua là để cho mẹ ngươi càng thích ngươi hơn một chút, không phải là tốt hơn sao. Tiểu ma đầu gật đầu, có thể. Nhiếp vô danh quả là đã muốn mừng đến chảy nước mắt rồi, rốt cuộc cũng chịu nghe hắn một lần. Tiểu Ma đầu nói xong, nhìn hắn một cái, mở miệng nói, không cần nói cho mẹ ta biết, ta phải đi gặp nàng. A, à, tại sao? Nhiếp vô danh không hiểu được. Hắn còn chuẩn bị cùng cô em hữu danh thông đồng một cái trước thời hạn đấy. Không nói cho nàng, vạn nhất xảy ra cái gì thì làm sao mà đỡ được? Tiểu Ma đầu, người không phải nói là phải chuẩn bị kinh hỉ sao? Ta cảm thấy chủ ý này không tệ, ta muốn cho mẹ một cái kinh hỉ. Nhiếp Vô Danh. Chương 893, mạng nhỏ đều trong tay ngươi. Vào giờ phút này, Nhiếp Vô Danh thực sự muốn quất chết chính mình. Thật hay rồi, hắn lại đi nói cái gì gọi là kinh hỉ nha. Ở nơi này là kinh hỉ, hay chúng ta đổi lại là kinh sợ có được hay không? Thật đúng là tự tạo bẫy hú để mình nhảy vào. Đế Đô, khách sạn Candy. Nhiếp Vô Danh, bảo bảo à, đã trễ lắm rồi, người còn chưa ngủ sao? tiểu ma đầu tranh lệch múi giờ nhiếp vô danh ồ nhiếp vô danh bảo bảo à người rốt cuộc mang theo bao nhiêu bộ quần áo người có mỗi một bộ này ta thế nào lại cảm giác hơi dài rồi thì phải ta dẫn người đi chọn một bộ quần áo nha chọn xong thì mau đi ngủ đi nha hắn còn phải tranh thủ tiết lộ tin tức đấy tiểu ma đầu gặp mẹ ta làm sao có thể tùy tiện nhiếp vô danh nhờ hưởng ké hồng phúc của cháu ngoại nhiếp vô danh ngủ dưới gầm cầu, trên hè phố lâu như vậy, rốt cuộc cũng được ở phòng President Suite, sau một lần. Sau phòng Tổng thống, loại phòng khách sạn hạng sang nhất trong một khách sạn. Nhưng mà, cùng tiểu ma đầu ở chung một phòng, hắn thật sự là không có tâm tình để hưởng thụ. Từ khi bắt đầu rời khỏi núi Long Tiềm, hắn vẫn đang tìm cơ hội để tiết lộ tin tức cho Diệp Oản Oản, nhưng vô cùng bất đắc dĩ, căn bản là sẽ không có một cơ hội nào làm trò ở dưới mí mắt của tiểu ma đầu, quá nguy hiểm, vạn nhất bị nhìn ra sơ hở là xong đời. Đến cuối cùng, Nhiếp Vô Danh bi thảm phát hiện, hiện tại dường như chỉ có thể đợi đến lúc đó nhìn cô em Hữu Danh tự do phát huy. Hai, Hữu Danh muội muội à, cái mạng nhỏ của ta cũng đều nằm ở trong tay ngươi rồi. Hai ngày nay, Diệp Oản Oản đã tiếp đón xã giao với một nhóm thân thích cùng cao tầng của tư gia đến tận buổi tối. Cuối cùng cũng xem như là rảnh rỗi được một chút vội dành thời gian cho công ty. Tư giả hàn mới vừa tắm xong, từ trong phòng tắm đi ra, nằm xuống bên cạnh Diệp Oản Oản, tự mình xem tài liệu, cũng không hề quấy dày nàng. Mặc dù sự hiện hữu của hắn cũng đã rất quấy dày rồi. Diệp Bạch, xin lỗi các vị, mấy ngày nay bởi vì chuyện riêng tương đối bận rộn, không tham ngộ hội nghỉ cùng mọi người. Diệp Mộ Phàm, yên tâm, công ty bên này đã có ta trông chừng. Bất quá, người rốt cuộc bận rộn gì thế? khẳng định là lại cùng gã nam nhân đó đi ra ngoài phóng đáng. Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm còn có Hàn Thiên Vũ bọn họ trò chuyện công tác một hồi, Cung Húc đột nhiên nhắn cho nàng. Cung Húc, Diệp Ca, Diệp Ca, Diệp Ca, gào. Người rốt cuộc cũng đi ra rồi, ta đều nhanh chết ngộp, có bát quái, có siêu cấp đại bát quái nha. Diệp Bạch, có đại bát quái gì? Là ngươi muốn bộc lộ giới tính, hay là tả ảnh đế muốn kết hôn? Cung Húc, Diệp ca ngươi nói chuyện làm sao lại nói chuyện giống Felix vậy cơ chứ? Không phải là ta muốn bộc lộ, cũng không phải là tả ảnh đế muốn kết hôn, là Tư Dạ Hàn. Cái vị Tư Gia gia chủ trong truyền thuyết đấy, Tư Dạ Hàn, mấy ngày trước vừa phát bệnh chết người có biết chưa? Diệp Oản Oản nhìn tin nhắn riêng của Cung Húc trên điện thoại di động, lại liếc mắt nhìn, ai đó, bên cạnh mới vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, trên người đang mặc quần áo ngủ, Tư Dạ Hàn. Quả quyết gửi cho Cung Húc một icon, lượn đi cho nước nó trong. Cung Húc gửi lại một icon, lau nước mắt thẹn thùng, sau đó nhắn ngược lại cho nàng. Cung Húc, Diệp ca, người làm gì vậy? Sao lại phú phàng với người ta như vậy a à, hoa hoa hoa? Diệp Bạch, ta nhổ vào, nói bậy nói bả cái gì đó. Tư gia bên kia không phải là đã thả ra tin tức, nói tư giả dạ hàn không có chuyện gì rồi sao? Cung Húc, ôi chao, thì ra Diệp ca người cũng quan tâm nha. Nhưng người ta nào có nói bậy, đoạn thời gian trước huyên náo nhốn nháo, trong giới thượng lưu đều đã truyền khắp rồi. Nếu như không phải là tư giả hàn thực sự đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến tình thế tư gia bên kia hỗn loạn, loại tin tức này sẽ không có khả năng bị phát tán ra. Nói tóm lại, theo ta phán đoán, tư giả hàn khẳng định là đã chết rồi. Tư gia lo lắng sẽ dẫn tới hỗn loạn, cho nên mới khẩn cấp thủ tiêu tất cả tin tức, sau đó lừa dối ngoại giới rằng hắn còn sống. Cung húc phân tích rõ ràng mạch lạc, vô cùng tự tin vào phán đoán của mình. Diệp Oản Oản nhìn thấy cái chữ, chết, đó liền muốn đánh người, nghiến răng gửi lại một hàng chữ qua. chương 894, người muốn làm cái gì? Một bên tư giả hàn nghe được âm thanh nghiến răng của Diệp Oản Oản, nhưng đầu hướng về phía nàng nhìn một cái. Trong lúc lơ đáng, ánh mắt xéo qua nhìn vào trên màn hình điện thoại di động của nàng. Chỉ thấy Diệp Oản Oản đang tạch 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 gõ chữ. Diệp Bạch, ta ngược lại, thật ra cảm thấy hắn vẫn sống thật tốt. Cung húc, tại sao ngươi lại xác định như vậy chứ, Diệp ca? Chẳng lẽ lại là ngươi coi bói tính ra? Diệp bạch, bởi vì hắn đang ở trên giường của ta. Tư giả hàn, cung húc, cung húc bên kia trong nháy mắt đóng máy. Tư giả hàn nhìn thấy biểu tình nghiến răng nghiến lợi của cô bé, đáy mắt xẹt qua một tia ấm áp nhu hòa. Qua mười mấy giây đồng hồ, cung húc mới chật vật tái xuất giang hồ, cung húc, diệp ca ca à, loại đùa giỡn này ngươi đùa với ta một chút là coi như xong, đều là nam nhân mà, ta hiểu mà. Bất quá ngàn vạn lần chớ để cho bạn trai ngươi biết nha. Ta đã nói với ngươi, có lúc lòng ghen tị của nam nhân so với nữ nhân còn đáng sợ hơn. Diệp oản oản ném điện thoại di động, không tiếp tục để ý tới cung húc nghĩ linh tinh, cái miệng ăn mắm ăn muối này, cũng không nói được câu nào dễ nghe, toàn nói điều xui xẻo. Tư giả hàn đưa tay xoa xoa đầu của thiếu nữ, Lời của người khác nói không trọng yếu. Trong đầu của Tư Dạ Hàn hiện lên thời điểm ở trong ám thất, Diệp Oản Oản nói với Tư Minh Lễ, "Sống đến khi ván quan tài của ngươi lên mốc." Diệp Oản Oản gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta phải tin tưởng vào khoa học, thầy thuốc Tôn nói, cứ tiếp tục như vậy, bệnh của anh sẽ khỏi hẳn hoàn toàn đấy." Mạc Huyền nói nàng là điểm thăng bằng của Tư Dạ Hàn. Nếu là như vậy, bên phía nàng nhất định là không thành vấn đề nha. Nàng hiện tại Mỗi ngày trừ xử lý một chút chuyện của công ty thì đều cùng ở bên cạnh tư giả Hàn học tập hoặc là đi đến trường gom lấy những điểm số cần thiết. Nhịp sinh hoạt thường ngày đều đặc biệt đơn thuần, quan hệ với tư giả Hàn càng ngày càng ổn định, cho nên chắc chắn sẽ không đánh vỡ điểm thăng bằng này. Không lâu sau, Diệp Oản Oản đã nhận được một giáo huấn sâu sắc, người này nha, thật không thể nói bừa được. Chấm. Tư giả Hàn thả văn kiện trong tay xuống, ngủ đi. Diệp Oản Oản nghe xong nháy mắt một cái, à, cứ thế đi ngủ à, không làm chút gì à. Tư dạ hàn thản nhiên nhéo má nàng một cái, em muốn làm cái gì? Diệp oản oản nâng cầm lên, nháy mắt một cái, nhìn hắn mở miệng, gì đó, mặc dù anh không thích có em bé, bất quá, chẳng lẽ cả quá trình tạo ra em bé cũng không thích. Thân thể của anh không phải là ổn định rồi sao? Thầy thuốc tôn nói, hiện tại cũng không có thể ấy ấy sao? nàng thuần túy là sợ tư giả hàn nhịn lâu sẽ có hại cho thân thể. Trong con người của tư giả hàn thoáng qua một vệt ánh lửa nóng bỏng, nhưng lập tức liền bị cưỡng ép dập tắt, khôi phục hàn băng. Sau đó, tư giả hàn mặt không thay đổi mà mở miệng, thầy thuốc tôn nói có thể, nhưng yêu cầu khống chế thời gian. a à, bao lâu? Diệp Oản Oản hỏi. Tư giả hàn nhìn nàng một cái, biểu tình kia không khỏi khiến cho Diệp Oản Oản có ảo giác hắn đang phải cố gắng nín nhịn sau đó liền nghe được tư dạ hàn trả lời, 10 phút. Ây, Diệp Hoàn Oản biểu thị sự đồng cảm sâu sắc, tắm một cái rồi ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản dậy sớm rèn luyện thân thể như thường ngày. Không biết tại sao, lời tư hạ nói ngày đó khiến cho nàng có chút đề tâm. Thập nhất ở một bên bồi luyện, thấy Diệp Oản Oản có chút ngẩn ngơ, quan tâm hỏi một câu, Oản Oản tiểu thư, thế nào? Diệp Oản Oản ném ngọn cỏ trong miệng, lập tức ngẩng đầu hỏi, thập nhất à, ta hỏi ngươi, thân thủ của ta có phải là rất lởm hay không? Thập nhất, hắc, hắn mới vừa rồi có nghe lầm cái gì hay không? Ta là đang hỏi ngươi, ta có phải là rất phế hay không? Diệp oản oản cho là hắn không nghe rõ, vì vậy mới hỏi lại một lần. chương 895, gia tộc lánh đời. Cái vấn đề này khiến cho thập nhất sửng sốt thật lâu. Một lát sau, thập nhất mới phản ứng được, vội vã mở miệng, oản oản tiểu thư, làm sao có thể chứ? Có phải là lại có người nào nhân lúc không có ai khua môi múa mép? Ngài đừng nghe bọn họ nói bậy bạ, từng người một đều là bại tướng dưới tay ngài, làm sao có mặt mũi nào nói ngài phế? Thân thủ của ngài nếu tính là phế, vậy chúng ta đây tính là gì? Thập nhất kéo phong huyền diệt bên cạnh, phong đội trưởng, người nói xem có đúng hay không? Phong huyền diệt biểu tình thành khẩn, gật đầu tỏ vẻ phụ họa, phải. Sư, sư phụ, rất, rất lợi hại. Diệp Oản Oản than thở, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Oản Oản nhớ lại thời điểm mới từ Myanmar trở về nước, có gặp phải vài tên sát thủ, còn có tên nam nhân tóc trắng trống rỗng xuất hiện. Nếu như là không phải buổi tối đó gặp được nam nhân tóc trắng thần bí nọ, mấy tên sát thủ kia, với thân thủ của nàng, khẳng định là không đối phó được. Phong huyền diệt nghe vậy, ánh mắt lóe lên, lắp bắp mở miệng nói, nói nói tuy là như vậy nhưng mà sư phụ ở ở bên trong người bình thường đã không phải là cực kỳ lợi hại rồi chấm hay sao diệp oản oản nghe vậy cảm thấy hứng thú hướng về phong huyền diệp nhìn lại bên trong người bình thường vậy không bình thường là chỉ người nào phong huyền diệp suy nghĩ một chút tỉ như một vài gia tộc lánh đời diệp oản oản gia tộc lánh đời thập nhất nghe vậy cũng mở miệng giải thích nói một cách khác võ đạo theo thời đại vũ khí lạnh xa sút hiện tại đa phần mọi người đều cho rằng võ đạo đã xuống dốc. Nhưng trên thực tế, các nơi trên thế giới vẫn như cũ tồn tại rất nhiều cổ võ thế gia, thực lực sâu không lường được. Hoàn hoàn tiểu thư, ngài xem những thứ như chúng ta được gọi là ám vệ do thế gia đại tộc âm thầm bồi dưỡng, thoạt nhìn có vẻ như rất lợi hại, nhưng ở trong mắt gia tộc lánh đời chân chính, cổ võ thế gia, phòng chừng cũng một dạng như cháu đi thăm ông nội, vậy, căn bản cũng không được tính là gì. Diệp Oản Oản nghe đến mê mẩn, vậy cái gì mà gia tộc lánh đời, cổ võ thế gia gì đó, thật sự tồn tại sao? Thập nhất mở miệng nói, nghe nói ở nước ngoài, gia tộc lánh đời như vậy, thực lực thậm chí đáng sợ đến mức áp đảo bên trên cả quốc gia. Chẳng qua là những thứ này đã vượt quá phạm vi nhận thức của người bình thường, cho nên tự nhiên không có mấy người biết đến. Cho dù là chúng ta, cũng chỉ là tin vỉa hè mà thôi. Phong huyền diệt hướng về hư không phương xa nhìn lại, lẩm bẩm mở miệng nói, người bình thường, thế giới trong thường thức cũng không phải là toàn bộ diện mạo của cái thế giới này. Diệp Oản oản hướng về Phong Huyền Diệp nhìn một cái, a, à, đây cũng là cũng giống như tổ chức lính đánh thuê vậy, Hoa Quốc là cấm địa của lính đánh thuê, không cho phép có tổ chức như vậy tồn tại, người bình thường ngay cả lính đánh thuê làm cái gì cũng không biết. Nhưng trong phạm vi thế giới, tổ chức lính đánh thuê lại cũng không hề hiếm thấy. Trò chuyện một hồi, Diệp Oản Oản liền kết thúc buổi huấn luyện hôm nay. Buổi tối còn phải cùng tư giả hàn học khóa học lễ nghi, cần phải để dành một chút thể lực. Đúng rồi, nghe nói tư gia tháng sau sẽ phải tiếp đãi vị mục tiên sinh kia, bối cảnh thật không đơn giản. Diệp Oản Oản đột nhiên nghĩ đến, vì vậy thuận miệng hỏi. Thập nhất suy tư nói, vị mục tiên sinh kia ngoài mặt chỉ là một thương nhân phổ thông. Bất quá có tin đồn quả thật sâu không lường được. Chẳng qua là không có biết rốt cuộc vì lý do gì, tần ra một mực đều thật sự muốn cùng hắn tranh thủ chút quan hệ. Như vậy à, Diệp Oản Oản sờ cầm một cái, tự nhủ lầm bẩm mục tùy phong. Làm sao lại không khỏi cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc nhỉ? Diệp Oản Oản quả quyết bỏ qua những suy nghĩ lung ta lung tung trong đầu, tắm rửa một cái, đi đến công ty. chương 896, đúng là quá coi trọng nàng. Đêm khuya, trên chiếc ghế salon bằng da thật, Tư Minh lễ lạnh lùng đảo mắt nhìn Tâm Phúc trước mặt, tất cả an bài xong, lão ra yên tâm. Lần này thuộc hạ phái đi, tất cả đều là cao thủ được bỏ ra số tiền lớn mời tới, coi như là thân thủ của nữ nhân kia có khá hơn nữa, cũng không có khả năng lấy một địch nhiều. Hơn nữa toàn bộ đều là người được mướn tới, chúng ta không cần tự mình ra mặt. Thần không biết quỷ không hay, ai cũng sẽ không tra ra được chúng ta. Tư Minh lễ trầm giọng hỏi, xác định là bên người nữ nhân kia không có người tâm phúc ngữ khí khẳng định trả lời, đã nhiều lần xác nhận qua rồi, chỗ của nữ nhân kia cũng chỉ có 5 người giúp việc, trừ người hộ vệ dường như chỉ có chút công phu mèo quào, những kẻ khác đều giả yếu bệnh hoạn, căn bản không đủ để tạo thành uy hiếp. Tư giả hàn sẽ lập tức đi nước ngoài cùng mục ra bàn chuyện làm ăn, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta ra tay. Tư minh lễ sắc mặt âm trầm, làm cho sạch sẽ một chút. Còn nữa, nhớ kỹ, ta cần người sống. Vâng. Sau khi tâm phúc rời đi, ở ghế salon đối diện, Tư Giật khiêm trầm giọng mở miệng, cha nhất định phải đem nữ nhân kia bắt sống để uy hiếp Tư Giả Hàn. Tư Minh Lễ hừ lạnh một tiếng, mặt lạnh lùng nói, lần này tiểu tử thúi Tư Giả Hàn kia tận tình tuyệt nghĩa như vậy, chúng ta nếu như vẫn không phản kích, hắn sẽ coi tứ gia ra ta dễ khi dễ. Giật kiệt dù cho là vô dụng, nhưng cuối cùng cũng là con trai của Tư Minh Lễ ta, không cho phép một tên tiểu tử chưa giáo máu đầu như hắn cùng tiểu tiện nhân cứ hết lần này tới lần khác khi dễ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, tư giả hàn rốt cuộc coi trọng nữ nhân này đến mức nào, có thể vì ả à ta làm đến bước nào. Tư Minh Lễ nhìn về phía đứa con thứ hai, trong lòng cân nhắc mở miệng, giật khiêm, ta biết người tính cách cẩn thận, bất quá lần này ta sắp xếp tất cả đều là lính đánh thuê cấp C trở lên, nữ nhân kia có chắp thêm cánh cũng không thể bay. Cấp bậc lính đánh thuê dựa theo S, A, B, C, D, E, F để phân chia có thể gia nhập tổ chức lính đánh thuê, mỗi một người đều có thực lực hơn người. Mỗi một nhiệm vụ cấp A ở đỉnh chóp kim tự tháp đều khó như lên trời, cấp S lại càng là phượng mau lân giác, không phải cứ có tiền là có thể mời tới. Cho dù là cấp bậc thấp nhất, giá cả cũng không hề rẻ, chứ nói chi bọn họ lần này còn xài giá cao mời tới 3 sát thủ cấp C. Dùng 3 lính đánh thuê cấp C đi bắt nữ nhân kia, đúng là quá coi trọng nàng ta. Nghĩ tới đây, tư giật khiêm cũng an tâm bởi vì tư dạ hàn phải suốt ngoại bàn chuyện làm ăn, Diệp Oản Oản liền về ngủ ở hồng hoa tiểu lâu sao. Sao hoa hồng lầu nhỏ, trong tiểu lâu hương hoa thơm ngát, tĩnh lặng an lành như thường ngày. Diệp Oản Oản cơm nước xong xuôi liền đi lên lầu tắm rửa rồi. Lão quản gia Khương Chính đang cẩn thận kiểm tra cửa sổ, gã mập hải địch ở một bên đang vừa thu dọn phòng bếp, vừa len lén ăn vụng, gã nam nhân tóc dài đường bân cùng nam dâu tống cường, một tên đang tiểu hoa, một tên đang ngáp ngáp tuần tra, nữ hầu gái lô ly kiều kiều một bên chảy nước miếng, một bên ôm lấy điện thoại di động, cầy phim thần tượng máu chó, cầy đến nồng nhiệt. Chỗ tối trong sân, ba thân ảnh lặng yên không một tiếng động, lặng lẽ che giấu thân hình xít tới gần. Lính đánh thuê cầm đầu mở miệng, trong phòng có một ông lão, một người đầu bếp, còn có một cô hầu gái, tất cả cũng không có bất kỳ sức chiến đấu nào. Chỉ có người làm vườn cùng bảo an là nam tử trưởng thành trước tiên đem hai người này giải quyết. Một tên lính đánh thuê khác bên cạnh gật đầu một cái, tỏ vẻ không thành vấn đề. Tốt lắm, sau người đi trên lầu, ta cùng mách giải quyết xong hai nam nhân này liền đi qua. Ok, hai người đang muốn lên đường, một người lính đánh thuê đột nhiên nhìn chầm chầm hai nam nhân cách đó không xa, lộ ra thần sắc hồ nghi, chờ một chút. Hắn thế nào lại có cảm giác người gã làm vườn tóc dài cùng bảo an lắm dâu này, dường như hắn đã gặp qua ở nơi nào đấy. Thế nào, người ở bên cạnh hỏi. Lính đánh thuê lắc đầu một cái, nhanh chóng hủy bỏ phỏng đoán của mình, không có gì. Cứ theo kế hoạch hành sự đi. chương 897, thật sợ hãi nha. Diệp oản oản sau khi tắm xong đi xuống lầu, kết quả nhìn thấy tiểu lô đang ngồi ở trên ghế salon khóc, nước mắt như mưa. Kiều kiều, người làm sao vậy? Tiểu lô khóc càng thêm dữ tợn, chủ nhân, trong phim truyền hình này, nữ nhân vật chính mắc phải bệnh hiểm nghèo, còn nhân vật nam chính vì nàng mà chết vì tình rồi, quá đáng thương. Chủ nhân, nhân vật nam chính này diễn rất tốt nha, thật là quá cảm động lòng người rồi. Diệp Oản oản liếc mắt nhìn điện thoại di động của tiểu Loli, sau đó nghẹn ngào không nói gì. Vai nam chính lại là Cung Húc. Cung Húc năm xưa là đại biểu chuyên diễn mấy cái kịch bản thể loại tình yêu máu chó siêu cường điệu hóa, kỹ thuật diễn xuất khỏi phải nói là vô cùng lúng túng. Tiểu nha đầu này lại còn có thể xem đến mức cảm động khóc rồi ho khan người tiếp tục xem đi diệp oản oản cầm đĩa đồ ăn vừa muốn xoay người lên lầu gã béo mặt đầy ân cần đi tới chủ nhân chủ nhân bữa ăn khuya hôm nay là tôm hùm nhỏ siêu cay ngài chờ chốc lát xong ngay đây ây diệp oản oản người người mùi thơm cay nồng mê người trong không khí kia lại nhìn cúi đầu xuống nhìn vòng eo của mình tên này sau khi phát hiện ra chiêu dùng mỹ nam câu dẫn không thành công liền bắt đầu thay đổi phương pháp dùng thức ăn ngon tấn công nàng này này tôi sắp mập lên một vòng rồi đấy nhé cũng còn may là mỗi ngày nàng đều giữ vững vận động nếu không nhất định sẽ quay trở lại thời kỳ mập mạp như lúc trước cùng lúc đó trong sân ba tên lính đánh thuê phân phối xong nhiệm vụ sau khi xác định đại khái tình huống trong sân nghênh ngang trực tiếp leo tường mà vào mặt khác sau khi hai tên lính đánh thuê khác rời đi người thủ lĩnh còn lại rón rén tách bụi hoa ra hướng về phương hướng của nam tóc dài cùng nam dâu tiến tới Kết quả, thủ lĩnh bên này mới vừa đưa tay tách cành lá trước mặt ra, đột nhiên, trước mắt bỗng nhiều hơn hai cái đầu to hình. Hai mục tiêu của hắn, đang ngồi xổm ở nơi đó, nhìn chằm chằm hắn. Nam tóc dài mặt đầy hưng phấn, ai nha nha, cường ca, người nhìn xem, thật sự có một tên tiểu mau tặc nha. Cường ca, người thật là lợi hại. Nam dâu, đó là đương nhiên. Ngươi, các ngươi, lính đánh thuê kia bị hai người dọa cho sợ hết hồn, bất quá trung quy cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh rất nhanh liền chấn định lại. Dù bị phát hiện cũng có thể bày ra vẻ mặt không hề lo lắng sợ hãi. a à, lại còn có thể coi hắn là tiểu mau tặc. Thật là điếc không sợ súng. Lão quản gia đúng là đang đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy tên lính đánh thuê đột nhiên xông vào, nhất thời cũng sửng sốt một chút, chuyện gì xảy ra? Là người nào? Nam tóc dài cùng nam dâu nhún vai một cái, ai biết đâu, nếu không, xem kỹ rồi hãng nói. Cuối cùng, trong phòng khách, năm người giúp việc tất cả đều bị chế trụ. Diệp Oản Oản vốn là đang ngồi ở trên ghế salon chờ ăn khuya, không nghĩ tới lại chờ được ba người áo đen, còn bắt cóc tôm hùm nhỏ của nàng. A, à, không đúng, là bắt cóc năm tên thủ hạ của nàng. A a a, chủ nhân, Kiều Kiều thật sợ hãi. Không nên giết ta, không nên giết Kiều Kiều. Tiểu Loli bị một tên lính đánh thuê thuê sắc mặt tàn bạo ghim chặt cổ uy hiếp, đang sợ đến mức khóc lóc nước nở mà gã béo trong tay đang bưng tô tôm hùm nhỏ, sau eo bị kê lên một lưỡi dao sắc bén. Nam tóc dài, nam dâu cùng lão quản gia cũng đều bị đè xuống, khống chế ở một bên. Mấy người các ngươi, im lặng, an phận một chút cho ta. Không được quấy náo, có thể tha các ngươi không chết, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, nghe hiểu không? Lính đánh thuê cầm đầu nghiêm nghị nổi giận. Tên lính đánh thuê đang khống chế gã béo, quét mắt qua nhìn những người giúp việc không hề có chút lực phản kháng, thần sắc diếu cợt, xì, nhiệm vụ đơn giản như vậy, lại còn mướn tới ba người lính đánh thuê cấp C như chúng ta. Diệp Oản Oản nghe nói như vậy, hướng về ba người này nhìn lại, thần sắc có chút khó mà hình dung. A, à, ba tên, lính đánh thuê cấp C. chương 898, có cái thủ gì oán gì? Tiểu Lô Ly nghe xong, nhất thời hoa 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 lau nước mắt, chủ nhân, kiều kiều phải chết rồi, không thể lại tiếp tục làm bạn đi theo ngài rồi sau này không có em ở bên cạnh ngài, ngài nhất định định phải ăn thật no, ngủ thật ngon nhé. Diệp Oản Oản có chút tan vỡ dáng nhịn cười, đây không phải là lời thoại trong kịch bản cung đấu máu chó mới vừa rồi hay sao? Sau lưng tiểu lô ly, tên lính đánh thuê đang khống chế mấy người kia, vẫn cảm thấy có vẻ như khá quen, nhưng Trung Quy cũng không nhớ nổi ra được rốt cuộc đã gặp qua ở nơi nào. Mặc dù cảm thấy mấy người này nhìn như quen mặt, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, hoàn thành nhiệm vụ là quan trọng, Lính đánh thuê thấy cảm tình giữa tiểu lô ly và Diệp Oản Oản dường như là tốt nhất, vì vậy ghim chặt cổ của nàng, sắc mặt âm vụ nhìn về phía Diệp Oản Oản trên ghế salon đối diện, uy hiếp, Diệp tiểu thư, chúng ta cũng không muốn gây thêm rắc rối, ta khuyên cô ngoan ngoãn phối hợp, tự giác đi theo chúng ta, nếu không, e rằng sẽ có thêm mấy mạng người chết không rõ lý do. Diệp Oản Oản không tiếp tục để ý đến một đám tiểu yêu tinh đang bày trò kia, nhìn về phía tên lính đánh thuê cầm đầu, cố gắng moi ra nhiều tin tức hơn, ai phái các ngươi tới. Từ cấp bậc cùng đẳng cấp của những người này mà xem, cùng với nhóm người lần trước xuất hiện khi nàng đụng xe trên đường lớn, khẳng định không phải là cùng một nhóm. Thủ lĩnh từ trên cao nhìn nàng bằng nửa con mắt, vị tiểu thư này, ta nghĩ ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ tình huống, chúng ta cũng không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của ngươi. Từ Minh Lễ, hay là Tần Nhược Hy, Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng. Đối phương ánh mắt lạnh lùng, Ta nói rồi, ta không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của ngươi." Nói xong thần sắc không kiên nhẫn liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, "Xin mời." Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười một tiếng, "Không nói cũng được, ta chẳng qua chỉ là muốn biết, là người nào có thủ oán lớn như vậy với ca ca của các ngươi." "Ngươi có ý gì? Đừng mong kéo dài thời gian." Thủ lĩnh Lính Đánh Thuê đã hoàn toàn mất đi sự nhẫn nại, bàn tay trực tiếp công kích Diệp Oản Oản đang ngồi trên ghế salon. "Bất quá" vẫn còn chưa kịp đến gần thân thể của Diệp Oản Oản, lão quản gia liền ngăn cản, lướt đến trước mặt của Diệp Oản Oản, cản rỡ, không được vô lễ. Lính đánh thuê ánh mắt lạnh lẻo, lão bất tử, người nghe mà không hiểu lời ta nói hay sao. Không muốn chết liền bớt nói nhảm, tránh ra cho ta. Còn mấy tên các người nữa, tất cả đều cút qua bên kia xếp một hàng cho ta, tay ôm lấy đầu ngồi xong, chớ cản trở việc của ta. Một tên lính đánh thuê khác mặt đầy bất mãn mà nhìn mấy người trong phòng khách một tên bảo an hoàn toàn không dám phản kháng một gã đầu bếp béo bưng một tô tôm hùm nhỏ nhìn có vẻ ngốc nghếch một nữ hầu gái nhỏ cực kỳ đáng ghét cứ khóc lóc không ngừng một lão đầu tử nhìn như sắp xuống mồ xí loại tôm tép nhỏ bé này tùy tiện mướn vài tên côn đồ là được rồi tìm lính đánh thuê làm gì ta ngay cả dục vọng động thủ cũng không có tên lính đánh thuê được gọi là dâu làm ra vẻ đầy miễn cưỡng trực tiếp hướng về nam dâu được có là có giá trị vũ lực khá khá một chút trong đám người tấn công tới vèo, một tiếng tiếng xé gió lên. Lại có thể, đánh hụt. Tên tiểu bảo an kia không biết rốt cục là làm động tác như thế nào, lại có thể cản được quả đấm đang tung ra nửa đường của hắn. Cùng lúc đó, một luồng sát ý lạnh lẽo, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở trên người một tên tiểu bảo an, từ trên người hắn chút xuống. Trực giác nhạy bén đối với nguy hiểm, khiến cho đáy lòng của dâu hiện lên một chút sợ hãi, ngươi, ngươi. Bên cạnh, hai tên lính đánh thuê khác thấy vậy cao mày, dâu, người đang làm cái gì? Còn không mau nhanh giải quyết hắn. Ta, lính đánh thuê dùng sức rút tay ra, vẫn như cũ không nhúc nhích, gấp đến độ mồ hôi lạnh trên trán đổ ròng ròng. Nam dâu một bên nắm chặt nắm đấm của lính đánh thuê, vừa hướng về phía vị nào đó ở bên cạnh hai tay đang ôm ngực xem kịch vui, ai, bảo bối, mới vừa rồi ngươi thấy chứ. Ba người bọn hắn là lính đánh thuê đó nha. chương 899, gặp đồng đạo rồi. Nam tóc dài núng nịu cười một tiếng, cường ca, người ta dĩ nhiên là nghe được mà. Nam dâu cười một tiếng khẳng khắc quái dị, ha ha ha, vốn cho rằng là tiểu mau tặc, không nghĩ tới lại có thể gặp được đồng đạo. Đồng đạo trong nháy mắt khi hai chữ này rơi xuống. a à, tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê thảm vang lên, thân người tên lính đánh thuê đã bị đánh bay, thân thể nặng nề đập thẳng lên vách tường. Dâu, mặt khác hai tên lính đánh thuê còn lại đã kinh hãi đến biến sắc không cách nào tin được hướng về gã nam dâu nhìn lại mới vừa rồi người đàn ông này nói cái gì đồng đồng đạo tên tiểu bảo an này vậy mà lại có thể cũng là lính đánh thuê đáng chết quả nhiên không nên mất cảnh giác mà dâu chật vật bò dậy bất quá mới vừa bò dậy liền bị đánh bay cứ như thế lặp đi lặp lại trong phòng khách lớn như vậy không ngừng vang lên tiếng phanh 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 của thân thể va và đập vào trên vách tường Thủ lĩnh lính đánh thuê thấy tình huống không ổn, quyết định gia nhập cuộc chiến, kết quả, bước chân vừa động, đã bị một mái tóc dài thổi qua trước mắt, chỉ thấy gã đàn ông tóc dài đã đột nhiên chặn đường đi của hắn lại. Tìm chết, thủ lĩnh lính đánh thuê giống giận vung quyền. ầm um, một giây kế tiếp, hắn liền bị nam tử tóc dài dùng chiêu thức hoàn toàn giống với nam dâu đánh bay ra ngoài. Gã béo lách người né tên lính đánh thuê bị đánh văng tới, đạp cho một phát, nhất thời giống to, khỉ khô họ đường kia, ngươi hướng chỗ nào ném đấy, tổn thương tôm hùm nhỏ của ta, ta liều mạng với ngươi. Đáng chết, tên thủ lĩnh lính đánh thuê lần thứ hai bị đánh bay, mặt đầy không cách nào tin tưởng, hướng về tên nam tử tóc dài có vẻ nhu nhu nhược, nhược nhược nhìn lại. Cái này, cái này là chuyện gì xảy ra? Làm sao mà thân thủ của người đàn ông này cũng kinh người như vậy? Không được, phải nghĩ biện pháp. Trong con người của thủ lĩnh lính đánh thuê lóe lên một vệt tinh quang, sau đó hướng về gã đầu bếp béo đứng ở trước người hắn đánh tới. kết quả thân hình vừa động, đầu bếp béo trước mắt lại giống như là u linh biến mất không còn tâm hơi. một lát sau, sau lưng truyền tới âm thanh rét bút đang tìm ta sao. a à, thủ lĩnh lính đánh thuê sợ đến hồn phi phách tán, theo bản năng liền muốn hướng về lối ra chạy trốn. kết quả mới vừa tới cửa, liền bị một cước đạp bay. mà người đạp hắn đúng là cái lão bất tử mới rồi hắn còn luôn miệng chửi mắng, lão quản gia cao tuổi. Chuyện này, chuyện này, những người này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao hai tên lính đánh thuê cấp C đều không có chút năng lực phản kháng nào? Tên lính đánh thuê đang bắt giữ tiểu Loli thấy tình huống không ổn, vội vàng thả tiểu Loli ra, muốn trước tiên chạy đến hỗ trợ. Hắn dùng sức đẩy mạnh, thân thể tiểu Loli bị đẩy trượt lảo đảo một cái, sợi dây truyền nhỏ màu hồng hình con thỏ trên cổ bị kéo đứt rơi xuống, thủy tinh trong nháy mắt bị rớt bể. Ta, con thỏ nhỏ, chủ nhân đưa cho ta. Tiểu lô ly ngơ ngác nhìn sợi dây truyền trên đất, thiên chân khả ái trong đáy mắt lập tức rút đi, hóa thành sát ý làm người ta rợn cả tóc gáy. Tên mập mạp ở đối diện bỗng dùng mình, ai nha nha, lần này có thể là xong đời. Nam dâu cũng nuốt nước miếng, ngay cả động tác hành hạ người khác cũng đều ngừng người lính đánh thuê kia đang muốn rời đi bỗng một cánh tay bị tiểu lô ly ở trước người hắn nắm lấy sau đó trước người truyền tới một âm thanh nũng nịu tiểu ca ca người đi đâu vậy trò đùa này vẫn còn chưa diễn xong đâu cút ngay lính đánh thuê không suy nghĩ gì liền chuẩn bị ném cô bé ra ngoài lại phát hiện tay của cô bé lại không hề di chuyển ngươi người giết thỏ của ta vậy thì dùng mạng của ngươi để trả là được rồi một giây kế tiếp Phanh, một tiếng vang thật lớn, nam nhân cao to lực lưỡng thân hình to con lại có thể bị một thân ảnh nhỏ bé như vậy ném qua vai, té cái oạch xuống đất. Chương 900, đây quả thực là địa ngục. Sau đó, quét quét quét, hơn 10 đạo phi nhận giống như mưa sa bay thẳng về phía hắn, cắm vào huyết nhục của hắn, trực tiếp đóng chặt hắn trên sàn nhà. Mỗi một thanh phi đao đều chỉ thiếu một chút nữa sẽ cắm vào đại động mạch. Như thế nào đây, cách chết này, có phải là rất đáng yêu hay không? Tiểu Loli hít mắt, từ trên cao nhìn hắn. A, à, người lính đánh thuê kia cả người đều bị té đến ngu rồi, trên khắp các vị trí cơ thể là một trận đau đớn truyền lại, cả người đều bị đóng ở trên mặt đất, phát ra tiếng gào thét thê thảm bi thương. Huyết dịch từ bên trong mười mấy lỗ máu trên người hắn nhanh chóng chảy ra, trong không khí tràn ngập khí tức máu tanh. Nhìn thấy thảm trạng máu tanh của đồng đội, hai tên lính đánh thuê còn lại đã trợn mắt hốc mồm, Gã béo nuốt nước miếng, kiều kiều đừng chơi lớn như vậy được không? Bữa ăn khuya ta tỉ mỉ chuẩn bị, chủ nhân vẫn còn chưa ăn đâu đấy. Lão quản gia nhìn thấy sàn nhà bị bắn thủng, chân mày nhíu chặt, không phải nên nói, đừng phá hư đồ gia dụng. Hắn làm hư con thỏ nhỏ thủy tinh, chủ nhân tặng cho ta. Tiểu lô ly giận đến dậm chân. Ai, ba tên ngu đần này rốt cuộc là do người nào phái tới. Cứ như vậy mà đẩy bọn họ vào trong hố lửa năm người tò mò vây quanh ba tên lính đánh thuê bị đánh cho mặt mũi sưng húp, vẻ mặt hứng thú tựa như đang đi xem khi ở trong sở thú vậy. Mà mặt khác ba tên lính đánh thuê, run rẩy bẩy như gà con bị năm người kia vậy quanh, đã hoàn toàn mộng bức rồi. Chuyện này, mấy người này rốt cuộc là có lai lịch gì? Cái vị thân thể đau đến mức trực tiếp co giật, nhưng bởi vì bị đóng xuống đất, động cũng không dám động, chỉ có thể không ngừng gào thét bi thương. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc cũng nhớ tới đã từng thấy qua những người này ở nơi nào. Ngươi, các ngươi là... Lính đánh thuê ánh mắt hoảng sợ, lần lượt xẹt qua năm người. Mấy người giúp việc thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, già nua, tạp nham, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại bỗng trở nên quen mặt đến lạ kỳ. Các ngươi là... Người của đoàn lính đánh thuê kỳ lân, lính đánh thuê hấp hối mở miệng. Hai tên lính đánh thuê khác nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, làm sao có thể đoàn lính đánh thuê kỳ lân chưa bao giờ tiếp nhận loại nhiệm vụ bảo vệ cố chủ cấp thấp này. Nam dâu khoanh tay, cắt, ngưng diễn, ngạc nhiên chưa? Đoàn lính đánh thuê kỳ lân thì tính là cái gì? Nếu như chúng biết bọn họ hiện tại đang thuộc quyền tổ chức nào, tuyệt đối sẽ hù chết bọn họ. Chủ nhân, những người này xử trí như thế nào? Gã béo hỏi. Chờ chút, bọn họ xưng hô với nữ nhân này là gì? Chủ, chủ nhân, lính đánh thuê là một phần của đoàn lính đánh thuê chỉ là quan hệ khách hàng với ông chủ tuyên bố nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không xưng hô với người thuê mướn mình là chủ nhân nữ nhân này lại có thể thu phục năm cao thủ cao cấp nhất của đoàn lính đánh thuê kỳ lân chuyện này làm sao có thể ba tên lính đánh thuê nhìn nhau đều thấy được trong mắt nhau là sự kinh hoàng tột độ hố lửa nơi này là hố lửa cái này con miệng nó quả thật chính là địa ngục chủ nhân chủ nhân đem bọn họ cho kiều kiều có được hay không? Tiểu loli làm núng, diệp oản oản liếc mắt nhìn tô tôm hùm nhỏ trong tay gã béo, thấy ngay cả một giọt nước sốt cũng đều không hề rơi vãi, thuận miệng khoát tay một cái nói, vậy đi. Không, không muốn. Ba tên lính đánh thuê trực tiếp sợ đến choáng váng. Năm người này thoạt nhìn giá trị vũ lực cao nhất chắc chắn là nam dâu cùng nam tóc dài luôn luôn hành động chung. Trên thực tế đáng sợ nhất ngược lại chính là tiểu nữ hài nhìn như không có phân nửa lực sát thương rơi vào trong tay nàng nhất định chính là sống không bằng chết huống chi mới vừa rồi bọn họ còn chọc giận nàng chúng ta cũng chỉ là nhận tiền đi làm thuê sống qua ngày chúng ta cái gì cũng không biết thân phận cố chủ đều được bảo mật cẩn thận mấy vị đều là tiền bối quy định này các ngài cũng biết chúng ta không có nói láo tiền bối tha mạng tiền bối tha mạng chúng ta có mắt như mù Ba người sau khi bị tiểu lô lôi đi, mấy người còn lại cũng đã bắt đầu thu dọn hiện trường. Hoa hồng nhỏ trong vườn hết thảy đều như thường, cứ như là chưa hề xảy ra chuyện gì. Audio điện tử võ tấn bền chương 901, cháu ngoại ta không có khả năng đáng yêu như thế. Thuộc hạ vô năng, thất, thất thủ. Người nói cái gì, nghe được tâm phúc hồi báo, tư minh lễ vô án, không phải nói vạn vô nhất thất sao ở trong đó chỉ có 5 người giúp việc, người phái đến ba lính đánh thuê cấp C đi qua, làm sao lại có thể sẽ thất thủ. Tâm Phúc nơm nớp lo sợ mở miệng, trong tòa tiểu lâu kia quả thật chỉ có 5 người giúp việc. Thế nhưng tất cả 5 người đều là cao thủ, hơn nữa, vô cùng có khả năng cũng là lính đánh thuê. Hơn nữa cấp bậc ở trên ba người kia. Phế vật, người sớm làm cái miệng gì, đến bây giờ mới nói với ta 5 người kia là lính đánh thuê. Tư Minh lễ giận đến gần chết, thậm chí ngay cả tin tức trọng yếu như vậy cũng đều không tra ra được. Hiện tại không chỉ sự tình không có hoàn thành, còn bứt dây động rừng, nếu như bị người ta biết, mặt mũi của hắn sẽ bị vứt sạch. Một bên khác, tư giật khiêm sắc mặt hơi trầm xuống, lần này đúng là chúng ta chủ quan, nhìn dáng dấp, thực lực năm người kia không thể khinh thường. Bằng vào nhân viên trước mắt chúng ta có thể điều động, e là không làm gì được nữ nhân kia. Tư Minh Lễ cả giận nói, chẳng lẽ cứ để như vậy. Tư giật khiêm suy tư nói, tự nhiên không có khả năng. Nếu đều đã làm rồi, nào có đạo lý bỏ dở nửa chừng. Cha, nếu đã vạch mặt rồi, chúng ta cũng không cần cố kỵ gì. Chỉ bằng ngài đi mời Eric tiên sinh hỗ trợ, xem hắn có thể điều mấy người qua hay không. Con tin Eric nhất định sẽ tình nguyện hỗ trợ. Từ mình lễ nghe xong ánh sáng lạnh lẽo nơi đáy mắt chợt hiện, người nói không sai. Hiện tại đã không còn gì phải che giấu. Nếu như Eric tiên sinh chịu ra mặt, tuyệt đối không tí sơ hở nào. Dù sao với thực lực trước mắt của chúng ta, chỉ có thể mời được người cấp C trở xuống. Nhiệm vụ trên cấp C không phải chỉ cần tiền liền có thể tuyên bố, còn có quá trình nghiệm chứng tư cách người thuê cực kỳ nghiêm khắc. Cái nữ nhân đáng chết này, cho là đây chính là toàn bộ thực lực của hắn sao? Chỉ cần vài tên lính đánh thuê đẳng cấp cao liền có thể bảo vệ nàng. cách ngồi đáy giếng mà thôi. Khách sạn Candy. Miệng nó mắt chó của ta. Nhiếp vô danh dòm tiểu tử đang đứng ở trước gương, thiếu chút nữa bị hình tượng của hắn làm cho mê muội. Thật sự là, vô cùng đáng yêu. Không thể không nói, mặc dù vị tiểu tổ tông này tính tình quả thực là ác ma, nhưng bộ dáng tinh xảo đẹp đẽ, phấn điêu ngọc chắc thực sự là quá sức dối lừa, thực sự là muốn đưa ngón tay giờ dẫm gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia a à a à à. Nhiếp vô danh đã tự nguyền rủa không biết bao nhiêu câu mới ổn định lại tâm tình của mình, không nên làm sự tình muốn chết như vậy. Tiểu ma đầu, cậu Nhiếp Vô Danh, ai, làm sao rồi bảo bảo? Nhiếp Vô Danh bị kêu to lập tức trả lời, trong nháy mắt khi mở miệng, ngữ khí vẫn là không tự chủ được mềm đi vài phần. Thật là nhan sắc quyết định tất cả mà. Tiểu ma đầu, sau khi dẫn ta đến, ngươi liền có thể đi. Nhiếp Vô Danh không hiểu tại sao. Tiểu ma đầu, với sự thông minh của ngươi, nếu như lúc đó nói nhầm sẽ ảnh hưởng tới ấn tượng đầu tiên của mẹ đối với ta. Nói bóng gió, đừng kéo chân sau của ta. Cậu nhiếp bị ghét bỏ vì cản trở. Đáng, yêu, cái, rắm. Hắn biết ngay mà, cháu của hắn không có khả năng đáng yêu như thế. Tiểu Ma đầu dừng một chút, tiếp tục mở miệng, người xác định cô gái ngày đó ta nhìn thấy trong video là mẹ ta. Không sai không sai, chính là nàng, sao.SAO .sao rồi? Nhiếp Vô Danh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chẳng lẽ tiểu ma đầu nhìn ra cái gì, hay là không hài lòng, không thích người ta? Tiểu ma đầu mặt không thay đổi mà mở miệng, không có gì, đi thôi. Nhiếp Vô Danh cũng không biết là có phải do mình thấy bị ảo giác hay không, sau khi nghe được hắn khẳng định trả lời, khuôn mặt băng sơn của tiểu ma kia dường như nhu hòa đi không ít. Chương 902, người không nên trêu chọc. Đêm khuya, biệt thự ngoại ô từ Minh Lễ sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, nhìn về phía Tư Giật Khiêm ở bên cạnh nói, nhiệm vụ lần này đã có lính đánh thuê tiếp theo. Nghe xong, Tư Giật Khiêm cười nói cha, ngài cũng không cần tức giận như vậy. Chuyện lần trước, bất quá chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Hừ, tư Minh Lễ hừ lạnh một tiếng nặng nề, chợt hướng về Tâm Phúc bên cạnh mở miệng nói, điều tra rõ ràng cho ta chưa? Tốt nhất đừng như lần trước, ngay cả việc bên người nữ nhân kia có lính đánh thuê bảo vệ cũng không biết. Điều tra rõ ràng, chán của tên tâm phúc kia thấm ra một giọt mồ hôi lạnh, thận trọng nói, mấy tên thủ hạ kia của Diệp Oản Oản là lần trước nàng từ nước ngoài mang về. Nhưng cụ thể là mời tới để hộ vệ hay làm gì, chuyện này hiện tại vẫn chưa rõ ràng lắm. Tức giận, tư minh lấy hướng về tư giật khiêm nói, người nói xem, mấy tên lính đánh thuê kia có quan hệ gì với tiểu tử tư giả hàn không? Ý của phụ thân nói là, là tư dạ hàn mời tới bảo vệ nữ nhân kia, tư giật khiêm sau khi trầm tư một lát mới mở miệng. Không sai, tư minh lễ chân mày nhíu lên, nếu quả thật là như vậy, chuyện đó đủ để chứng minh tư dạ hàn đối với chúng ta đã sớm có đề phòng. Người nói xem có phải là kế hoạch của chúng ta cùng Eric tiên sinh đã bị tiểu tử kia phát giác. Nghe tư minh lễ lo âu, tư giật khiêm lại cười nhạt, lắc đầu một cái cha, không có khả năng cao với năng lực của Eric tiên sinh, tuyệt đối sẽ không để cho tư giả hàn nhận ra được cái gì. Lùi một bước lại nói, cho dù tư giả hàn phát giác ra, hắn cũng sẽ không mời mấy tên lính đánh thuê từ nước ngoài tới bảo vệ Diệp Oản Oản, mà sẽ đem ả buộc ở bên người. Tuy nói như thế, nhưng tư minh lễ lại luôn cảm thấy có chút không an tâm, tuy nói năng lực cùng thủ đoạn của Eric tiên sinh không thể nghi ngờ, nhưng thủ đoạn của tên tiểu tử tư giả hàn kia cũng vô cùng đáng sợ. Cha không cần quá mức lo lắng, cho dù là tư giả hàn đã phát hiện rồi cùng lắm thì chúng ta liền hoàn toàn vạch mặt cuộc chiến này có eric tiên sinh tham dự ai thắng ai thua còn chưa biết được ngược lại con cảm thấy thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta tư giật khiêm cười nói nói tới eric tư minh lễ mới thu liếm hoàn toàn tâm tư vừa rồi vào trong lòng hắn hơi hoài nghi thủ đoạn cùng năng lực của người kia thật sự không thể dùng lẽ thường để phán đoán hơn nữa tư giả hàn tuyệt đối không có khả năng biết được rằng trên thế giới này, vẫn còn có Eric tiên sinh tồn tại. Hừ, tư giả hàn, người trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Trò chơi mới bắt đầu, chúng ta từ từ chơi tiếp. con người từ mình lễ lé lên hàn quang, lạnh giọng cười một tiếng. Trong lúc nói chuyện, tâm phúc hướng về phía ngoài cửa, chợt nhẹ giọng nói, bọn họ tới rồi. Rất nhanh, mấy tên nam tử áo đen chậm rãi đi vào trong phòng khách. Người cầm đầu, tóc hoa dâm, tuổi tác thoạt nhìn bất quá chỉ 27 đến 28 tuổi, tướng mạo tuy có vẻ đường đường, nhưng trên trán lại lộ ra một nét tà khí, nhìn không giống lính đánh thuê chút nào. Xin chào, ta là Tư Minh Lễ. Tư Minh Lễ lập tức tiến lên, hướng về nam tử cầm đầu nói. Tư tiên sinh, nhiệm vụ lần này là do Eric tiên sinh tuyên bố. Ta đại khái đã hiểu rõ, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Đường Long, là phân đội trưởng của đoàn lính đánh thuê Long Âm đường long đưa tay phải ra, cùng tư minh lễ bắt tay một cái. Ha ha, nguyên lai like là đường long đội trưởng, sớm đã nghe danh, hôm nay gặp mặt, vô cùng vinh hạnh. Đường long đội trưởng tuổi còn trẻ mà đã bước vào tầng thứ này, thật là phi thường. Nhanh nào, mời vào bên trong, biết được các vị buổi tối sẽ tới, tư mỗ đã tự chủ trương, chuẩn bị một chút gia yến, mong đường long đội trưởng cùng các vị huynh đệ nể mặt. Tư minh lễ cười nói chương 903, chắc ăn. Trên bàn ăn, đường long phân biệt nhìn về phía tư minh lễ cùng tư giật khiêm, lễ phép mở miệng, đối với tình huống mục tiêu lần này, chúng ta đã có điều tra và hiểu rõ. Đường long huynh đệ nói xem, mấy tên bên cạnh nữ nhân kia cũng là lính đánh thuê. Tư giật khiêm hỏi, đúng thế, đường long gật đầu một cái, chợt lấy ra một bộ tài liệu, mang đôi kính gọng vàng vào, đem tài liệu mở ra, đúng như vậy. Bên cạnh mục tiêu tổng cộng có 5 người bảo vệ, cũng là lính đánh thuê. Thủ lĩnh được gọi là Khương Lão Quỷ, thành viên nòng cốt có bốn vị, ba nam một nữ, Tống Cường, Đường Bân, Hải Địch, Kiều Kiều. Trong đó, thân thủ của Kiều Kiều là tốt nhất, tinh thông nhiều kỹ thuật giết người nhất. Hơn nữa lòng giả ác độc, đã làm thịt hơn 100 nhân mệnh trong tay, vô cùng tàn nhẫn. Nghe được lời này, từ Minh lễ cùng tư giật khiêm hai người không khỏi nhìn về cái người giờ phút này ra vẻ hào hoa phong nhã, tư văn hữu lễ đường long, ngay cả tên gia hỏa này còn nói người kia rất tàn nhẫn. tuổi còn trẻ mà đã trở thành lính đánh thuê cấp a, danh khí và đàn em thậm chí còn cao và nhiều hơn cả đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Long Âm, là chủ lực và át chủ bài của đoàn đội. đừng bị lừa bởi sự lễ phép lịch sự của Đường Long hiện tại, hắn chính là hạng người mười phần độc ác. đương nhiên, Tư Minh lễ chẳng qua chỉ nghe nói tới Đường Long và một vài sự tích của hắn, nhưng cũng là tin vỉa hè. về phần thật giả, có trời mới biết. Mấy người kia là một phần của đoàn lính đánh thuê Kỳ Lân. Ở thời kỳ đỉnh cao, đoàn lính đánh thuê Kỳ Lân từng nhận lấy 7 nhiệm vụ cấp S, hoàn thành 2 lần, cho nên chỉ được xếp vào hàng ngũ đoàn lính đánh thuê cấp A. Thời điểm lần trước vận chuyển một kiện hàng hóa ở nước ngoài, những người thuê bọn họ có thể nói là hạng người cùng hung cực ác, độ khó nhiệm vụ cũng không hề thấp. Vậy, Tư Minh lễ hơi nghi hoặc một chút, không biết Đường Long có ý gì. Tư tiên sinh ta yêu cầu tăng thêm chi phí thuê lên một phần ba nếu như tư tiên sinh đáp ứng ta sẽ lập tức chấp hành nhiệm vụ lần này còn nếu như tư tiên sinh không đáp ứng hôm nay mọi người coi như là kết giao bằng hữu đường long đem tài liệu khép lại nhẹ giọng cười nói nghe lời ấy của đường long tư minh lễ nhướng mày một cái tiền thuê đã sớm thỏa thuận xong nhưng tên đường long này lại không nói quy củ chút nào lại muốn lâm thời tăng giá ha ha được đường long huynh đệ quả nhiên là một người thẳng thắn. Được, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ tăng thêm tiền thưởng cho ngươi ba phần. Tư Minh Lễ tuy vừa nói vừa nén giận trong lòng, nhưng chuyện đã tới nước này cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Được, nếu Tư Tiên Sinh đã đáp ứng, vậy hợp đồng này làm phiền ngài ký tên. Lúc này, Đường Long lấy ra một hợp đồng dịch vụ cho thuê sát thủ. Nhìn thấy bản hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn, khóe miệng Tư Minh Lễ hơi hơi co rút lại. Xem ra, tên đường long này đã sớm nắm chắc ngay cả hợp đồng đều đã chuẩn bị trước sắc mặt tư minh lễ hơi có chút âm trầm chợt đứng dậy ký hợp đồng tư tiên sinh hết sức xin lỗi con người của ta coi trọng nhất là hợp đồng dù sao thỏa thuận miệng cũng không chắc ăn bằng hợp đồng đường long đem hợp đồng thu hồi nhẹ giọng cười nói loại hợp đồng này đương nhiên không có bất kỳ ý nghĩa pháp luật nào chỉ bất quá liên minh công hội lính đánh thuê lại bảo chứng bất kỳ bên nào ký kết hợp đồng với lính đánh thuê, nếu không thực hiện các điều khoản trong hợp đồng, liên minh công hội lính đánh thuê liền sẽ ra mặt giải quyết. Cáo từ. Ngay sau đó, Đường Long sửa sang lại quần áo, mang theo mấy vị lính đánh thuê, đứng dậy rời đi. Đường Long huynh đệ, ta cần người sống." Tư Minh Lễ luôn miệng nhắc nhở. "Được rồi Tư tiên sinh, ta hiểu rồi." Đường Long gật đầu, cũng không quay đầu lại, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Hồng Hoa tiểu lâu. Chủ nhân, chủ nhân, hôm nay ta lại phát minh ra một món ăn mới, xin ngài nếm thử một chút cái này, Phượng vĩ hỏa hà sao? Đây không phải là ta khoe khoang, người bình thường thật đúng là không được ăn. Sao tôm lửa đuôi phượng? Gã béo bưng một khay lớn toàn tôm màu đỏ rực, đi tới bên người Diệp Oản Oản, sau đó đem tạp dề gỡ xuống, đặt khay tôm lên bàn ăn. Chương 904, qua đây ăn. Diệp Oản Oản nhìn khay tôm lớn gần trước mặt, sờ sờ cái bụng đang sôi sùng sục của mình, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Chỉ bất quá, lý trí nói cho nàng biết, nàng không thể ăn hết như vậy. Hai ngày nay nàng đã ăn quá no. Nhưng, Diệp Oản Oản xít lại gần khay tôm cả sắc, hương, vị đều đủ, nhẹ nhàng khẽ ngửi, thật là thơm. Kiều Kiều, người qua đây ăn. Diệp Oản Oản nhìn tiểu Loli nằm một bên đang mê mẩn xem phim bộ, nhịn đau mở miệng la lên. Chủ nhân, em không ăn sẽ mập." Kiều Kiều tỏ vẻ tội nghiệp nhìn về phía Diệp Oản Oản. Lúc này, lão quản gia đi vào, thuận miệng nói, "Chủ nhân, ta ngày hôm nay có thấy có một tên tiểu hài tử, một mực đang quanh quẩn phía bên ngoài nhà, không biết là con cái nhà ai." "Tiểu hài tử, đoán chừng là của gia đình hàng xóm ấy mà." Diệp Oản Oản nghe vậy cũng không hề để ý. Còn không đợi lão quản gia mở miệng nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền tới "Pang, pang" hai tiếng động lạ là tiếng súng, lúc này, con người hung ác của lão quản ra hướng về cánh cửa nhìn ra ngoài. Tiểu lô ly cùng đầu bếp béo lập tức đứng dậy, trở về phòng của từng người. Bất quá chỉ chốc lát, lại quay trở lại phòng khách. Có chuyện gì xảy ra? Nam tóc dài cùng nam dâu sau khi nghe được tiếng súng, cũng lập tức xông vào phòng khách. Chỉ sợ là nhằm vào chúng ta mà tới. Tiểu lô ly mở miệng. Phòng trừng vẫn là cùng một nhóm người, Tống Cường, Đường Bân, hai người các người bảo vệ tốt chủ nhân, ba người chúng ta đi ra xem một chút. Lão quản gia hạ lệnh. Được. Nam dâu gật đầu một cái, yên tâm đi, có cường ca ca ở địa phương này tỏa chấn, ai dám qua đây, ta liền đem đầu hắn đánh dụng. Cường ca, ca thật giỏi, thật là lợi hại. Nam tóc dài nhìn nam dâu, mặt đầy vẻ sùng bái. Đó là tất nhiên rồi, ngươi cũng không nhìn một chút cường ca của ngươi là người nào. Nam dâu cười lạnh một tiếng. Trong lúc nói chuyện, gã béo, Khương lão quỷ cùng tiểu loli ba người lập tức xông ra ngoài. Cơ hồ chỉ trong chốc lát, bên ngoài truyền tới một trận thanh âm đánh nhau, sau đó là âm thanh rượt đuổi. "Hừ, thật là một đám chó con chưa mở mắt, lại chạy đến nơi này tìm chết." Nam Dâu nói. "Có cường ca ở chỗ này, những người đó cũng là tìm chết đấy." Nam tóc dài sùng bái nói. Diệp Oản oản nhíu chân mày sâu hơn, chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy. Trước đó đã có mấy tên lính đánh thuê xuất hiện, hiển nhiên là nhắm vào mình mà tới, khả năng có quan hệ với đám khương lão quỷ cùng tiểu ly không cao. Nguyên bản, Diệp Oản oản định nói chuyện này cho Tư Giả Hàn biết, nhưng bất quá, trước mắt Tư Giả Hàn vẫn còn đang ở nước ngoài. Sợ là sau khi hắn biết được sẽ lập tức về nước, chế nãi chính sự, cho nên mới không mở miệng. Xin hỏi, có ai ở nhà không? Bỗng nhiên trong lúc đó, bên ngoài truyền tới một tràng tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cùng với một giọng nam trẻ tuổi. Chủ nhân, nam dâu nhìn về phía Diệp Oản Oản. Đi mở cửa đi, Diệp Oản Oản sau khi trầm tư một lát, chợt mở miệng nói. Vâng, nam dâu lập tức đi lên phía trước, đem cửa phòng mở ra. Đứng ở ngoài cửa là mấy tên nam nhân áo đen, người cầm đầu có dáng vẻ khoảng tầm 27 đến 28 tuổi, tóc cũng đã hoa dâm, mang theo một đôi kính mắt gọng vàng, thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Mấy người các ngươi ở lại bên ngoài, Đường Long nhìn về mấy vị lính đánh thuê ở phía trước người, sau đó một thân một mình đi vào phòng khách. Ngươi là người nào? Thấy Đường Long một người một ngựa đi vào phòng khách, nam tóc dài lạnh giọng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác. Nghe tiếng, trên mặt Đường Long nở nụ cười hiền lành, nhẹ giọng trả lời, "Chào các ngươi, xin cho phép ta tự giới thiệu một chút, ta gọi là Đường Long, là một đội trưởng của đoàn lính đánh thuê Long Âm." Chương 905, ta trả gấp đôi. Đoàn lính đánh thuê Long Âm, Đường Long. Nghe Đường Long tự giới thiệu mình, nam dâu cùng nam tóc dài thần sắc kinh hãi. Đoàn lính đánh thuê Long Âm cũng không đáng sợ, bên trong đoàn lính đánh thuê này có một vị gọi là Đường Long đội trưởng, chính là. Nam tóc dài cùng nam dâu cũng không ngốc, từ một khắc này trở đi khi Đường Long xuất hiện, bọn họ liền biết được bọn họ gặp phải chuyện gì. Ta giết chết ngươi. Cơ hồ trong chốc lát, nam dâu đưa tay ra chộp về phía Đường Long chỉ cần có thể khống chế được đường long như vậy liền chẳng có chuyện gì nhưng nam dâu còn chưa kịp tiếp cận đã thấy thân hình đường long hơi hơi lách qua một bên thẳng tắp nâng đùi phải lên bạch bên trong đại sảnh truyền tới một tiếng xé gió chỉ thấy đường long vẫn đút hai tay trong túi quần đùi phải lại tung ra tàn ảnh lóe lên nhanh đến cực hạn thậm chí nam dâu còn không biết được có chuyện gì xảy ra cả thân người đã bị một lực đạo lớn đến mức khó có thể hình dung đụng phải bay ngang ra ngoài. Ngươi dám đánh cường ca của ta. Thấy vậy, nam tóc dài tức giận hét lớn, vỗ một trưởng hướng về đường long đánh tới. Xin lỗi, ta cũng không thích đánh nhau, cho nên, phiền ngươi đừng tiếp tục giao thủ. Đường long đứng chắp tay, đứng tại chỗ, chẳng qua là thân thể hơi hơi chấp động. Tóc dài đánh ra mấy chục trường, đều bị đường long nhẹ như mấy gió tránh được, thậm chí ngay cả một cọng lông tóc của đường long cũng không thể bị đụng tới. Người tìm chết, nam tóc dài mặt đầy tức giận, tên đường long này, đang làm nhục mình sao? Thế công sở trường càng ngày càng mãnh liệt, đường long từ trong miệng khẽ than thở một tiếng, chợt lại dùng động tác nhanh đến không kịp nhìn, cánh tay phải vung cùi trỏ, đã hung hăng đánh vào trên mặt nam tử tóc dài. Một giây kế tiếp, nam tóc dài cùng nam dâu giống nhau như đúc, đều văng lên, bị đánh bay ra xa. Ngươi, người nhất định phải chết đường long chỗ này không phải là chỗ ngươi có thể tới người đắc tội chủ nhân thời điểm nam dâu vẫn còn đang lải nhải không ngừng đường long đã không nhịn được xua xua tay để cho thủ hạ đem hắn tóm lấy kéo ra bên ngoài xin lỗi làm dơ phòng của ngươi đường long xoa xoa vết máu trên tay sau đó hướng về diệp oản oản khom lưng để bày tỏ sự áy náy là ai phái các ngươi tới diệp oản oản nhìn về phía đường long lạnh giọng mở miệng diệp tiểu thư cái này thuộc về cơ mật của nhiệm vụ đối với thân phận cố chủ dựa theo quy tắc thông thường chúng ta cần phải giữ bí mật cho nên không có cách nào cùng diệp tiểu thư nói rõ ràng hy vọng diệp tiểu thư đừng để ý đường long lễ phép nói cố chủ của ngươi ra giá bao nhiêu tiền ngươi giúp ta đem hắn làm thịt ta trả gấp đôi diệp oản oản nói thân thủ của người này ngay cả diệp oản oản cũng không thấy rõ tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Diệp Oản Oản cũng biết tự lượng sức mình, với khả năng của mình, không có khả năng sẽ là đối thủ của tên đường long này. Nhưng mà, lính đánh thuê tiếp nhận nhiệm vụ, bất quá chỉ là vì tiền, chính mình có thể trả nhiều hơn là được rồi. Ha ha, lời của Diệp Tiểu Thư, đích xác rất khiến người ta động tâm, chỉ bất quá, có chút vi phạm quy củ nghề này của chúng ta. Đường Long nhẹ giọng cười nói. Ta trả gấp ba, Diệp Oản Oản nói. Diệp Tiểu Thư, Thật xin lỗi, cái vấn đề này không phải là tiền." Đường Long lắc đầu một cái. "Bốn lần." Diệp Oản Oản đưa ra bốn ngón tay. "Đáng tiếc, ta đã ký hợp đồng, nếu không, có lẽ sẽ thật sự đáp ứng Diệp tiểu thư." Đường Long tỏ vẻ rất là bất đắc dĩ. Hắn nếu như dám trở mặt, Liên Minh Công hội Lính đánh thuê tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. "Gấp năm lần, đây là giá cực hạn rồi." Diệp Oản Oản nói. "Như vậy đi." Nếu như là Diệp Tiểu Thư lần này có thể sống sót, sau đó ta tình nguyện cùng Diệp Tiểu Thư hợp tác. Nhưng lần này, Đường Mỗ không thể ra sức, Đường Long nói. Chương 906, hai tử đột nhiên xuất hiện. Diệp Oản oản trong lòng hiểu rõ, loại người giống như Đường Long, thân là lính đánh thuê, ngược lại cũng không phải là nhắm vào mình, chẳng qua chỉ là nhận nhiệm vụ mà làm việc thôi. Hơn nữa bản hợp đồng có chữ ký do liên minh lính đánh thuê bảo vệ. Đừng nói là mình trả cho Đường Long Thù Lao nhiều hơn gấp năm lần, cho dù là nhiều hơn gấp 10 lần, chỉ sợ Đường Long cũng chưa chắc có thể đáp ứng. Vậy là không có phương pháp nào khác rồi hả? Diệp Oản Oản nhìn về phía Đường Long, mở miệng hỏi. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Đường Long lại lắc đầu một cái, nhẹ giọng mở miệng nói, "Diệp tiểu thư, hết sức xin lỗi, ta là lính đánh thuê, chỉ có thể dựa theo ý tứ cố chủ mà hành sự." Chỉ bất quá, Diệp tiểu thư cũng không cần phải lo lắng bên thuê bảo để lại người sống, cho nên ta sẽ không làm tổn thương Diệp tiểu thư. Ba vị bằng hữu kia của ta thì sao? Diệp oản oản hỏi, trong lòng không khỏi lo âu cho sự an nguy của Kiều Kiều cùng Khương Lão. Thứ người như đường long, nhìn một cái liền biết không phải là hãng đơn giản. Diệp tiểu thư, ba vị lính đánh thuê phía trước, đã bị người của ta dẫn đi. Diệp tiểu thư cũng không cần mong đợi bọn họ quay trở về cứu ngươi. Cho dù là bọn họ trở lại, cũng bất quá chẳng qua là bắt nhiều thêm mấy người mà thôi đường long cười nói nghe đường long nói như vậy diệp oản oản lập tức hoàn toàn yên tâm nàng cũng không hy vọng mấy người tiểu lô ly cùng khương lão quỷ bởi vì chính mình mà lún vào vũng bùn có thể thả hai người vừa rồi ra được không diệp oản oản lấy giọng điệu con buôn cò kè mặc cả nghe xong đường long lại lắc đầu một cái diệp tiểu thư hết sức xin lỗi chuyện này không làm được giờ phút này Diệp Oản Oản theo bản năng hướng về điện thoại di động phía trước nhìn lại. Chuông điện thoại di động vang lên, tiếng chuông có chút đặc thù, Diệp Oản Oản có nhớ đây là chuông riêng mình đặt cho đám người nhiếp vô danh cùng nhất chi hoa. Nếu như nàng có thể nhận được cuộc gọi này, để cho mấy người nhiếp vô danh biết được tình trạng phát sinh ở nơi này. Chỉ sợ, đến lúc đó vô luận là vì ngoại quốc rời gạch, hoặc là đạo hữu coi bói, cũng có thể tùy tiện đem nhóm người Đường Long này chấn nhiếp, buộc phải rời đi chỉ tiếc hiện tại Diệp Oản Oản lại không có bất cứ cơ hội nào có thể nhận được cuộc điện thoại gọi đến này. Diệp Tiểu Thư, người nói xem, người tự nguyện đi theo ta, hay là muốn ta ra tay? Dĩ nhiên, ta hy vọng Diệp Tiểu Thư ngươi vẫn có thể phối hợp một chút, đường mỗ vốn cũng không thích động thủ. Đường Long nhìn Diệp Oản Oản cười nói. Nghe được lời này, Diệp Oản Oản gật đầu, nói, được, hôm nay ta liền đi theo ngươi. Tên đường Long này, chỉ từ việc vừa rồi trong nháy mắt đem Tống Cường cùng Đường Bân đánh bại, liền không khó nhìn ra, người này là một siêu cấp cao thủ. Bọn họ lấy sức hai người đối mặt với Đường Long, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Hơn nữa, với nhãn lực của Diệp Oản Oản, thời điểm Đường Long đánh bại hai người họ, e rằng căn bản cũng không hề đánh nghiêm túc. Lực chiến đấu chân chính của Đường Long, ít nhất là gấp 10 lần đám lính đánh thuê ra tay lần trước. Được rồi, đa tạ Diệp tiểu thư phối hợp. Đường Long trước là đối với Diệp Oản Oản nói một tiếng cảm ơn, chợt thân hình hơi hơi tránh sang một bên, không người đưa cánh tay ra, làm ra một tư thái xin mời. Ngay sau đó, Diệp Oản Oản dưới cái nhìn chăm chú của Đường Long, hướng về cánh cửa đi ra ngoài. Bên ngoài phòng khách, Đường Bân cùng Tống Cường đã bị bắt lên xe, Diệp Oản Oản thì đang dưới sự trông chừng của Đường Long, lên một chiếc xe khác. Nhưng thời điểm đoàn người Đường Long dự định rời đi, ánh mắt một tên lính đánh thuê liếc xéo qua, đột nhiên nhìn thấy trong sân chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một đứa bé trai. Bộ dáng đứa bé kia ước chừng khoảng tầm 4-5 tuổi, tướng mạo vô cùng bắt mắt, mặc dù là một tiểu nãi hoa phấn điêu ngọc trác, nhưng ánh mắt lại khiến hắn cảm thấy một trận lạnh lẽo, tuyệt đối không phải độ tuổi này có thể nắm giữ. Đứa nhỏ này, các ngươi là ai? Trong lúc lính đánh thuê đang hoài nghi, bé trai lạnh lùng liếc nhìn hắn, chủ động mở miệng hỏi chuyện chương 907, hy vọng con là người nhà của ta. Thấy lính đánh thuê không nói lời nào, tầm mắt cậu bé quét qua ký hiệu hình xăm bên cổ của hắn, như cũ lầm bầm lầu bầu mở miệng, đoàn lính đánh thuê long âm. Lính đánh thuê nghe vậy, nhất thời mặt đầy ngạc nhiên, một tên tiểu nãi hoa 4, 5 tuổi, lại có thể nhận ra ký hiệu của đoàn lính đánh thuê long âm. Nhất định là hắn nghe lầm rồi. Căn cứ theo điều tra của bọn hắn, trong nhà này không có tiểu hài tử đứa nhỏ này làm sao sẽ đúng vào lúc này xuất hiện ở nơi này thôi kệ để phòng ngừa vạn nhất mang đi lại nói lính đánh thuê kia lúc này mới tiến lên một tay đem đứa bé kéo qua ném vào trong xe thằng bé trai không biết có phải là bị dọa sợ đến choáng váng hay không không khóc cũng không náo ngoan ngoãn mặc cho hắn đem chính mình bắt vào trong xe tại địa phương lính đánh thuê không thấy được âm thầm có hai thân ảnh chớp nhoáng đứng dậy đang muốn động thủ lại bị đứa bé trai dùng một ánh mắt bước lui, lại một lần nữa ẩn nấp vào trong góc tối. Đội trưởng, ta mới vừa bắt một đứa bé trai, nó trống rỗng xuất hiện tại trong tiểu lâu. Ta, nguyên bản tên lính đánh thuê kia còn muốn xin phép đối với đường Long một chút, không biết sao đường Long đã sớm leo lên một chiếc xe ở trước nhất. Cũng tại thời điểm hắn xin phép, đã nhanh chóng rời đi, để cho hắn ăn đầy một miệng khói xe. Mà vào giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn cậu bé bỗng nhiên bị người ta ném lên xe, không khỏi sửng sốt một chút. Những người này không phải là tìm đến mình à, vì sao còn bắt cả hai tử? Từ? Chưa từng nghe nói qua lính đánh thuê còn làm thêm nghiệp vụ bắt cóc tống tiền, kiếm thêm thu nhập à nha. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia của đường long, cũng không giống như loại lính đánh thuê thích làm, nghiệp vụ, này. Vậy, đứa bé trai này là có chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản vốn là đang suy nghĩ xem có chuyện gì xảy ra, rất nhanh tất cả sự chú ý đều bị hấp dẫn bởi tên tiểu tử ở trên người mình này. Chỉ thấy tiểu nãi hoa hoa kia trên người mặc một bộ âu phục nhỏ màu xinh ngọc sáng ngời, thắt nơ hồng. Bờ hông hắn thẳng tắp, một đôi mắt sách xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, đôi mắt hơi hơi dương lên theo một đường cong, lộ ra một cổ phách lối cùng kiêu ngạo. Lại cộng thêm sống mũi rất cao, đôi môi mong mỏng khẽ mím, quả thực sự là vô cùng đẹp đẽ đáng yêu tựa như ngọc tuyết vậy. Đứa nhỏ này, vô luận là khí chất tư thái, đều bất đồng so với trẻ con bình thường. Đó chính là hơi thở cao quý mà chỉ có đại thế gia đỉnh cấp mới có thể bồi dưỡng ra được. Mua -a, a a tiểu nãi hoa này tương lai nếu là trưởng thành, tuyệt đối là cấp bậc hải nước hải dân à nha. Rốt cuộc là tổ hợp bố mẹ nghịch thiên như thế nào mới có thể sinh ra được một đứa bé đáng yêu như thế này cơ chứ? Ách, chờ một chút. Diệp Oản Oản nhìn kỹ một chút, thân sắc đột nhiên ngẩn ra, mải nhìn một thân y phục sáng lán của đứa bé này khiến nàng quên mất làm sao đứa nhỏ này lại cho nàng cảm giác nhìn quen mắt như thế thật giống như đã gặp qua ở nơi nào bất quá càng làm cho diệp oản oản lấm lét chính là phản ứng của đứa bé này vì sao sau khi bị ném lên xe lại bình tĩnh như vậy đồng thời khi diệp oản oản đang quan sát đứa bé kia ánh mắt của tiểu gia hỏa cũng rơi vào trên người của nàng diệp oản oản tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của đứa bé đang nhìn mình ho khan, con là con cái nhà ai? Vì sao cũng bị bắt lên đây? Tiểu nãi hoa nghe vậy, ánh mắt lóe lên, cô không biết ta. Diệp oản oản nháy mắt một cái, à, chúng ta quen biết sao? Bất quá ngược lại càng xem khí chàng này càng quen thuộc. Tiểu nãi hoa nhìn nàng, ánh mắt không dễ dàng phát giác lạnh thêm vài phần, cô cho là, ta nên là con cái nhà ai? Vấn đề này, lại càng kỳ quá chứ. Diệp Oản Oản bị hỏi đến mức mê mang, bất quá. Ngao ô, quá, quá đáng yêu đi, bộ dáng nghiêm mặt càng đầy sức dụ hoặc, làm sao bây giờ? Ngón tay của ta, tại sao dường như muốn mất đi sự khống chế rồi? Dáng nhịn, thấy Diệp Oản Oản không nói lời nào, ánh mắt đen nhánh của đứa bé lại ảm đạm đi một chút. Một lát sau, Diệp Oản Oản rốt cuộc tỉnh táo lại, nghiêng chống cằm, nhìn về phía tiểu nãi hoa ngọc tuyết đáng yêu kia, khẽ mỉm cười mở miệng nói, a à, mặc dù ta không biết con là con cái nhà ai, bất quá. Tỷ tỷ ngược lại thật hy vọng con là người nhà của ta đấy. chương 908, đáng tiếc sinh không ra. Diệp oản oản lời này đúng là nói thật lòng. Nhắc tới cũng kỳ quái, tên tiểu nãi hoa ngồi ở bên cạnh cách nàng chỉ 4 năm bước, lại có thể cho nàng một loại cảm giác đặc biệt thân thiết. Tiểu nãi hoa sau khi nghe được câu trả lời của nàng, dường như sửng sốt một chút, một lát sau nhếch bờ môi mong mỏng phải không diệp oản oản than thở chỉ tiếc là tiểu nãi oa tiếc cái gì diệp oản oản tiếp tục nói đáng tiếc ta làm sao có thể sinh ra hài tử đáng yêu như thế ba mẹ con rốt cuộc là ai có lẽ ta thực sự sinh không ra mà tiểu nãi oa vậy cũng không nhất định diệp oản oản đang theo tiểu nãi oa nói chuyện một tên lính đánh thuê trước mặt đột nhiên hét lớn đối với người ngồi cạnh ghế tài xế ngươi làm cái gì vậy làm sao còn mang theo một đứa trẻ lên xe? Lính đánh thuê bắt hài tử trả lời, đứa bé này không giải thích được mà xuất hiện tại tòa tiểu lâu, có chút cổ quái, cũng có thể có quan hệ gì đó với nữ nhân này. Để phòng ngừa gây thêm rắc rối, cứ bắt trước cũng không sao. Lính đánh thuê đặt câu hỏi nhân mày lại, cuối cùng đối với loại thuyết pháp này cũng không nói gì. Trong khi nói chuyện, xe khởi động, chậm rãi hướng về ngoài ô chạy đi. Ước chừng sau nửa giờ, xe ngừng lại diệp oản oản cùng bé trai bị dẫn vào trong một địa lao bé trai và diệp oản oản bị nhốt ở cùng một chỗ đường bân và tống cường cũng bị trói ở trên một cột sắt bên cạnh diệp oản oản quan sát mảnh hầm giam trước mắt này dường như phong cách cùng ám thất tư ra hơi có chút tương tự là được dùng để nghiêm hình khảo cung đội trưởng đâu một vị lính đánh thuê trong số đó hỏi đội trưởng đã rời đi rồi đi gặp mặt cùng người thuê hoàn thành thanh toán nhiệm vụ này đã sắp hoàn thành, đội trưởng làm sao có thể còn ở lại chỗ này? Có người trả lời. Giờ phút này, nam tóc dài cùng nam dâu nhìn về phía nhà tù diệp oản oản, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc cùng vẻ cổ quái. Cái này làm sao có thể? Nam dâu chân mày nhân lại, chủ nhân của bọn họ có thể là Dead Rose. Dead Rose mà sẽ bị bắt. Nguyên bản bọn họ cho rằng, đường long lần này gây họa, chủ nhân nhất định sẽ giận tím mặt, sau đó đem bọn họ cứu ra. Nhưng mà, bây giờ ngay cả chủ nhân mình cũng bị tóm vào rồi. Chẳng lẽ nữ nhân này, căn bản cũng không phải là Dead Rose? Như vậy bọn họ không phải là thảm sao, bọn họ còn cho là mình tìm ra được một chỗ dựa lớn siêu cấp châu bò đấy. Chẳng lẽ là bị gạt? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu hài này rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Giờ phút này, một tên lính đánh thuê nhìn đứa bé trai bị nhốt ở trong hầm giam, Thần sắc nghĩ mãi không ra. Không bao lâu, lính đánh thuê gọi cho Đường Long một cú điện thoại xin phép. Nguyên bản ý của Đường Long là đem tiểu ma đầu đem thả quách cho rồi, nhưng Tư Minh Lễ lại không chịu. Xuất hiện tại Hồng Hoa tiểu lâu, vậy tất nhiên là có quan hệ cùng Diệp Oản Oản. Căn cứ theo yêu cầu của Tư Minh Lễ, rất nhanh, Song Phương mở ra một cuộc gọi video. Nhìn thấy Diệp Oản Oản trong lồng giam, Tư Minh Lễ cười lạnh không dứt. Nữ nhân này Rốt cuộc rơi vào trong tay của hắn. Tư Minh Lễ, Diệp Oản Oản nhìn vào video, hàn quang trong mắt chợt lóe lên. Lần đầu tiên những thứ lính đánh thuê cấp C kia, Oản Oản đã đoán có thể là Tư Minh Lễ. Nhưng những người tới lần này, lấy thế lực của Tư Minh Lễ, làm sao có thể mời tới được? Chẳng lẽ, đây chính là thế lực phía sau màn của Tư Minh Lễ mà kiếp trước nàng không biết? Không nghĩ tới lần này lại ngoài ý muốn đã lấy được tin tức trọng yếu như vậy ha ha, Diệp Oản Oản, Diệp Tiểu Thư, đương thời chủ mẫu tương lai của tư gia chúng ta, lại gặp mặt rồi. Tư Minh Lễ cười lạnh không dứt mà mở miệng. Tư Thúc Công, vẫn khỏe chứ? Diệp Oản Oản cười nhạt nói. chương 909, ta họ nhiếp. Thấy Diệp Oản Oản tỏ vẻ sao cũng được, Tư Minh Lễ hử lạnh một tiếng, đã đến mức này bây giờ rồi, nữ nhân này lại còn có thể cười ra tiếng. Tư Thúc Công đối với ta quả thật là bỏ nhiều tâm tư nha, đây là lần thứ ba phái ra lính đánh thuê tìm ta rồi đúng chứ? Diệp Oản Oản nói, mấy tên lính đánh thuê cấp C lần trước, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định cũng là đo tư minh lễ gây nên, mà lần đầu tiên, nhờ có nam tử tóc trắng nọ ra tay giúp đỡ, nàng mới có thể chạy thoát. Lần thứ ba, nghe lời này của Diệp Oản Oản, tư minh lễ cũng sửng sốt một chút. Tính luôn cả mấy lính đánh thuê cấp C lần trước, cũng bất quá mới chỉ hai lần mà thôi, ở đâu ra lần thứ ba ta bắt ngươi, bất quá chỉ có hai lần, chỉ sợ là ngươi đã đắc tội người khác, nhiều hơn một lần, cũng không phải là do ta làm. Tư Minh Lễ cười lạnh nói. Lập tức, Diệp Oản Oản nhíu mày lại, quả nhiên. Lời mới vừa rồi của nàng chẳng qua là dò xét Tư Minh Lễ mà thôi. Bây giờ, mình cũng rơi vào trên tay Tư Minh Lễ, hắn căn bản cũng không cần phải lừa gạt mình. Có vẻ suy đoán của nàng không sai, lần được nam nhân tóc trắng cứu lần đó, quả thật không phải là do tư minh lễ làm. Hiện tại lại loại bỏ được thêm một đối tượng khả nghi, người lần đó, kết quả sẽ là ai? Đúng rồi, tên tiểu hài tử xuất hiện ở tại phụ cận hồng hoa tiểu lâu, rốt cuộc xử lý như thế nào? Một vị lính đánh thuê mở miệng hỏi. Giết đứa bé kia đi là được rồi, tư minh lễ không chút do dự thuận miệng trả lời. Giết! Nghe tiếng này, mấy vị lính đánh thuê đều sửng sốt một chút. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng giết hài tử bé trai kia, bất quá mới chỉ có vẻ 4, 5 tuổi mà thôi. Lúc này, tư giật khiêm ung dung thong thả đi đến phía trước đoạn video, hướng về thằng bé trai trong lồng giam nhìn lại, cười nói các vị cũng biết, loại chuyện này cũng không nên để tiết lộ ra ngoài. Trực tiếp xử lý dứt điểm trung quy vẫn là tốt hơn. Nếu như xảy ra chuyện rắc rối gì, nhiệm vụ của các người thất bại, ngay cả một phân tiền cũng đều không lấy được. Được rồi. Nghe đến đó, tên lính đánh thuê nọ gật đầu một cái, lúc này tay cầm dao găm, đem lồng giam mở ra. Dừng tay, mục đích của các ngươi là ta. Ta cùng đứa nhỏ này không có bất cứ quan hệ nào, ta cùng với hắn cũng hoàn toàn không quen biết, một điểm này các ngươi có thể tự kiểm chứng. Diệp Oản Oản thấy vậy, đáy mắt nhất thời toát lên băng hàn, đồng thời âm thầm dùng sức phá vỡ trói buộc ở cổ tay phía sau. Mới vừa rồi từ trong miệng những người này nói nàng mới biết được, đứa nhỏ này nguyên lai không phải là do bọn họ cố ý chụp tới, mà là bởi vì xuất hiện tại phụ cận mới bị mang tới cùng nàng. Nhưng không nói lời nào, đứa bé kia đã bị bắt đi ra ngoài. Chỉ thấy, trên gương mặt của tiểu nãi hoa kia không hề có bất kỳ biểu lộ gì, lãnh đạm nhìn về phía tư giật khiêm trong video, không biết sống chết. Tư giật khiêm nghe được bốn chữ này, nhất thời sướng sờ, tiểu tử, người nói cái gì? Ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp một người dám trắng trợn nói muốn giết ta tiểu nãi hoa từng chữ từng chữ nói. Nghe lời này, đường bân cùng Tống Cường ở một bên đang xoắn cả lên xem chỗ dựa của mình có phải là giả hay không, bỗng đột nhiên sắc mặt trở nên quái dị. Tiểu hai từ này, có phải là xem phim điện ảnh nhiều quá rồi hay không? Cho rằng đây là đang chơi đùa sao? Rất nhanh, tư giật khiêm cười lắc đầu một cái, tiểu hai từ thú vị như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Động thủ đi, thanh âm tư giật khiêm truyền ra, lười nói nhảm cùng với một đứa bé. Nhưng mà, đúng vào lúc này, trên mặt tiểu nãi hoa lại hiện ra một nụ cười lạnh khó hiểu, trước khi các người động thủ ta họ nhiếp. Họ nhiếp, nghe được thằng bé trai nói, tất cả mọi người đều có chút mơ hồ, có ý gì? Chỉ có riêng người đang âm thầm phá dây thừng, diệp oản oản, thần sắc hơi đổi, họ nhiếp. chương 910, họ nhiếp thì thế nào? Vài tên lính đánh thuê chố mắt nhìn nhau, tất cả đều không giải thích được, họ nhiếp thì thế nào? Các ngươi có còn nhân tính hay không, ngay cả tiểu hài tử cũng đều giết. Táng tận lương tâm quá rồi. Lúc này, nam tóc dài quét mắt qua một vài tên lính đánh thuê, lạnh giọng quát lên. Đối với chuyện này, vài tên lính đánh thuê kia mặc dù cũng không nói nhiều, nhưng mà để cho bọn họ ra tay đối với một tiểu hài tử 4, 5 tuổi, bất kể có phải là một phần của nhiệm vụ hay không, trong lòng đều vẫn còn có chút mâu thuẫn. Giờ phút này, một tên lính đánh thuê nhìn về phía tư minh lễ trong video mở miệng nói tư tiên sinh hay là mời đội trưởng chúng ta cho một chỉ thị tốt người nói cái gì ngay lập tức tư minh lễ thần sắc giận dữ hắn là bên tuyên bố nhiệm vụ có quyền để cho những lính đánh thuê này tuân theo ý nguyện của mình mà hành sự ta cho là vẫn nên mời đường long đội trưởng chỉ thị tên lính đánh thuê kia lặp lại đường long mới vừa rồi đi ra ngoài tiếp điện thoại còn chưa quay trở lại Tư Minh Lễ không nhịn được nói. Vậy, vẫn nên chờ đường Long đội trưởng trở lại rồi hãng nói đi. Mấy vị lính đánh thuê liên lạc đường Long, những đường dây điện thoại di động vẫn đang báo bận. Cứ như vậy đi cha, nhiệm vụ của bọn họ cũng đã coi như là hoàn thành, loại sự tình động tay động chân này, cứ để người của chúng ta làm cho thỏa đáng. Giờ phút này, bên cạnh Tư Minh Lễ, Tư Giật Khiêm mở miệng. Nghe câu này, Tư Minh Lễ trầm tư chốc lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng lại nói diệp oản oản những người này đã rơi vào trong tay bọn họ, bây giờ, hắn muốn như thế nào chính là thế đấy, không cần phải tiếp tục để cho đám lính đánh thuê này nhúng tay. Lập tức, Tư Minh Lễ gọi một cuộc điện thoại, bất quá trong chốc lát, tâm phúc của Tư Minh Lễ mang theo mấy vị hắc y nhân, vội vã tìm đến hầm giam. Thấy vậy, mấy vị lính đánh thuê cũng không nói nhiều, nhiệm vụ của bọn họ chẳng qua là bắt mục tiêu của nhiệm vụ trở về, người phản kháng giết chết không cần hỏi. Bây giờ người cũng đã mang trở lại, từ một loại ý nghĩa nào đó, nhiệm vụ coi như là đã hoàn thành. Giờ phút này, tâm phúc nhìn về phía tư minh lễ trong video nói, lão ra, xin chỉ thị. Đem người bắt được trừ diệp oản oản ra, đánh chết tại chỗ. Người nói chuyện chính là tư giật khiêm. Đứa bé kia cũng vậy sao? Tâm phúc nhìn về phía tiểu ma đầu cách đó không xa. Tất cả mọi người trừ diệp oản oản ra, tư minh lễ nói. Được, lão gia yên tâm tâm phúc nhếch miệng lên quét mắt nhìn qua bọn người diệp oản oản một lần trên mặt treo một nụ cười lạnh giá tàn khốc mấy tên tiểu hỗn đản các ngươi dám động đến chúng ta một cái thử xem nam dâu lạnh giọng quát lên nam tóc dài cũng phụ họa người dám động đến chúng ta chủ nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi ha ha ta thấy các ngươi là muốn chết tâm phúc của tư minh lễ cười lạnh một tiếng chủ nhân các ngươi chẳng lẽ là nói nữ nhân này à Nam dâu cùng nam tóc dài nghe vậy có chút nghẹn lời, bởi vì đến bây giờ họ vẫn đoán không ra chủ nhân bọn họ rốt cục là có ý gì. Chẳng lẽ năng lực của hoa hồng đen chỉ có nhiêu đó? Bọn họ thật vất vả mới ôm được bắp đùi nha. Ha 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 ha, ta nói thật cho các người biết, cách thức thủ vệ nơi này gấp ba lần ám thất tư ra, coi như là một con ruồi cũng đừng nghĩ cách bay vào. Cho nên, đừng có gấp, từ từ đi, rất nhanh liền đến phiên các ngươi. Thừa dịp thời gian này, suy nghĩ thật kỹ lời chăn chối cho mình đi. Tâm phúc nói xong, vênh váo tự liếc về phía thủ hạ ở bên cạnh động thủ trước giải quyết đứa nhỏ này. Lão tử chửi cả nhà ngươi, thấy những kẻ điên này đến cả hai tử cũng không buông tha. Nam dâu nhất thời tức giận mắng, đồng thời đáy mắt hai người hiện lên vẻ sợ hãi. Sau đứa nhỏ này, lập tức liền sẽ đến phiên bọn họ. Chẳng lẽ hai anh em bọn họ hôm nay thật muốn qua đời ở đây? Chỗ này không chỉ thủ vệ nghiêm mật mà mấy lính đánh thuê bên cạnh cũng là đỉnh cấp cao thủ, bọn họ lần này có chắp cánh cũng không thể bay. Ngay vào lúc này, đường long mang theo mắt kiếng gọng vàng quay trở lại. Audio điện tử võ tấn bền chương 911 chết đến nơi Từ Minh lễ thần sắc rất là bất mãn mà nhìn về phía đường long bên cạnh, đường long, người tới vừa đúng dịp, chẳng qua chỉ là bắt có một người mà thôi, còn gây thêm rắc rối, lại để cho một hài tử bắt gặp. Hiện tại ta ra lệnh cho bọn họ giết người diệt khẩu, vậy mà toàn bộ cũng không nghe theo mệnh lệnh của ta, như thế, ta đành chỉ có thể tự mình động thủ mà thôi. Ta thấy, sự chuyên nghiệp của đoàn lính đánh thuê Long Âm các ngươi, cũng không gì hơn cái này. Đứa nhỏ này, trong cuộc gọi video, Đường Long bỗng nhiên mở miệng, hơn nữa lập tức từ đằng xa đi tới trước ống kính. Sau khi thấy dung mạo của đứa bé kia, con người của Đường Long đột nhiên rụt lại một hồi, chờ một chút. Đứa nhỏ này Hắn đã từng tại châu Âu gặp qua. Nhiếp gia, thái tử gia, làm sao có thể? Tiểu thái tử Nhiếp gia tại sao lại xuất hiện ở trong nhà của nữ nhân này? Bất quá, chuyện này đã không còn trọng yếu. Thả người, Đường Long không hề do dự chút nào vội mở miệng. Tư Minh Lễ ở bên cạnh nhất thời chân mày nhíu chặt, ngươi nói cái gì? Đường Long, ta nói, thả đứa bé này. Tư Minh Lễ nhất thời mặt đầy vẻ tức giận, "Đường Long, ngươi điên rồi!" tư giật khiêm cũng rất bất mãn cái giọng ra lệnh của đường long. Ta thấy, kẻ điên chính là bọn ngươi, các ngươi biết đứa nhỏ này là ai chăng? Vẻ mặt vốn lãnh đạm nhu hòa của đường long đột nhiên hiện lên nét âm trầm hiếm thấy, gần như phiền não đưa ngón tay ra, ánh mắt phiền muộn, dai dai mi tâm. Không phải chỉ là một thằng nhóc, nhìn có vẻ không tệ, trong nhà có một chút tiền, có chút quyền thế mà thôi sao? Nơi đáy mắt đường long hiện lên một nét khinh bỉ, từng chữ từng chữ mở miệng đứa nhỏ này họ nhiếp họ nhiếp thì thế nào mới vừa rồi tiểu hài này cũng tự mình nói hắn họ nhiếp đế đô họ nhiếp cũng có mấy nhà coi như biết người là do ta giết có ai dám nói một chữ không tư minh lễ thần sắc ngạo nghễ đứa nhỏ này tự mình nói hắn họ nhiếp quả nhiên là đúng rồi hắn không hề nhận lầm đường long càng tin tưởng mình không nhận lầm ngẫu nhiên liên tục cười lạnh nhìn tư minh lễ cùng tư giật khiêm, giống như đang nhìn hai người chết À, nhiếp gia đế đô. Ai nói cho các ngươi biết, nhiếp gia đế đô. Cùng lúc đó, tên côn đồ sắc mặt tàn bạo đang hướng về phía tiểu nãi hoa từng bước một ép tới gần. Ánh mắt của Diệp Oản Oản càng ngày càng lạnh, nhìn thấy tiểu nãi hoa sắp bị giết chết, trong đầu đột nhiên truyền đến một nỗi đau đớn khó tả. Tiểu nãi hoa bình tĩnh đứng tại chỗ, thân sắc lãnh đạm thờ ơ, trong giọng nói mang theo mấy phần thương hại cao cao tại thượng, xem ra, các ngươi vẫn không hiểu rõ được hàm nghĩa của nhiếp thị nhiếp thì cái chó gì, thằng nhóc, coi như nhà ngươi quyền thế ngút trời, hôm nay cũng phải chết trong lòng đất. Tên côn đồ vừa nói, bàn tay cầm hung khí chứa đầy sát khí đáng sợ, dùng sức đánh về phía đứa bé. Một giây kế tiếp, ầm, hình ảnh của video đầu bên kia nhất thời đung đưa mãnh liệt, tên côn đồ định giết tiểu nãi hoa, đại hán vạm vỡ thân cao 1m90, lại có thể giống như đạn pháo, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tư Minh Lễ cùng Tư Giật Khiêm nhất thời sướng sốt, khuôn mặt cơ hồ đều dí sát lên màn hình. Chỉ thấy cánh cửa nhà giam ngay ngắn đã bị người ta phá nát, hai thân hình nam tử áo đen có vẻ gầy gò xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hai người trực tiếp đi thẳng tới phương hướng của tiểu nãi hoa, sau đó cung kính cúi đầu xuống, thiếu chủ. Thiếu, thiếu chủ. Tâm Phúc, gã côn đồ cùng với hai người đang gọi video bên kia, tư minh lễ và tư giật khiêm, tất cả đều ngây ngốc ở chỗ đó, hoàn toàn không nghĩ tới có người có thể cưỡng ép xông vào nơi này. chương 912, nhiệm vụ này ta nhận rồi. Vô luận là tư minh lễ, tư giật khiêm hay là tên côn đồ ở hiện trường cùng lính đánh thuê, toàn bộ cũng không ngờ tới lại có thể có người đủ khả năng cưỡng ép xông tới. Ngay cả Diệp Oản Oản cũng đều ngẩn ra, sau nghe được hai tên nam nhân áo đen kia cung cung kính kính tiểu nãi hoa kia là thiếu chủ thần sắc càng thêm kinh ngạc. Tất cả đều ngớ ra đó làm cái gì, còn không nhanh bắt bọn hắn lại cho ta. Tư Minh Lễ giống to. Đáng chết, làm sao có thể sẽ có người có thể tiến vào nơi này. Bọn họ nhìn một hồi lâu, phát hiện đối phương chẳng qua chỉ là hai người mà thôi. Tám phần người là chui vào chỗ hổng của phòng vệ, cái đám ăn không ngồi rồi này, rốt cuộc là đang làm cái gì. Đường Long nhìn thấy hai người đang cung kính đứng trước mặt đứa bé trai, sắc mặt đại biến, lúc này hạ lệnh, người của Long âm nghe lệnh, tất cả đều không được phép ra tay mấy tên lính đánh thuê đang muốn công kích, nghe được đội trưởng lên tiếng, nhất thời dừng động tác lại. Đường tiên sinh, người thế này là có ý gì? Tư giật khiêm sắc mặt khó coi mà mở miệng. Đường Long ung dung thong thả mở miệng, không có ý gì, bất quá cần bảo đảm sự an toàn cho thành viên của đội lính đánh thuê chúng ta. Chúng ta tuy sẽ cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chưa bao giờ không sợ hy sinh, huống chi, chuyện này, đã không còn ở trong phạm trù nhiệm vụ của chúng ta không ở trong phạm trù ta đây ngay bây giờ tuyên bố nhiệm vụ ai giết sạch những người này cho ta ta liền thanh toán gấp hai lần giá cả của nhiệm vụ lần này nghe được lời của tư giật khiêm mấy ánh mắt của lính đánh thuê tất cả đều sáng lên chẳng qua là vì ngại mệnh lệnh của đường long nên không dám đáp lời tư giật khiêm tiếp tục mở miệng gấp ba vừa dứt lời một tên lính đánh thuê trong đám mặc đồng phục hơi đậm hơn những người khác bước ra ngoài nhiệm vụ này ta nhận rồi mấy tên lính đánh thuê khác ở bên cạnh, nghe vậy thần sắc có chút kinh ngạc, đội phó. Đội trưởng nói không cho phép chúng ta ra tay. Đường Long sắc mặt hơi trầm xuống, quách địch, không được tiếp nhận. Đội phó đoàn lính đánh thuê Long âm, quách địch cười lạnh một tiếng, hướng về phía đường Long ở đầu dây bên kia nhìn lại, đường đội trưởng, người đúng là đội trưởng của Long âm không sai, bất quá, ta là đội phó của Long âm. Đội phó có quyền tự lựa chọn nhiệm vụ, mà ngươi, không có quyền can thiệp, Đường Long hai con người híp lại, nếu như ngươi nhất định muốn nhận nhiệm vụ này, như vậy, tự gánh lấy hậu quả. Quách địch thần sắc khinh thường nói, hậu quả, giải quyết một đứa bé cùng hai tên gia đình, còn có thể có hậu quả gì? Đội trưởng, ngày đây là muốn can thiệp vào tự do của ta. Đường Long khẽ mỉm cười, đột nhiên khôi phục lại vẻ mặt yêu nhã bình tĩnh, không sai, tiếp nhiệm vụ gì, quả thật là quyền tự do của ngươi, vậy đi, cứ tùy ý. Là một đội trưởng, nghĩa vụ của hắn là nhắc nhở, hắn đã làm rồi. Quách địch hư lạnh một tiếng, hướng về tên côn đồ trong góc tường bị một chiêu đánh bay nhổ một bãi nước bọt, thật là phế vật. Trong góc, tiểu nãi hoa ánh mắt lạnh lùng hướng sang hai nam nhân áo đen trước mặt nhìn lên. Nam nhân hiểu ý, đơn giản gật đầu một cái. Sau đó, một vị cao gầy đem hai tay chắp sau lưng, nhịp bước không nhanh không chậm, hướng về quách địch đi tới, là ngươi muốn tự xử, hay là để ta giúp ngươi cũng không nhìn thử một chút xem đứng ở trước mặt ngươi là người nào ta thấy chính là ngươi muốn chết lúc này quách địch giận tím mặt lập tức rút ra một thanh trường đao sáng lấp lóa từ trên người thấy vậy tư minh lễ cùng tư giật khiêm cười lạnh vị long âm đội phó quách địch này một thân đao pháp hết sức giỏi chỉ đứng sau đội trưởng đường long mà thôi trái tim diệp oản oản cũng thoát lên tới cổ họng mấy tên lính đánh thuê nơi này tất cả đều là đỉnh cấp cao thủ thậm chí còn ở trên cả đường bân bọn họ quách địch lại còn là đội phó, thân thủ tự nhiên sẽ càng đáng sợ hơn. Nàng vẫn cho rằng thân thủ bây giờ của mình đã rất mạnh, nhưng khi đối diện với mấy tên này mới phát hiện, mình vẫn cứ nhỏ bé như vậy. chương 913, rốt cuộc là người nào? Quách đội phó, nhanh giết bọn họ, tâm phúc của tư minh lễ lạnh giọng quát lên. Hắc hắc, yên tâm đi, mấy tên tiểu tạp ngư mà thôi. Quách địch cười lạnh mở miệng. Bạch, cơ hồ chỉ trong chốc lát, quách địch lập tức tiến lên, trường đao trong tay hướng về phía nam tử gầy gò chém ngang xuống. Quỹ đạo trường đao chém xuống, đúng là muốn chém nam tử gầy gò từ chính giữa đứt ra làm đôi. Nhưng trong nháy mắt khi trường đao của quách địch chém xuống, thân hình nam tử gầy gò lại dịch về bên trái, phong khinh vân đạm, trong nháy mắt đã tránh thoát một đao này của quách địch. Tiểu tạp trùng, vận khí của ngươi ngược lại không tệ. Quách địch hư lạnh một tiếng, sử dụng khí lực toàn thân. Trường đao phá vỡ hư không, vang lên một trận thanh âm xé gió. Nam tử gầy gò mặt không biểu tình, trong mắt thoáng qua một vẻ không thú vị. Đúng vào lúc này, nam tử gầy gò vẫn chắp hai tay sau lưng, cuối cùng cũng lướt tới. chen âm thanh nghe như tiếng kim loại va vào nhau truyền khắp toàn trường. Vào giờ phút này, mọi người tại đây đều hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, nhất là nam tóc dài cùng nam dâu hai người, con người đột nhiên rụt lại một hồi, mặt hiện lên ra thần sắc quỷ dị khó tin ngay cả diệp oản oản cũng không nhịn được thần sắc hơi đổi vào giờ phút này mọi người chỉ thấy tại thời điểm quách địch một đao chém xuống tên nam tử gầy gò kia chỉ lấy hai ngón tay trong nháy mắt cản lại trường đao chuyện này quách địch khó tin nhìn về phía nam tử gầy gò mặt đầy lãnh đạm thần sắc kia thật giống như gặp quỷ rồi tên nam tử gầy gò này lại là lấy ngón tay tiếp nhận lấy một đao hắn toàn lực chém ra dựa theo kịch bản thông thường chẳng lẽ không phải nên là hai ngón tay của nam tử gầy gò, bị trường đao của hắn trong nháy mắt chém rụng mới đúng hả? Không có khả năng, quách địch tức giận quát một tiếng, dùng hết lực đạo toàn thân, muốn đem trường đao rút ra khỏi hai ngón tay của nam nhân gầy gò kia. Nhưng hai ngón tay của đối phương lại giống như một ngọn núi lớn, gắt gao đem trường đao ngăn lại. Cho dù là quách địch sử dụng ra khí lực tích tụ từ thửa bú sữa mẹ, trường đao bị hai ngón tay nam tử gầy gò chặn lại, vậy mà vẫn không nhúc nhích bạch một giây kế tiếp lại cũng không nhìn rõ nam tử kia làm động tác như thế nào cứ như là xoay cổ tay một cái trường đao đã bị hắn đoạt đi còn chưa chờ quách địch kịp phục hồi lại tinh thần trường đao bị nam tử gầy gò đoạt đi lấy tốc độ nhanh đến cực hạn, nhẹ nhàng xẹt qua hai tay của quách địch chợt nam tử gầy gò đầu cũng không thèm quay lại nhìn chậm rãi đi tới bên người tiểu nãi hoa a à, nương theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết Hai tay của quách địch dĩ nhiên cũng đã bị chém đứt làm đôi. Hình ảnh máu tanh nhất thời khiến tất cả mọi người tại chỗ đó đều trợn mắt hốc mồm. a à à, à à, quách địch đau đến không đứng lên nổi, lăn lộn ở trên đất. Chuyện này là không thể nào, không có khả năng. Với thân thủ của hắn, lại bị người ta trong vòng ba chiêu, tay không chặt đứt hai cánh tay của hắn. Quách địch vừa lăn lộn vừa nhìn thân ảnh nam tử gầy gò kia, đột nhiên một cảm giác sợ hãi trước đó chưa từng có bỗng hiện lên ngươi, ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Đồng dạng ôm lấy nghi vấn tương tự như quách địch, còn có hai vị ở đầu kia của cuộc gọi video, tư minh lễ cùng tư giật khiêm. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tư minh lễ ngu người. Thậm chí ngay cả quách địch mà còn bị đối phương biến thành như vậy, như vậy chân chính sau lưng đối phương là thế lực đáng sợ như thế nào. Thậm chí có khả năng, còn ở cả bên trên Eric tiên sinh suy đoán như vậy khiến cho hắn nhất thời luống cuống tâm thần. Tư giật khiêm cố tự chấn định mở miệng, không có khả năng. Đế đô, họ nhiếp chỉ có hai nhà, một cái là ở địa ốc thương thành đông, một cái là... Đường Long thản nhiên hướng về hai người nhìn lướt qua, mặt lộ vẻ đồng cảm, giống như đang nhìn con kiến hôi rốt nát, mở miệng yếu ớt nói, nhiếp của đứa nhỏ này là Bắc Âu độc lập châu, nhiếp thị nhất mạch. Chương 914, nhiếp gia tiểu thái tử. Trong nháy mắt khi tiếng nói của Đường Long rơi xuống, Quách Địch đang nằm trong vũng máu gào thét bi thương, cả người đều ngu đi, ngay cả đau đớn đều trong nháy mắt quên mất, nhìn lấy ánh mắt của Tiểu Nãi Hoa ở bên cạnh, giống như thấy được một đồ vật gì đó cực kỳ đáng sợ. Nhiếp, nhiếp ra, độc, độc lập châu nhiếp ra. Vậy thân phận của hai tử này là? Đường Long khẽ cười một tiếng mở miệng, Quách đội phó, ngài cho là thế nào? Quách Địch đã hoàn toàn ngu rồi dùng âm thanh cơ hồ chỉ có hắn nghe được lầm bẩm nhiếp ra. Tiểu thái tử ra, không chỉ là quách địch, mấy tên lính đánh thuê bên cạnh tất cả cũng đều đã sợ đến mức mặt không còn chút máu. Không khí lâm vào một trận tính mịch đến đáng sợ. Lúc này, quách địch mới vừa rồi còn đang suy yếu lăn lột, đột nhiên nhanh như tia chớp xoay mình mà lên, hướng về phía bên cạnh tên nam tử gầy gò kia nhào tới. Nói đúng ra, là hướng về phía trường đao trong tay của hắn nhào tới một giây kế tiếp liền nhìn thấy quách địch tự mình đem cổ cứa vào trên đao của nam tử kia cắt cổ té xuống đất đã không còn tiếng thở thấy quách địch lại hoảng sợ đến mức trực tiếp đâm đầu vào lưỡi đao tự sát mấy tên lính đánh thuê khác ngay cả thở mạnh cũng không dám thở ra một tiếng tất cả mọi người đều lấy làm mừng thầm mình đã may mắn nghe theo lời của đội trưởng không có tùy tiện ra tay tư minh lễ cùng tư giật khiêm nhìn thấy một màn trong cuộc gọi video hai người liếc nhau một cái mặt không có cách nào tin tưởng Ngẹn ngào không nói nổi một lời nào bắc âu độc lập châu nhiếp gia ba từ này quả thật là giống như bom nguyên tử vậy đem hai người chấn cho hồn phi phách tán nguyên bản bọn họ thậm chí ngay cả độc lập châu là cái gì cũng không biết đừng nói là nhiếp gia hết thảy mọi thứ có liên quan đến độc lập châu tất cả đều là bọn họ từ trong miệng eric tiên sinh mà biết được theo eric nói rất xưa vào thời kỳ trung cổ Hoa quốc từng có một vị cường giả thành tựu võ đạo cực cao đi tới một châu cực kỳ xa xôi thuộc Bắc Âu. Vị võ đạo cường giả đó định cư ở tiểu châu nọ, mang theo văn hóa cổ võ thần bí của Hoa quốc cổ xưa, hấp dẫn cao thủ võ đạo gốc Hoa đến từ các nơi trên thế giới. Trải qua mấy trăm năm phát triển cùng biến đổi, tiểu châu huyện nguyên bản xa xôi nhỏ yếu dần dần phồn vinh lớn mạnh, thậm chí cường đại đến mức trở thành một châu độc lập duy nhất, gọi là Độc lập châu, không chịu ràng buộc của bất kỳ quốc gia nào mà tùy theo sự điều khiển của mấy đại gia tộc cường đại. Độc lập châu tồn tại đã từng một lần làm cả thế giới khiếp sợ. Nhưng theo súng ống, quân hỏa được phát minh và trở nên thịnh hành, vào thời kỳ vũ khí lạnh đã từng rời khỏi lịch sử võ đài một thời gian cực ngắn. Văn minh võ đạo sau đó sa sút độc lập châu vì bảo toàn tự thân, bắt đầu thu liếm cùng ẩn giấu thực lực, dần dần biến mất ở trong tầm mắt thế nhân. Nhưng mà, cho dù là thực lực đại giảm, độc lập châu cũng vẫn là một tồn tại cường đại đến đáng sợ, khống chế kinh tế các nơi trên thế giới, công hội lính đánh thuê, liên minh võ đạo và các loại thế lực khắp nơi. Vô luận là lính đánh thuê đỉnh cấp thế giới hay là cái được gọi là đại gia tộc có vẻ cực kỳ châu bò, đặt ở độc lập châu cũng không được tính là cái thá gì. Tùy tiện một người thuộc gia tộc lánh đời và cổ võ thế gia trong độc lập châu bỏ vào ngoại giới, đều là nhân vật cực kỳ mạnh. Bây giờ độc lập châu bị nhiếp, kỳ, lăng, thẩm tứ đại gia tộc điều khiển, mà trong đó, nhiếp gia là đứng đầu tứ đại gia tộc. Có thể thấy độc lập châu nhiếp gia rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Mà bây giờ, bọn họ lại bắt cóc nhiếp gia tiểu thái tử ra. Nhìn thấy sắc mặt trắng hiếu của tư minh lễ cùng tư giật khiêm, đường long mở miệng, nể tình đã từng hợp tác qua một lần, đường mỗ nhắc nhở hai vị một câu, sớm ngày rời khỏi hoa quốc là hơn. Hai người này từ đầu tới cuối đều núp ở phía sau, không hề chân chính lộ diện, nhưng nếu là nhiếp ra muốn tìm bọn họ, cũng là dễ như trở bàn tay. chương 915, hù chết bọn họ. Tư Minh Lễ cùng Tư Giật Khiêm hoàn toàn không hề suy nghĩ nhiều, lập tức cúp cuộc gọi video. Trốn. Phải nhanh trốn. Nếu không nhất định phải chết. Hai người đến bây giờ vẫn nghĩ không thông, tại sao bọn họ chẳng qua chỉ là đi bắt Diệp Oản Oản mà thôi, lại sẽ đem tiểu thái tử ra của độc lập châu nhiếp ra cũng vô tới đây chính là nhiếp gia tiểu thái tử ra đó. Rốt cuộc là như thế nào lại bị bọn họ bắt được? Vô số vấn đề không nghĩ ra, nhưng bây giờ bọn họ đã hoàn toàn không có tinh lực để suy nghĩ nhiều, càng không lo nổi diệp oản oản, mau rời khỏi Hoa Quốc, đi nhờ cậy Eric tiên sinh. Đám côn đồ của tư minh lễ tứ tán chạy trốn, đường long tự mình đi đến địa lao. Đường long đi tới trước mặt bé trai, ngay sau đó cánh tay để ngang nơi ngực, thì lễ một cái, nhiếp tiểu thiếu chủ, thật xin lỗi, Thủ hạ của ta quấy rối chuyến du lịch của ngài, hy vọng ngài tha thứ cho bọn họ không biết gì, đoàn lính đánh thuê Long Âm vô cùng cảm kích. Lấy thân phận của nhiếp ra tiểu thiếu chủ, làm sao lại có thể dễ dàng như vậy bị bọn họ bắt lấy? Như thế, liền chỉ có một khả năng, hắn không hiểu là xuất phát từ mục đích gì, cố ý bị bọn họ bắt được. Nếu là như vậy, như thế bọn họ những người này còn có cơ hội giữ được tánh mạng hắn nên lấy làm vui mừng vì đoàn lính đánh thuê long âm bình thường xâm nghiêm, sẽ không làm khó đàn bà và trẻ em, nên mấy tên lính đánh thuê này không làm tổn hại đến tiểu thái tử. Nếu không, hậu quả hắn quả thực không cách nào tưởng tượng nổi. Tiểu nãi oa liếc nhìn Diệp Oản Oản trong nhà tù đối diện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một mảnh băng xương, hôm nay hắn đã để cho mẹ thấy được quá nhiều máu tanh. Nể tình bọn họ cũng không có làm tổn thương mẹ. Các ngươi có thể đi. Nghe nói như vậy, đường long thở phào nhẹ nhõm vội vã nháy mắt cho đám đoàn viên của hắn bọn họ đang sợ đến mức không dám động đậy vội bám sát theo đường long rút lui trước khi đi đường long hướng về phương hướng của diệp oản oản nhìn một cái lộ ra vẻ cân nhắc nhiếp ra tiểu thiếu chủ không chỉ đột nhiên đến hoa quốc còn không hiểu vì sao lại xuất hiện tại phụ cận căn nhà của nữ nhân này dường như đáng để cân nhắc thêm sau khi tất cả mọi người đều rời đi trong hầm giam liền chỉ còn lại có diệp oản oản Đường Bân, Tống Cường ba người. Diệp Oản Oản còn đang ngưng thần suy tư về độc lập châu, nhiếp ra mới vừa nghe những người đó nói. Tiểu nãi hoa lập tức hạ lệnh cho thủ hạ đi qua. Chỉ một ánh mắt yêu cầu của tiểu chủ nhân, nam tử liền hiểu được ý tứ của hắn, trực tiếp thẳng hướng đi tới vị trí của Đường Bân và Tống Cường. Đường Bân cùng Tống Cường không biết độc lập châu có tồn tại, cho nên đương nhiên cũng không biết nhiếp ra trong miệng những người này có lai lịch gì, rốt cuộc là thế lực phương nào, lại có thể để cho cao thủ đáng sợ như thế làm bảo vệ cho một đứa trẻ. Mới vừa rồi thậm chí từ đầu tới cuối chỉ có một người ra tay, một người còn lại thậm chí cũng chưa hề động thủ. Miệng nó, miệng nó, choáng rồi đó nha, đoàn trưởng đường long của đoàn lính đánh thuê long âm cũng đều có thái độ cung kính như vậy. Cũng không biết là vị tiểu nãi hoa hoa này rốt cuộc có lai lịch gì. Hai người còn đang cảm thán, đột nhiên nhìn thấy một trong hai người hộ vệ đang hướng về bọn họ đi tới đường bân cùng tống cường nhất thời sợ đến gần chết đừng đại ca chúng ta không phải là người xấu mà đúng 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 chúng ta cũng là bị bắt tới sau khi nhìn thấy nam tử đáng sợ như quái vật đó đi về hướng mình hai người đều sợ đến choáng váng loảng xoảng lang một tiếng sau âm thanh xiềng xích cùng binh khí đụng vào nhau vị nam nhân gầy gò kia chẳng qua chỉ là chặt đứt dây thừng cùng xiềng xích đang trói chặt tứ chi của bọn họ đường bân cùng tống cường nhất thời sửng sốt sau đó thở dài nhẹ nhõm, nguyên lai like là giúp bọn họ, hù. Hù chết bọn họ rồi. Hai người đang muốn lên tiếng nói lời cảm ơn, người kia lại hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản đi tới. chương 916, mẹ, lần đầu gặp mặt. Sau khi, xoẹt xoẹt, hai đao cởi dây thừng của Diệp Oản Oản ra, hai vị vệ sĩ quái vật kia đột nhiên đồng loạt quỳ một chân xuống trước mặt Diệp Oản Oản, thái độ cung kính đến cực hạn, nhị tiểu thư. Thuộc hạ tới chậm, để cho ngài bị sợ hãi. Diệp Oản Oản, Đường Bân, Tống Cường, Nhị, Nhị tiểu thư. Đường Bân cùng Tống Cường nhìn thấy hai binh khí hình người đáng sợ đến kinh người kia, lại có thái độ cung kính quỳ một chân ở trước mặt của Diệp Oản Oản, cả hai đều sợ ngây người. Nghĩa nó, cái gì? Hai quái vật này, lại có thể tất cả đều là thủ hạ của chủ nhân. Chỉ tùy tiện hai người thôi, vậy thực lực chân chính của chủ nhân có bao nhiêu đáng sợ. Một khắc trước còn cho là chỗ dựa của mình bị đổ sập, một khắc sau lại chính là một tòa núi lớn nhô lên, quả thật là không thể không bị kích thích. Diệp Oản Oản nhìn hai hán tử đang quỳ một chân trước mặt mình, lại liếc nhìn đường bân cùng Tống Cường ở đối diện, hai người đã sắp đạp con người rơi ra ngoài, trên mặt lộ rõ vẻ mộng bức. Cái quỷ gì? Nhị tiểu thư? Là đang gọi nàng sao? Lúc này, sau khi đường bân và Tống Cường đã phục hồi lại tinh thần, đã phấn khởi không dứt mà tiến tới, người một lời ta một lời bắt đầu hưng phấn không thôi mà nói chuyện đường bân mặt đầy sùng bái mắt lóe ánh sao chủ nhân chủ nhân chúng tôi còn tưởng rằng ngài bị bắt thật đấy nguyên lai là ngài sớm đã có chuẩn bị diệp oản oản hích không phải sự thực là nàng vốn chính là thực sự bị bắt mà không đợi diệp oản oản nói xong đã bị tống cường ngắt lời tôi liền biết ngay là không phải mà chủ nhân chủ nhân nguyên lai ngài lợi hại như vậy sự hiểu biết của chúng tôi đối với ngài thật sự là quá nông cạn, hai anh em chúng tôi nhất định thể chết theo chủ nhân. Diệp Oản Oản, ta, ta cảm thấy hai người này chắc là nhận lầm người. Đường Bân liên tục phụ hỏa tống cường, cảm động đến suýt nữa lệ rơi đầy mặt, chủ nhân, ngài như tiên nữ trên trời, có thể vừa ý mấy người chúng tôi, thu nhận mấy người chúng tôi, quả thực là chúng tôi có phúc ba đời. Tống cường, chủ nhân, ngài lần này sở dĩ không ra tay, nhất định là vì muốn huấn luyện chúng tôi, đúng chứ? Sau này chúng tôi nhất định càng thêm cố gắng, chủ nhân ngài nhất định không nên vứt bỏ chúng tôi nhé. Diệp Oản Oản, xin các người tỉnh táo một chút, có thể nghe ta nói hết lời hay không? Còn nữa, mấy người thiếu não đến như vậy sao? Diệp Oản Oản hướng về hai người hộ vệ nhìn lại, mặt đầy mê mang, xác định chính mình cũng không nhận ra bọn họ. Hai người này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? còn gọi nàng là nhị tiểu thư. Nàng tại Diệp ra ngược lại, đúng là xếp hàng thứ hai, mặt trên còn có một vị ca ca, nhưng bị hai kẻ như vậy lấy loại đại lễ này xưng hô là nhị tiểu thư, nhìn kiểu nào cũng thấy không bình thường đi. Đường bân cũng không biết có phải là do ảo giác của mình hay không, lúc hai người bọn họ vây quanh chủ nhân nói chuyện, không khỏi cảm thấy khí áp xung quanh có chút, hơi thấp. Đường bân theo bản năng hướng về tiểu nãi hoa bên cạnh nhìn lại, đúng rồi đúng rồi, chủ nhân chủ nhân, người cùng tiểu nãi hoa hoa này là có quan hệ như thế nào vậy? Vào lúc này, Diệp Oản Oản trong đầu một đoàn loạn như ma, đang phiền não, vì vậy thuận miệng nói, người hỏi ta, ta biết đi hỏi ai đây? Ta làm sao biết có quan hệ thế nào? Nàng căn bản là không nhận ra đứa nhỏ là ai nha? Trong lúc Diệp Oản Oản còn đang nhức đầu không thôi nhéo nhéo nghi tâm, thời điểm nói xong câu đó, tiểu nãi hoa trắng như ngọc tuyết kia đột nhiên cất bước, từng bước từng bước đi tới trước mặt nàng, Diệp Oản Oản thấy vậy, ho nhẹ một tiếng hỏi thăm, hít, tiểu bằng hiếu, chào con, xin hỏi con rốt cuộc là. Tiểu nãi oa ngẩng đầu nhỏ lên, ánh mắt trong suốt, chăm chú nhìn nàng, nhõng nhẽo mở miệng, xin chào, con họ nhiếp, tên đường tiêu, năm nay năm tuổi, từ trên góc độ sinh học mà nói. Nhiếp đường tiêu dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng, cô cùng con, là quan hệ mẹ con. Nói xong, tiểu tử đưa cánh tay nhỏ ngắn ngủn ra, mẹ, lần đầu gặp mặt, Xin hãy chiếu cố con nhiều hơn. Diệp Oản Oản, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Tác giả, hôm nay là canh ba ngày 1 tháng 4, quá mệt nhọc đi ngủ trước, còn có một canh giờ chờ buổi sáng ngủ dậy ta sẽ tiếp tục viết tiếp. Ngoài lề. Diệp Oản Oản, hôm nay nhất định là cá tháng tư. Ta làm sao lại có thể sẽ có con trai? Quấn quấn, đúng vậy, hôm nay đúng là cá tháng tư. Bất quá con trai là thực sự à nha, tương đương gạch dưới tương đương. chương 917, con có thể tới gặp mẹ. Mẹ, mẹ, Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy giống như có chín tiếng sấm hướng về phía nàng bổ xuống. Đồng thời, trong óc nàng tất cả các dây thần kinh đều bắt đầu hoạt động hết mức. Đứa nhỏ này nói chính mình là họ nhiếp, hơn nữa mới vừa xuất hiện đã khiến nàng có cảm giác rất quen thuộc, hiện tại lại đột nhiên nói với nàng, hắn là con trai của nàng mà nàng tuyệt đối không có khả năng có con trai nha. Cho nên, chuyện này, đứa nhỏ này chẳng lẽ chính là cháu trai mà tên Nhiếp vô danh đã từng nhắc tới. Tình hình trước mắt quá mức hỗn loạn, nàng mặc dù có hoài nghi, nhưng căn bản không rảnh mà suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ thông qua cuộc gọi video khi trước mơ hồ gặp qua đứa bé kia, khi đó không thể hoàn toàn thấy rõ được tướng mạo của hắn. Cộng thêm đứa nhỏ này hôm nay trang điểm ăn mặc hoàn toàn bất đồng với một thân tối om khi đó, cho nên nàng chẳng qua chỉ là cảm thấy quen thuộc, nhưng thực sự hoàn toàn không nhận ra được. Quan trọng nhất là, con mẹ nó con hàng nhiếp vô danh kia căn bản là không hề thông báo trước lấy một câu để cho nàng chuẩn bị. Nói tóm lại, nàng mới rồi hoàn toàn không hề hoài nghi đứa nhỏ này cùng cháu ngoại trai của nhiếp vô danh cùng một người. Vào giờ phút này Diệp Oản Oản ngơ ngác nhìn tiểu tử trước mắt, quả thật là sắp muốn điên rồi. Nhiếp vô danh cái tên ngu ngốc kia, làm sao lại hoàn toàn không thông báo cho nàng một tiếng? Nàng một chút chuẩn bị cũng không có, có ai tới nói cho nàng biết hiện tại phải làm sao đây? Quá không đáng tin cậy, trực tiếp mặc kệ quăng cho nàng tự xử như vậy. Lúc này tiểu Nãi Hoa vẫn như cũ đưa cánh tay nhỏ, đứng ở trước gót chân của nàng, ngước đầu nhỏ nhìn nàng. Nhìn tay nhỏ của cậu bé đưa ra giữa không khí, Diệp Oản Oản thần sắc khẽ run, trong lòng không hiểu sao lại mềm nhũn đưa tay ra khẽ nắm chặt lấy cánh tay nhỏ núc ních mềm mại của cậu bé, chào con. Cậu bé nhìn chầm chầm cánh tay nhỏ được nhẹ nhàng cầm lấy, mấp máy môi, khuôn mặt nhỏ nhắn không cảm giác dường như trở nên càng khả ái hơn rồi. Hai người hộ vệ sau lưng không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, tiểu thiếu chủ lại có thể, chấm CSO phép người khác đụng chạm vào mình. Một bên đường bân cùng tống cường mới từ trong trạng thái tinh thần bị kích thích khôi phục lại, lại trải qua một trận kích thích kế tiếp đã hoàn toàn sợ ngây người. Ta đi, tiểu nãi hoa hoa này, lại có thể, lại có thể là con trai của chủ nhân. Chủ nhân lại có thể con trai lớn như vậy rồi hả? Hơn nữa chủ nhân người, thật giống như ngay cả con ruột của mình cũng chưa nhận ra được. Thật không hổ là chủ nhân nha, chính là châu bò. Cũng không biết rốt cuộc đã trêu chọc bao nhiêu nợ hoa đào nhé. Sau khi nói hai chữ, chào con, xong, Diệp Oản Oản liền kẹt lại, ngẩn người nửa ngày chọn lời cũng không biết nên nói cái gì diệp oản oản hích nhiếp đường tiêu phải không mẹ có thể gọi con là đường đường có được hay không tiểu tử gật đầu được ạ à. diệp oản oản nhức đầu không thôi hít sâu một hơi trước đó nàng cùng nhiếp vô danh cơ hồ chưa hề thảo luận qua bây giờ chỉ có thể tùy nghi phát huy mà thôi vì vậy diệp oản oản mở miệng nguyên lai con chính là đường đường thật là xin lỗi mới vừa rồi mẹ không nhận ra con Trước đó mẹ với cậu của con đã thương lượng qua, vốn là phải đi gặp con, nhưng gần đây thật sự là quá bận rộn, cho nên chỉ hoãn. Tiểu Nãi Oa, không sao, mẹ bận rộn, con có thể tới gặp mẹ. Diệp Oản Oản nghe được lời này, trong lòng lại ấm áp không hiểu vì sao, thực sự là một tiểu hài tử khôn khéo à nha. Nhiếp Vô Danh cái tên xấu xa không biết xấu hổ kia, tại sao mỗi lần đều nói người ta là tiểu ma đầu? Vừa nghĩ tới Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản lập tức lại âm thầm nghiến răng, người cậu kia của con đâu? Không có đi cùng với con sao? Nhiếp vô danh tên khốn kia, rốt cuộc đi đâu, một mình nàng đỡ không nổi nha. Cậu bé mở miệng nói, cậu đem con đưa đến liền rời đi. Diệp Oản Oản gật đầu, ồ nha, thì ra là như vậy a. À? Ha ha, nhiếp vô danh người tên khốn kiếp, người chết chắc. Chương 918, tính cách giống như cha. Cuối cùng, Diệp Oản Oản cứ như vậy, trong trạng thái mộng bức, ôm lấy tiểu tử mang về hồng hoa tiểu lâu. Dọc theo đường đi Diệp Oản Oản chỉ có một ý tưởng, rốt cuộc phải chăm sóc đứa con này như thế nào. Nàng hoàn toàn không có kinh nghiệm à nha. Đến nơi cửa, Diệp Oản Oản lập tức hai mắt sáng lên, hướng về phía hai người hộ vệ nhìn lại. Đúng rồi, còn có hai người này ở đây, hai người này rõ ràng đều một mực đi theo bên cạnh nhiếp đường tiêu, cho nên khẳng định là vô cùng hiểu rõ cuộc sống cơm áo thường ngày của cậu bé mới đúng như thế hai vị còn chưa kịp đợi diệp oản oản mở miệng nhiếp đường tiêu nhõng nhẽo nói với mẹ hướng về phía hai vị hộ vệ nói các ngươi có thể rời đi mẹ sẽ chiếu cố ta hai người đối với mệnh lệnh của nhiếp đường tiêu không có chút do dự nào vâng vừa dứt lời hai người thân hình lóe lên liền lập tức không còn thấy bóng dáng diệp oản oản đưa dài tay chớ đi mà lại có thể cứ như vậy rời đi rồi có lầm hay không vậy a à? hai tử nhỏ như vậy mà các ngươi cứ yên tâm đem hắn giao cho một mình nàng như vậy sao nàng sẽ không biết chăm sóc trẻ con đâu nha diệp oản oản nhìn chăm chú cái bánh bao sữa bé nhỏ trước mặt mình quả thật là khóc không ra nước mắt cuối cùng diệp oản oản cũng chỉ có thể nhận mệnh diệp oản oản nhìn về phía hai người sau lưng đường bân tống cường các ngươi đi tìm kiều kiều bọn họ một chút nếu đường long đáp ứng sẽ không làm thương tổn bọn họ, bọn họ tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Vâng, hai người lập tức đi tìm người, cuối cùng ở trên gác xếp tìm thấy được ba người. Ba người đều không sao, chẳng qua chỉ là bị trói chặt, ném vào trên gác xếp. Các người tại sao trở lại? Chủ nhân đâu? Có gặp nguy hiểm hay không? Chủ nhân làm sao có thể lại có nguy hiểm? Cho dù là có nguy hiểm, vậy cũng chắc là người khác gặp nguy hiểm. Ba người đều mặc nhiên cho rằng nhất định là do thế lực ngầm của chủ nhân âm thầm đem bọn họ cứu ra. Quả thật là như thế, bất quá lần này mấy người chúng ta biểu hiện quả thật không được hoàn toàn như ý, hộ chủ bất lực. Nhất định phải cùng chủ nhân tạ tội. Khương lão mở miệng, những người khác cũng tỏ vẻ phụ họa. Vì vậy, mấy người nhanh chóng đi xuống lầu, đang chuẩn bị đi theo Diệp Oản Oản tạ tội, kết quả, một người, hai người, ba người nhìn thấy xa xa. Bên cạnh chủ nhân nhà mình lại có thể có một tiểu nãi hoa đi theo sau ây chủ nhân đi ra ngoài một chuyến làm sao lại mang theo một đứa bé trở lại gã béo vẻ mặt đầy mụng bức khương lão cũng tỏ vẻ đầy hoài nghi đường bân tống cường là chuyện gì xảy ra các ngươi làm sao quay trở về a a a a sao thật là đáng yêu nha bảo bảo này là ai là ai là con cái nhà ai tất cả sự chú ý của kiều kiều đều đã dính vào trên người đứa bé rồi sao tiếng nhật dễ thương đáng yêu đường bân cùng tống cường liếc nhau một cái sau đó mở miệng nói là người nhà chúng ta cậu bé đáng yêu này là con trai của chủ nhân cái gì con trai của chủ nhân kiều kiều kinh ngạc che miệng lại miệng nó đầu bếp béo trực tiếp kinh hô thành tiếng làm sao mà có thể làm sao lại không thể chúng ta chính miệng nghe được gã béo nhất thời chừng chừng hướng về tiểu nãi hoa nhìn chăm chú tiếp đó thần sắc ngạc nhiên không thôi mà mở miệng lại nói còn còn thật đúng là có chút giống với chủ nhân nha dáng dấp khuôn mặt nhỏ nhắn này lại có thể không phải là đường nét của chủ nhân nhà chúng ta hay sao đường bân tỏ vẻ đồng ý đúng vậy không các ngươi cũng cảm thấy giống ta và cường ca cũng đều cảm thấy giống y như đúc tống cường sờ cầm một cái mở miệng nói tướng mạo của tiểu chủ nhân là theo chủ nhân nhưng khí chất cùng tính cách chênh lệch nhiều lắm, đúng chứ? Kỳ quái. Mập mạp liếc hắn một cái nói, ngạc nhiên, cái này có gì kỳ quái? Tính cách không giống chủ nhân, vậy khẳng định là giống như cha thôi. Đường Bân cùng Tống Cường gật đầu một cái, có đạo lý. Chương 919, có thể loại mẹ chơi khăm con như vậy sao? Diệp Oản Oản còn đang bận liên tục không ngừng thu xếp cho Tiểu Nãi Hoa còn không rảnh đi quản năm tên kia, chỉ mơ hồ nghe được bọn họ hình như đang nói tiểu hài tử này nhìn giống mình. Vì vậy Diệp Oản Oản lúc này mới lưu ý một chút, tự nàng đi xem, ngược lại thật không dễ dàng phát hiện, sau khi được bọn họ nhắc tới mới để ý, hình như là có chút giống à. Bất quá, nhiếp vô danh đã từng nói nàng và em gái của hắn dáng dấp giống nhau đến mấy phần cơ mà, cho nên đứa nhỏ này có mấy phần giống mình, ngược cũng là bình thường. Diệp Oản Oản cảnh cáo quét qua năm người một cái, phân phó bọn họ đi làm việc, năm người còn đang bát quái đến khí thế ngất trời, lúc này mới lập tức tan tác như chim muông. Chủ nhân hiện tại khẳng định là không rảnh để quản giáo bọn hắn. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách liền chỉ còn lại có Diệp Oản Oản cùng nhiếp đường tiêu hai người. Diệp Oản Oản lấy một lượng lớn niềm tâm cùng thức ăn vặt ra, lại đi chuẩn bị cho tiểu gia hỏa một ly nước chanh, sau đó cùng cậu bé ngồi chung ở trên ghế salon phòng khách. Nhiếp đường tiêu ngay ngắn ngồi trên ghế salon, còn người đen nhánh chậm rãi đánh giá căn phòng khách, giống như một chú mèo con mới đi tới nơi xa lạ, đang dò xét hoàn cảnh quanh mình. Diệp Oản Oản thật sự là không biết nên làm sao sống chung cùng tiểu hài tử này, ở trước mặt tiểu hài tử này cũng không thể làm bộ nghiêm mặt được, vì vậy chỉ có thể tìm cách bắt chuyện dần dần. Ha ha, đường đường, tên của con thật là dễ nghe, là có ngụ ý đặc biệt nào không? Nhiếp đường tiêu, mẹ quên. Bị cặp mắt thiên chân vô ta của cậu bé nhìn, diệp oản oản nhất thời xấu hổ không thôi a à, thật xin lỗi mẹ trước đây bị thương quên rất nhiều chuyện diệp oản oản đang nói đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào ai nàng tại sao lại phải xấu hổ nàng thật sự không phải là mẹ hắn cơ mà nhiếp đường tiêu không sao con có thể nói cho mẹ nghe diệp oản oản vội nói ừm tốt thật là tốt vậy con nói cho mẹ đi tiểu tử mở miệng trả lời danh tự này là bởi vì thời điểm mẹ mang thai con, đặc biệt thích ăn sườn non trộn giấm đường rắc tiêu, con được mẹ nuôi lớn lên nhờ vào món đó, cho nên mẹ mới đặt tên cho con là nhiếp đường tiêu. Diệp Oản Oản Diệp Oản Oản vẻ mặt đờ đẫn, ít nhất sừng sốt 10 giây đồng hồ mới phản ứng được với lời tiểu tử vừa nói. Cái thể loại mẹ gì lại thế này mẹ ơi? Lại còn là đường tiêu, nàng làm sao lại không trực tiếp đặt tên lại xương sườn đây? Lại còn có thể loại chơi khăm con của mình như vậy sao? May mà không phải là nhiếp sườn tiêu, nhiếp sườn đường, nhiếp sườn giấm. Nàng còn tưởng rằng sẽ có ngộ ý đặc thù gì, kết quả lại chỉ là bởi vì thích ăn sườn non giấm đường rắc tiêu. Suốt cuộc còn có chút văn hóa nào hay không trời. Khục khục, thật xin lỗi nha đường đường, chuyện này. Danh tự này, mẹ thật giống như là quá qua loa rồi. Diệp hoàn oản cảm giác cái vai đóng giả mẹ ruột này quả thực là quá thảm rồi, chính là đang gánh một cái mai rùa lớn trên lưng mà. Nhiếp Đường Tiêu không có việc gì. Tiểu tử cũng không hề tỏ vẻ để ý, lại một lần nữa khiến cho Diệp Oản Oản có cảm giác cùng với tiểu ma đầu khó dây dưa trong miệng Nhiếp vô danh tưởng là như hai người. Nguyên bản nàng đều đã làm xong 120% dự tính cho tình huống xấu nhất. Bất quá, nhìn thấy thần sắc lãnh đạm thờ ơ trong trẻo lạnh lùng và khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tử, cùng với cảm giác xa cách hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của cậu bé, Diệp Oản Oản càng không khỏi có chút thương tiếc. Đại khái là bởi vì từ nhỏ cha mẹ đều không ở bên cạnh, đã tạo thành cho hắn tính tình lạnh tanh như vậy. Khiến đứa nhỏ này làm cho người ta có cảm giác giống như ngăn cách với đời, không có chút hoạt bát và vô ưu vô lo mà một đứa trẻ nên có. Diệp Oản Oản khẽ thở dài một tiếng, đứng ở trước mặt của tiểu gia hỏa, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu bé, đường đường, mặc dù chuyện khi đó mẹ đã không còn nhớ rõ lắm rồi, bất quá, mẹ thích ăn nhất là xương sườn non trộn giấm đường, lại dùng nó đặt tên cho con. Điều này đã nói lên, mẹ nhất định là rất rất yêu con đấy. Ánh mắt sắc lạnh của bé trai lóe lên một cái, lấp lánh như sao trời. chương 920, nhiếp vô danh, người đi ra cho ta. Đêm khuya, tư minh lễ cùng gia nhân trốn ra nước ngoài. Đừng nói là nhiếp ra, chỉ riêng tư giả dạ hàn bên này cũng đã đủ khiến cho bọn họ bể đầu sức chán. May mắn là bọn họ cũng đủ cẩn thận, một mực âm thầm thao túng không hề ra mặt, nếu không tất cả mọi người bọn họ đều đã phải chôn ở nơi đó. Đáng chết, nữ nhân kia vận khí thật tốt, tư minh lễ mặt đầy tức giận. Cha, việc cần thiết trước mắt là lưu lại thực lực, chỉ cần có Eric tiên sinh, chúng ta sớm muộn gì cũng có thể đông sơn tái khởi. Tư giật khiêm khuyên nhủ. Đi, tư minh lễ cắn răng, cuối cùng vẫn không cam lòng bước chân vào trong trực thăng. Nhìn đế đô phía dưới càng ngày càng xa, đáy mắt là một vẻ âm trầm u ám. Tư giả hàn, còn có cái con tiểu tiễn nhân kia. Hắn sớm muộn cũng sẽ trở lại. Nước em mờ. Bên trong căn phòng khách sạn, President Suite, lớn như vậy là một mảnh thanh lãnh yên tĩnh. Tư giả hàn ngồi ở trên ghế salon, trên trán là một vẻ trầm tư. Một thanh niên mặc tây trang màu đen, thần sắc nghiêm túc đứng ở trước người nam nhân báo cáo, phu nhân đã trở lại hồng hoa tiểu lâu, trước khi người của chúng ta chạy tới, nàng cũng đã rời đi. Có có một cỗ thế lực khác xuất hiện giúp phu nhân, bất quá tạm thời vẫn còn không thể tra rõ lai lịch cỗ thế lực kia, chúng ta sẽ mau chóng tra rõ thôi. Mặc dù năm người trong hồng hoa tiểu lâu đều là cao thủ, nhưng là vì để phòng ngừa vạn nhất, tư giả hàn vẫn âm thầm an bài nhân viên. Lúc đó bọn họ chưa từng xuất hiện, là vì muốn biết rõ phía sau màn rốt cuộc là người nào. Nếu không nhổ cỏ tận gốc, sẽ vô cùng hậu hoạn. Nhưng không ngờ, không đợi người của hắn hành động lại trống rỗng xuất hiện một cỗ thế lực khác ngón tay của tư giả hàn gõ một cái trên khay trà lạnh giá bằng thủy tinh hiện lên tâm tình không an tĩnh của chủ nhân mặc dù đã xác định nàng hiện tại rất an toàn nhưng không biết tại sao trong lòng anh mơ hồ vẫn có một loại dự cảm xấu sau khi dẫn cậu bé quay trở về diệp oản oản lại phải đối mặt với một vấn đề khó giải quyết nhất nàng sẽ cho đường đường ở đâu tư giả hàn chẳng mấy chốc sẽ trở về nước, nếu để cho đường đường ở tại chỗ nàng bên này mà nói, khẳng định sẽ không tiện. Vạn nhất bị tư giả hàn gặp phải. Nhưng để cho hai tử nhỏ như vậy một mình ở bên ngoài, làm cách nào nàng cũng không mở miệng được. Dù sao người ta cũng là từ xa xôi ngàn dặm chạy tới đây gặp mẹ. Đường đường, con ngồi trước một hồi, mẹ đi xử lý một ít chuyện, rất nhanh sẽ trở lại. Diệp oản oản ôn nhu mở miệng. Nhiếp đường tiêu, vâng. Diệp Oản Oản cầm điện thoại di động, đi tới trong sân. Sau lưng, nhiếp đường tiêu nhìn theo bóng lưng cô gái vội vàng rời đi, con người đen nhánh chậm rãi thu liễm xuống. Sau khi tiến vào sân nhỏ, Diệp Oản Oản lập tức mở ra group WeChat của nhóm 5 người truyền tiêu, tạch 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 đánh một hàng chữ gửi đi. Diệp Hữu danh, nhiếp, vô, danh, người đi ra cho ta. Bên trong group WeChat yên tĩnh, không hề có một chút âm thanh. Diệp Oản Oản không có cách nào, chỉ có thể cắn răng phát một bao tiền lì xì. Kết quả, lần này thậm chí ngay cả bao tiền lì xì cũng đều không có người lĩnh rồi. Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, phát một bao lớn giá 100. Kết quả, vẫn không có người lĩnh. Nghiêm chỉnh mà nói, là không ai dám lĩnh. Giờ phút này, dưới một cây cầu vượt nào đó ở đế đô, năm người đang lặng lẽ ngồi trụm đầu vào nhau. Sau khi nhìn thấy tin nhắn trong group WeChat, nhiếp vô danh sợ đến tay run một cái, nhìn về mấy tên thủ hạ ở bên cạnh, mở miệng nói các ngươi, trả lời hữu danh muội Thiếu chút nữa không nhịn được mở ra bao tiền lì xì, nhất chi hoa, một bên vừa đè lại cánh tay sắp không bị khống chế của mình, một bên vẻ mặt đầy hoảng sợ lắc đầu cái gì. Ta, ta không đi, đạo sĩ thúi, ngươi làm đi, nhanh, đội trưởng gọi ngươi đấy, ngươi chính là tâm phúc tín nhiệm nhất của đội trưởng. Audio điện tử võ tấn bền